Chương 878, thủ đoạn bầu cử. Không đâu, chủ tịch huyện tốt lắm, anh ấy cũng trẻ tuổi thôi. Sa Hồng Quân đặt cô gái lên giường, miệng y vồ vập cô gái. Buông ra, bây giờ là ban ngày mà. Giang Tố Khiết giãy giụa, tuy nhiên cô không thoát được gã thư ký đang như con hổ đói. Đương nhiên Sa Hồng Quân cũng không dám làm quá, y chỉ dám hôn một lúc rồi lấy từ trong cặp ra một bản quyết định, không nói lời nào mà chỉ đắc ý cười gượng. Giang Tố Khiết có vẻ chần chừ, sau đó cô cầm lấy xem xét một chút. Lập tức, nước mắt cô không nhìn được nữa, chảy ra, lẩm bẩm nói. Hồng Quân, chúng ta có thể ở cùng một chỗ rồi, em. Sếp Chu bảo là em có thể lựa chọn các nơi, trường bổ túc, đại học truyền hình, phòng giáo dục, anh nghĩ hay là em về dạy học đi. Chủ tịch huyện Diệp quá tốt với anh rồi, anh không thể làm phiền anh ấy thêm nữa. Vẻ mặt Sa Hồng Quân có vẻ cảm kích, nói. Dạ, nếu có thể về dạy học cũng được, em cứ tưởng như đang nằm mơ. Giang Tố Khiết hơi nghẹn ngào, cô dịu dàng hôn y một cái rồi nói. Hồng Quân, có lẽ chúng ta nên cảm ơn chủ tịch Diệp một chút, không có anh ấy thì chúng ta không thể có được ngày hôm nay. Ừ, cảm ơn không đúng thì không phải là cảm ơn. Đưa tiền thì có vẻ thô tục quá, anh đi theo chủ tịch Diệp lâu như vậy, chỉ thấy anh ta nhận quà là thuốc lá thôi, hơn nữa còn chia cho anh và lái xe Lý tới hơn một nửa rồi. Ngay cả lão Trương gác cổng cũng được anh ấy cho mấy bao. Vậy nên thuốc rượu người ta không thiếu. Ôi, chuyện này thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào đây. Sa Hồng Quân có vẻ rất khó xử. Vậy thì, tặng cái gì, chẳng hạn như thổ sản vùng núi được không? Giang Tố Khiết hơi chần chừ. Chẳng được đâu, anh ta ngày nào cũng ăn, chán ngấy rồi. Sa Hồng Quân lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn bạn gái một cái rồi cười nói. Không tính nữa, anh làm tốt công việc là được. Sau này khi em đã chuyển về đây, em làm vài món, chúng ta mời chủ tịch Diệp ăn cơm ngay tại đây, em thấy thế nào? Dạ, tạm thời cứ như vậy đi. Giang Tố Khiết gật đầu, đột nhiên lại hỏi một vấn đề ngoài lề. Anh Hồng Quân, anh nói xem, chủ tịch Diệp có phải là người tốt không? Đương nhiên rồi, anh ấy mà không là người tốt thì ai trên đời này còn là người tốt nữa chứ? Em thấy đó, chủ tịch Diệp mới đến chưa được một tháng mà làm được bao nhiêu chuyện đại sự rồi. Phan mặt dỗ ác nhởn như vậy, toàn bộ người dân trong huyện ai cũng biết rồi cũng bị lấy mũ. Mã Vân Tiền háo sắc thì nghe nói còn có thể bị vào tù. Còn như phó chủ tịch Lôi đấy, người ta có cả phó bí thư địa khu đỡ đầu mà làm sai cũng bị chủ tịch huyện tạm thời cách chức đấy thôi. Ngày hôm qua, chủ tịch Diệp bằng sức lực của một người mà phát động được cuộc quyên góp trong toàn bộ cán bộ công nhân viên chức và dân chúng trong huyện. Thật ra Ma Xuyên chúng ta có thể quyên góp được hơn cả 20 triệu ấy chứ. Chủ tịch Diệp cứ thế làm tới. Nếu đường quốc lộ Thiên Tường thật sự có thể làm được thì đó như là vị trí giao thông hiểm yếu kết nối ba tỉnh với nhau. Ma Xuyên chúng ta giàu có cũng là chuyện nằm trong tầm tay. Không đơn giản đâu, thật sự anh ấy là người rất có khí phách, có năng lực và có cả sự quyết đoán nữa đấy. Sa Hồng Quân tất nhiên là hết sức khâm phục. Vâng, hẳn anh ta là người tốt. Giang Tố Khiết suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Đột nhiên đôi mắt quyến rũ của cô chớp chớp rồi nhìn chằm chằm Sa Hồng Quân. Thấy như vậy y trong lòng có chút sợ hãi, hỏi cả lăm. Sao em nhìn anh chăm chú như vậy? Trên mặt anh có vết bẩn à? Hừ, còn giả vờ hồ đồ nữa à? Giang Tố Khiết rõ ràng mất hứng, miệng vểnh lên nói. Vậy là có ý gì bà xã ơi, anh bị oan mà. Sa Hồng Quân giơ hai tay lên trời như ra vẻ đầu hàng rồi nói to. Tiểu nhân thật không hiểu hoàng hậu muốn gì. Mời hoàng hậu nói rõ cho. Hoàng hậu, ý anh là còn muốn cưới hoàng hậu có phải không? Hừ. Giang Tố Khiết nghiến răng nghiến lợi, nhéo lỗ tai của thư ký Sa. Nhẹ tay thôi, không thì đứt tai thì phiền lắm, hay là đứt rồi chắp lại thì tốt hơn. Sa Hồng Quân cười. Còn giả vờ hồ đồ nữa à? Giang Tố Khiết không buông tay. Anh thật sự không hiểu mà, em nói rõ xem nào. Sa Hồng Quân ra vẻ hết sức ngơ ngác, không biết trong lòng Giang Tố Khiết nghĩ gì, y thầm nhủ. Lòng phụ nữ như đáy biển sâu, ai mà biết được cô nghĩ gì chứ? Vừa rồi chủ tịch Diệp còn nói gì nữa? Giang Tố Khiết đỏ mặt lên, đôi mắt quyến rũ ngước lên, liếc nhìn thư ký Sa một cái. Nói gì nhỉ, để anh nghĩ lại xem. Sa Hồng Quân làm ra vẻ đang suy nghĩ rất lung,
một lúc sau đột nhiên y mở to hai mắt, gượng cười nói. Cô giáo Giang, có phải là anh ta bảo hai chúng ta phải thành hôn đi không, ha ha. Em đánh chết anh. Trong phòng trở nên hỗn loạn, ngay cả bữa cơm trưa cũng quên không làm. Sáng ngày thứ ba, địa khu nhanh chóng có phản ứng, phó trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy, cũng chính là cô gái Thái Hồng Ngẫu, bạn học ở trường đảng với Diệp Phàm tới Ma Xuyên. Nơi đến của Chu Phú Đức đã được xác định, ông ta được điều đến đảm nhiệm chức cục trưởng cục tôn giáo địa khu. Chuyện này ngay cả thằng ngốc cũng nhìn thấy được, tuy cấp bậc của ông ta không thay đổi gì nhưng thực quyền thì thậm chí còn không bằng một trưởng phòng huyện Ma Xuyên. Việc nay may nhờ chủ tịch địa khu Vương hết sức bảo vệ thì cấp bậc của ông ta mới không thay đổi. Cũng nên biết rằng Chu Phú Đức vốn đã bị bí thư tỉnh ủy Quách Định yêu cầu phải xử lý. Vương Triều Trung coi như là không can thiệp được, may nhờ còn chút quyền lực nên mới giúp được ông ta. Diệp Phàm vừa đảm nhận chức vụ bí thư huyện Ma Xuyên, vừa là quyền chủ tịch, hai chức vụ nhưng thật ra tập trung vào duy nhất mình hắn. Ngoài ra, trưởng phòng công an huyện Ngô Đồng nhận chức ủy viên thường vụ huyện ủy, tiếp nhận chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật của Mã Vân Tiền. Hơn nữa, gã còn kiêm luôn chức trưởng phòng công an huyện. Việc này cũng được sự đồng ý của ủy viên thường vụ Hội đồng Nhân dân địa ủy do tình hình đặc biệt của Ma Xuyên nên sẽ được thông qua ở Đại hội đại biểu Nhân dân lần thứ tư của huyện Ma Xuyên. Đại hội lần thứ ba được tổ chức vào ngày 31 tháng 1. Tại đại hội lần này chính thức xác định đồng chí Diệp Phàm nhận chức vụ chủ tịch huyện. Bởi vì hai chức vụ này nếu ra quyết định cùng một lúc thì có vẻ hơi khó coi. Hơn nữa cũng để giải quyết băn khoăn của Diệp Phàm, để hắn rảnh tay công tác và cũng để thời gian cho Trang Thế Thành xem xét lại chu đáo. Chuyện ở Ma Xuyên rất phức tạp, việc tiếp theo Diệp Phàm định bắt tay vào xử lý mỏ silicon của nhà họ Mã và mỏ đồng của nhà họ Thiết ở thị trấn Thanh Sơn. Phải biết rằng trong đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện thì nhà họ Mã chiếm tới 50 danh ngạch, còn nhà họ Thiết là 30. Hai đại gia tộc tổng cộng chiếm tới 80 danh ngạch. Hơn nữa toàn bộ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Ma Xuyên chỉ có khoảng trên dưới 260 danh ngạch. Chuyện này tất nhiên là cũng có một số thủ đoạn bên trong. Trong những năm Chu Phú Đức cầm quyền thì không ai dám đứng ra đối đầu với ông ta. Tuy nói là chỉ có 80 danh ngạch xét trên tổng số 260 danh ngạch thì cho dù toàn bộ có phản đối cũng không thể quyết định được cục diện tuyển cử ở huyện. Nhưng sự vật lại là một phân thành hai. 80 đại biểu này sau khi rời khỏi đây, cứ dựa trên quan hệ bạn bè thân thích, quan hệ họ hàng để lôi kéo một vài người, như vậy thì khả năng ảnh hưởng cũng ở mức kinh người. Nghiêm trọng hơn là có khi quả thực họ cũng có thể làm thay đổi kết quả tuyển cử. Địa khu đương nhiên cũng có suy xét đến chuyện này. Nếu Diệp Phàm vẫn chưa chính thức làm chủ tịch huyện trước thì hắn có thể bắt tay vào việc đối phó với nhà họ Mã và nhà họ Thiết đã. Đến lúc đó khi tổ chức đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân thì việc bổ nhiệm chủ tịch huyện xem như là một điểm chơi phát hỏa. Trước kia còn có Chu Phú Đức trợ lực nên nhà họ Mã và nhà họ Thiết còn không dám làm gì, nay Chu Phú Đức bị điều đi rồi, Diệp Phàm một mình phải chống đỡ thay đổi cả cục diện. Hơn nữa hắn đắc tội với nhà họ Mã và nhà họ Thiết, nếu họ không ủng hộ thì cũng là một vấn đề, khi đó càng khó có thể có được nhiều phiếu ủng hộ. Vậy nên địa khu áp dụng chính sách giao sắc chặt đay rối. Thừa dịp Diệp Phàm còn chưa ra tay với nhà họ Mã và nhà họ Thiết, trước tiên sẽ tổ chức đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân vào ngày 31 tháng 1. Hơn nữa nhà họ Mã lại đang trong thời kỳ hết sức khốn khó. Trước khi Diệp Phàm chưa ra tay thì bọn họ hẳn cũng không dám làm gì. Nhà họ Mã không có nhúc nhích gì, phỏng chừng nhà họ Thiết cũng không một mình tự làm mất mặt, đến lúc Diệp Phàm được trúng tuyển thì cũng khó mà tồn tại được, chuyện đó sẽ gây nên khá nhiều phiền toái. Đối với tình hình này thì Diệp Phàm cũng đã bàn bạc xem xét hết nước hết cái với Trang Thế Thành rồi. Trang Thế Thành lần này nương tay cho bí thư tỉnh ủy Quách Đông Phong. Nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, chủ tịch địa khu biết rõ thằng nhãi này không dám ra mặt mà chỉ âm thầm đối đầu với mình. Phải biết rằng Diệp Phàm đang được bí thư tỉnh ủy Quách hết sức ca ngợi, danh vọng sáng chói như mặt trời ban trưa. Hơn nữa việc sửa đường được đài truyền hình địa khu đưa tin nên thanh danh hắn nổi lên như cồn. Đối với người có thanh danh sáng ngời như thế mà không trúng tuyển chủ tịch huyện thì phỏng chừng bí thư Quách sẽ nổi giận lôi đình, ngay cả Vương Triều Trung cũng phải suy nghĩ lại ngay lập tức. Ôi, xui xẻo là từ cháu trai của Mã Vân Tiền mà ra cả, sai một ly đi một dặm. Ông Trang đang trong thời kỳ rất chú ý, không nên có động thái quá lớn, nếu không chắc chắn sẽ mang lại rủi ro cho bí thư Quách. Vương Triều Trung thở dài, ra vẻ nhẫn nại chịu đựng,
chẳng lẽ không thể tính toán gì được sao? Chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu Khâu Mậu Thủy có vẻ không cam lòng. Phải biết rằng Vương Triều Trung từng để lộ ra là nếu không chọn được người thích hợp thì Khâu Mậu Thủy sẽ là người tiếp nhận vị trí của Chu Phú Đức. Khâu Mậu Thủy tuy rằng hiện giờ ở văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu thì rất có tiếng tăm, khá là có thanh có thế. Nhưng dã tâm của ông ta lại không dừng lại ở đó. Văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu đơn giản không phải là nơi ông ta muốn tiếp tục làm việc, vì Ủy ban Nhân dân địa khu phải phục vụ rất nhiều ban ngành khác nhau. Công việc tại đây thì nhiều nhưng lại không có tiền đồ phát triển. Nếu có thể đảm nhiệm được chức vụ bí thư huyện ủy Ma Xuyên thì về sau việc được đề bạt, thăng tiến trên con đường chính trị là rất có khả năng. Không có lý lịch là bí thư huyện ủy thì muốn leo lên chức vụ cao hơn, ngoại trừ có người hậu thuẫn ở trên, nếu không, tuyệt đối không thể xảy ra được. Vậy nên Khâu Mậu Thủy hiện nay đã xem Ma Xuyên như là địa bàn của mình, nếu cứ để cho Diệp Phàm đảm nhận quyền bí thư trong thời gian này. Hắn mà điều chỉnh toàn bộ mạng lưới nhân sự tại đó, những vị trí đắc lực để người của hắn chiếm được thì lúc đó rất có khả năng quyền lực của gã ở Ma Xuyên cũng mất đi. Trong giờ phút này tâm lý của Khâu Mậu Thủy rất phức tạp. Tất nhiên gã không thể cam lòng làm một con rối bí thư, đó không phải là tác phong làm việc của Khâu Mậu Thủy. Không tính được nữa thì chẳng lẽ cậu dám ngẩng đầu lên? Vương Triều Trung thản nhiên liếc mắt nhìn Khâu Mậu Trung một cái. Giờ phút này ngẩng cao đầu hay là muốn chết thì có gì khác nhau đâu. Phỏng chừng ở cấp trên người ta còn xem xét chán rồi, nhân vật số một Nam Phúc, chức vị đó ai dám tranh. Khâu Mậu Thủy bất đắc dĩ cúi đầu thấp xuống, uể oải thật sự. Bản thân gã lăn lội ở địa khu Đức Bình còn được, chứ mà sang tỉnh khác thì ăn thua gì. Cậu Khâu, đừng tức giận như thế, cứ để cho thằng nhóc đó gây sức ép 2 tháng, cùng lắm là 1 năm rồi chúng ta sẽ lật thế cờ. Cho đến lúc này, sóng gió tại Ma Xuyên cũng dừng lại rồi. Bí thư tỉnh ủy Quách cũng không có khả năng có nhiều tinh lực để đầu tư cho chuyện này. Diệp Phàm thì nhiều nhất chỉ có thể sắp xếp được vài ba vị trí thôi. Lập tức đến cuối năm, lại khôi phục cho nhà họ Mã, giúp họ ổn định lại. Nếu thực sự có nhiều thay đổi thì phỏng chừng Ma Xuyên cũng loạn mất. Hắn có muốn chọn người để thay đổi cũng không giải thích được. Nếu đúng như vậy thì chúng ta sẽ có biện pháp thu nạp hắn. Trong mắt Vương Triều Trung lóe lên những tia sáng, y chợt kiềm chế lại. Y có vẻ rất thoải mái tự nhiên. Chương 879, kỳ vọng của Trang Thế Thành. Ừ, chuyện Phan Mặt Dỗ ông ta nghe được thì rất giận dữ, nghe nói sau đó lại gặp bí thư Lôi Minh Hoài, em họ Lôi Thượng Minh. Lôi Minh Hoài là người có nhiều mưu kế, bên ngoài thì cũng chưa thể hiện cái gì, có vẻ hết sức thản nhiên. Thật ra thì hắn là người thế nào? Nói vậy thì đó cũng chỉ là một con người thôi, ha ha. Khâu Mậu Thủy cười thành tiếng. Ừ, ông Trang gần đây mới có thế quật khởi như vậy. Quách Phác Dương để cho ông ta làm cuộc cách mạng. Lôi Minh Hoài muốn lợi dụng ông Trang nhiều hơn nữa, chắc chắn sẽ tiếp tục hợp tác với chúng ta. Về cái chức bí thư huyện ủy Ma Xuyên, lão ta phỏng chừng cũng đang hết sức chờ đợi. Mấy lần ra tay trước, ông ta chỉ phân 2 danh ngạch cấp phó, trong lòng phỏng chừng là cũng nóng ruột rồi. Vương Triều Trung thản nhiên nói, lấy tay phủi phủi mấy tàn thuốc rơi. Chức vụ đó là vị trí quan trọng nhất, tiêu biểu cho quyền khống của địa bàn, Lôi Minh Hoài không nghĩ là chỉ cần có một chức vụ chính đó thì có được toàn bộ địa bàn trong tay mình. Vì bất lý ở Ma Xuyên chính là do Lôi Minh Hoài nâng đỡ lên chức. Thằng nhãi này sẽ rất nhát gan, chắc chắn sẽ theo đuôi ông ta. Khâu Mậu Thủy có vẻ hơi lo lắng. Bản thân mình muốn ngồi vào cái chức bí thư huyện ủy Ma Xuyên thì vì bất lý cũng là một đối thủ khá mạnh. Đến lúc đó Vương Triều Trung nếu vì muốn cùng kết giao với Lôi Minh Hoài mà bỏ rơi mình cũng là chuyện rất có thể xảy ra. Lòng người không ai hiểu thấu, tuy rằng gã và Vương Triều Trung khá thân thiết với nhau. Nhưng vì lợi ích trước mắt, Vương Triều Trung tuyệt đối sẽ không nói đến chuyện bạn bè. Lấy chuyện của Chu Phú Đức mà nói, không phải lần này ông ta đã trở thành vật hy sinh của Vương Triều Trung đó sao? Nếu bàn về tình bằng hữu thì Chu Phu Đức cũng thân thiết với Vương Triều Trung không kém gã. Nhưng vì ích lợi thì các vị lãnh đạo thường không ngại làm chuyện này. Con người cứ có gì có lợi là làm. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. 2000 năm trước, Thái Sử Công đã dùng câu nói này nói toạc ra quy tắc vận hành của thế giới. Lãnh đạo yêu mến anh cũng vì người ta nhìn thấy anh có thể mang lại lợi ích cho họ, chẳng hạn như anh làm nên thành tích. Thành tích đó cũng giống như là của chung,
của anh một nửa, của lãnh đạo một nửa. Nếu anh không có tác dụng gì, vì lợi ích bản thân mình, lãnh đạo sẽ vứt bỏ anh, hoặc là hy sinh anh thì cũng là chuyện bình thường, ai bảo anh không mang lại lợi ích cho họ, nếu họ không vứt bỏ anh thì chính họ sẽ bị thiệt hại. Tình nguyện để mình bị thiệt hại mà vẫn giữ anh lại, người lãnh đạo như vậy trong thiên hạ được mấy người chứ? Cơ hội, đây chính là cơ hội, có lẽ đây chính là cơ hội để Trang Thế Thành ta đây thay đổi toàn diện. Trang Thế Thành nghĩ bụng, nghĩ tới chuyện này, điếu thuốc ông ta hút hết khi nào không biết. Lúc này, trưởng ban thư ký địa ủy Trịnh Chí Minh bên cạnh nhắc nhở ông ta. Ông Trang, cẩn thận một chút, đừng hút nữa. Hút ư. Trang Thế Thành như tỉnh giấc mộng, ông ta liếc mắt nhìn Trịnh Chí Minh một cái rồi gật gật đầu, hỏi. Ông Trịnh, ông nói xem, lửa thiêu cháy như thế nào? Chợt Trang Thế Thành hung hăng dụi đầu mẩu thuốc lá vào trong gạt tàn. Đến Đức Bình nửa năm nay, chỉ có trưởng ban thư ký Trịnh Chí Minh là đồng cam cộng khổ với ông ta. Bởi vì Trịnh Chí Minh chính là bạn học của ông ta. Điều này toàn bộ địa ủy ngoại trừ hai người ra không một ai biết đến. Nói lý ra thì hai người, ông Trang và ông Trịnh xưng hô với nhau trước mặt mọi người thì đương nhiên gọi tên nhau. Để nhóm được lửa thì đầu tiên phải có củi, hơn nữa, muốn củi cháy hết thì phải có gió mới được. Trước kia, Thượng Lão Quân khi tìm người nhóm lửa luyện đan không hề đơn giản. Ông Trang, ông xem, trong huyện Ma Xuyên ai là người thích hợp để có thể nhóm được ngọn lửa, ha ha. Trịnh Chí Minh cười. Khá lắm ông Trịnh, nhưng đúng ra ông nghiên cứu giúp tôi nhé. Trang Thế Thành cười nói. Chợt ông ta nín lại rồi hừ nói. Chúng ta đầu tiên nói đến chuyện củi lửa đã, không có củi lửa thì người nhóm lửa chẳng để làm gì. Không thể chỉ dùng cây quạt quạt trong không khí được. Đồng chí Trang thật là khéo léo. Phỏng chừng Chu Phú Đức chính là người mang ngọn lửa đi đầu tiên, hơn nữa lại là ngọn lửa lớn nhất. Trịnh Chí Minh khen ngợi không ngớt. Ha ha, chẳng những phải dẹp củi lửa đi mà còn phải lấy mấy bình chữa cháy đến nữa mới được. Việc này gọi là lùi một bước để tiến hai bước. Bọn lâu la của đối thủ chúng ta phải hết sức dẹp yên, rõ ràng là phải đánh tan. Bình chữa cháy chúng ta phải chuẩn bị nhiều một chút. Sau này cho dù có chút lửa chút củi nhỏ nhóm lên thì bình chữa cháy xịt lên một cái là dập tắt được ngay. Không có mồi lửa và củi thì làm sao mà đốt được. Trang Thế Thành và Trịnh Chí Minh bàn luận với nhau về chuyện củi lửa. Thật ra bên trong có một dụng ý sâu sắc, chỉ có điều hai con cáo già chỉ nói về chuyện đó. Nếu để Diệp Phàm nghe được thì tất nhiên hắn không thể nào hiểu được, có lẽ hắn còn mắng thầm. Hai đầu sỏ trụng đầu lại với nhau không ngờ tán gẫu với nhau cái việc nhàm chán đó, này thì là đốt củi, luyện đan, toàn là chuyện đâu đâu. Ngô Đồng tạm thời kiêm nhiệm chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật phỏng chừng là người nhét bình chữa cháy vào tay Diệp Phàm được đấy. Trịnh Chí Minh như thoáng có chút suy nghĩ. Ông lại sai rồi ông Trịnh à, Ngô Đồng là một bình chữa cháy quá cũ kỹ rồi, tác dụng chỉ tương đối thôi. Sự vật đã hình thành thì không thay đổi, trong những tình huống nhất định. Tốt cũng có khả năng thành xấu, xấu cũng có thể biến thành tốt. Trang Thế Thành nói một câu dụng ý không rõ ràng. Trịnh Chí Minh đương nhiên hiểu, gật đầu cười nói. Ừ, đúng là với Diệp Phàm mà nói thì Ngô Đồng chính là chất dẫn cháy, tuy nhiên, theo ông thì ông muốn Diệp Phàm tuyển ai làm người nhóm lửa. Còn chưa xác định được, Phương Viên làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Ma Xuyên, tôi muốn đưa hắn vào chức vụ phó bí thư. Diệp Phàm muốn luyện đan ở Ma Xuyên thì phải chuẩn bị đầy đủ mồi lửa, củi, tài liệu, người quạt gió, đầy đủ mới được. Trang Thế Thành trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. Nên bắt tay vào làm sớm một chút, thừa dịp bí thư Quách Đông Phong còn chưa ra tay thì tốt hơn. Ôi, ông Trang này, ông giúp Diệp Phàm chuẩn bị luyện đan nhiều như vậy mà thằng nhãi đó không thể luyện đan thì việc này. Trịnh Chí Minh nói lấp lửng nửa câu rồi không nói nữa. Không đâu, tôi tin tưởng vào hắn. Ma Xuyên chính là một lò luyện lớn, tôi hy vọng hắn có thể luyện được kim đan. Thứ nhất là huyện Ma Xuyên sẽ là một viên kim đan rất tốt, sau đó sẽ từng bước kéo dài tới quận Thông Đô, quận Đức Bình, thị xã La Châu. Hai mắt Trang Thế Thành nhìn xa xăm dường như muốn nhìn thấy toàn bộ vũ trụ. Bước chuyển ư, nếu được như vậy thì 12 huyện của Đức Bình chúng ta tương đương với 12 viên kim đan. Ông Trang có thể muốn thay đổi cục diện thì đại cục đã có rồi. Phỏng chừng Ma Xuyên chính là viên kim đan thứ nhất, cũng là viên kim đan quan trọng nhất. Nơi đó mặc dù nghèo nhưng lại luyện ra được viên kim đan rực rỡ nhất. Chân mày Trịnh Chí Minh như giãn ra không ít.
Gần đây Trang Thế Thành vẫn bị Vương Triều Trung liên kết với Phó Bí Thư Lôi Minh Hoài chèn ép, là bạn học của ông ta chèn ép nên tất nhiên trong lòng Trịnh Chí Minh không thoải mái được. Trang Thế Thành nắm trong tay thế cục Đức Bình thì quyền lực trưởng ban thư ký của ông ta cũng là nước lên thuyền lên. Ông Trịnh, ông thấy Hạ Hải Vĩ là người thế nào? Trang Thế Thành đột nhiên liếc mắt nhìn Trịnh Chí Minh một cái rồi nói vòng vo. Hạ Hải Vĩ, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật địa khu, người này mới đến đây được mấy tháng, biểu hiện vẫn rất khiêm tốn. Cục trưởng công an địa khu Lâm Thiên lại là người rất mạnh mẽ, cứng rắn, căn bản là không nghe sai khiến. Ba cơ cấu công kiểm pháp, y cũng quản lý rất chặt chẽ. Tuy nhiên chỉ là tình thế vậy, một chút vấn đề cũng không giải quyết. Người này ẩn núp rất sâu, phỏng chừng đang ở trạng thái ngủ đông hoặc trông chừng. Nếu nói rằng y đang đồng ý với trạng thái hiện tại thì chuyện đó là hoàn toàn không phải. Nghe nói người này trước đây là trung đoàn trưởng của cảnh sát hình sự công an tỉnh, luôn luôn có thủ đoạn phá án rất mạnh mẽ, cứng rắn, khá nổi tiếng ở tỉnh. Lạ là đến Đức Bình thì như hổ lạc đồng bị chó bắt nạt hay sao? Tôi nghĩ là chưa chắc, y đang xem xét cơ hội, chỉ có điều, hiện tại cơ hội chưa chín muồi mà thôi. Trịnh Chí Minh ánh mắt mông lùng, dường như cũng chưa rõ ràng lắm. Ừ, ngủ đông, ông nói rất hay. Tuy nhiên, người này xem ra lúc này vẫn còn đang trong giai đoạn bị vây hãm, phỏng chừng Vương Triều Trung đã sớm duỗi cành ô liu ra rồi. Tuy nhiên người này không tỏ thái độ. Hình như Lôi Minh Hoài đã mấy lần uống rượu với y, phỏng chừng cũng có nói ra nguyện ý của ông ta rồi. Tuy nhiên, dường như người này cũng không tỏ thái độ, hoặc là giả ngu. Chúng ta bây giờ cũng không phải là thời điểm giơ tay ra. Duỗi tay ra bây giờ thì kết quả chắc cũng không khác bọn họ lắm. Có một số việc thấy rất là kỳ lạ. Người này có thể lên sở, rồi từ tỉnh thẳng tiến đến chức ủy viên thường vụ địa ủy Đức Bình chúng ta. Chứng tỏ ở tỉnh có người ủng hộ y. Nhưng sao xuống đây lại nhát gan, sợ phiền phức như thế? Lâm Thiên tuy rằng sau lưng có hậu thuẫn nhưng không đến nỗi sợ đến mức như thế chứ. Trang Thế Thành cũng có vẻ nghi ngờ. Cẩn thận một chút cũng không thừa, ở Đức Bình, y chưa có chút căn cơ nào. Hơn nữa Vương Triều Trung quá mạnh mẽ, cứng rắn. Mà ông thì bây giờ quyền lực nhiều lắm cũng chỉ ngang bằng Vương Triều Trung mà thôi. Ở giữa còn có Lôi Minh Hoài. Hơn nữa, lão già Tôn Quốc Đống cũng hay quấy nhiễu. Tình thế địa khu rất phức tạp, y có thái độ như thế thì cũng dễ hiểu thôi. Muốn lôi kéo được người này phỏng chừng khá khó khăn, tuy nhiên gần đây tôi phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, dường như là... Trịnh Chí Minh nói nửa câu rồi hình như suy nghĩ thêm một chút. Thật ra Trịnh Chí Minh có hơi khoa trương về thanh thế của Trang Thế Thành. Tuy rằng lực lượng của Trang Thế Thành và Vương Triều Trung không khác nhau lắm nhưng Trang Thế Thành là bí thư, là nhân vật số một. Thực ra mà nói thì Vương Triều Trung chiếm thế thượng phong. Gì vậy, nói thì nói trắng ra đi. Trang Thế Thành hừ một tiếng. Chính là ở chỗ đồng chí Diệp Phàm thân thiết với ông ấy, quan hệ giữa hắn với Hạ Hải Vĩ làm người ta cân nhắc không ra. Một lời của Trịnh Chí Minh phát ra khiến cho Trang Thế Thành có chút ngây người. Song ánh mắt ông ta lóe lên một chút rồi chợt tắt. Ông ta lẩm bẩm, hẳn là không thể nào hai người bọn họ trước kia chưa hề gặp nhau. Căn bản là không cùng xuất hiện mà thôi. Ông Trang, nếu bàn về chuyện ủy ban nhân dân địa khu thì tôi nắm rõ hơn ông. Bởi vì vị trí của tôi là phục vụ cho ông, nên hiểu biết cũng khá nhiều. Ngày đầu tiên Diệp Phàm đến địa ủy thì chính Hạ Hải Vĩ dẫn hắn đi đến chỗ Tôn Quốc Đống. Ông nói xem chuyện này có lạ không chứ? Diệp Phàm chắc chắn là có biết Hạ Hải Vĩ, hơn nữa quan hệ khá thân nhau. Nếu không sao Hạ Hải Vĩ lại tự thân mình đi đón chứ? Còn nữa, ngày đó Diệp Phàm xuống nhậm chức, vốn đi cùng Tôn Quốc Đống, nhưng Hạ Hải Vĩ cũng lấy cớ đi tuần tra Ma Xuyên, kết quả là cũng đi theo. Giống như là trùng hợp với nha, cho nên, ha ha. Trịnh Chí Minh lại buông ra một câu khiến cho trong lòng Trang Thế Thành nổi lên gợn sóng. Ông nói là thằng nhóc Diệp Phàm còn có việc gạt chúng ta ư. Sắc mặt Trang Thế Thành có chút nhục nhã. Trong thời kỳ khó khăn khi bị vây hãm, bản thân mình làm tướng. Nếu không có sự ủng hộ từ bên trong thì quân cờ này làm cho ông ta thực sự hoài nghi. Chương 880, vào nhà tướng quân tương đối khó. Không thể nói như vậy, Hạ Hải Vĩ cấp bậc khá cao so với hắn. Hắn không nói tới hoặc là có nói thì chuyện tiến thêm một bước đều là do Hạ Hải Vĩ lựa chọn, hắn không có khả năng. Là cấp dưới thì sao?
có lẽ hắn giật dây Hạ Hải Vĩ nhưng người ta không muốn nhắc tới thì hắn cũng bất lực. Không thể kéo Hạ Hải Vĩ về phe ông thì còn nói cho ông làm gì, càng làm cho ông thêm phiền não, không chừng lo lắng quá ông còn tức giận Hạ Hải Vĩ hoặc là nghi ngờ hắn. Cho nên hắn có băn khoăn thì cũng là chuyện thường tình. Trịnh Chí Minh càng nói dường như càng tránh làm cho Trang Thế Thành lo lắng. Ừ, cũng có lý, thằng danh con này, nếu còn che giấu tôi điều gì thì sớm làm rõ cho tôi, chúng ta sẽ sớm nghĩ ra cách thu phục được Hạ Hải Vĩ, y chính là một quân bài lớn. Trang Thế Thành không ngờ lại mỉm cười. Thật ra muốn thử xem hai người bọn họ có quan hệ như thế nào thì tôi cũng đã có chủ ý. Trịnh Chí Minh liếc mắt xem xét thái độ của Trang Thế Thành. Ông nói coi. Trang Thế Thành có vẻ hứng thú. Thằng danh con này chắc chắn là có quyết tâm rất lớn, muốn xây dựng quốc lộ thiên tường trở thành huyết mạch giao thông trọng yếu cho ba tỉnh Giang Đô, An Đông, Nam Phúc. Đột nhiên xuất hiện ưu thế địa lý của Ma Xuyên, không thể không nói là tôi rất khâm phục tính gan dạ sáng suốt và ánh mắt cao ngạo của hắn. Thật ra mà nói thì Ma Xuyên không cần làm gì cũng có thể phát đạt được rồi. Từ xưa đến nay, ông nhìn xem có địa phương nào nằm ở vị trí trọng yếu mà không phồn hoa không? Hơn nữa, vận may của thằng nhóc này không phải bình thường mà rất tốt, không ngờ gặp được bí thư tỉnh ủy Quách. Nghe nói khi hắn đưa ý tưởng này nói với bí thư Quách xong thì bí thư Quách cũng đã nhắc nhở hắn, phỏng chừng muốn bảo hắn đi tìm tướng quân thủ đô Tống. Nếu thật sự có thể mở được của chính nhà tướng quân Tống thì chuyện quốc lộ thiên tường có thể nối thông ba tỉnh cũng không phải là một giấc mộng. Trịnh Chí Minh cười nói, không ngờ trong mắt ông ta lóe lên một tia khâm phục. Chuyện đó là đương nhiên, Tống Gia Xuyên bây giờ ngồi trên vị trí hiển hách là phó trưởng ban thứ nhất Tổng cục Hậu Cần. Tổng cục Hậu Cần là như thế nào chứ? Mấy triệu quân nhân nhà nước ăn uống như thế nào đều do bọn họ lo. Bao nhiêu nguồn lợi đều từ đó mà ra. Hơn nữa, gần đây đất nước chúng ta cũng dần dần trở nên hùng mạnh, kinh phí quốc phòng từng năm đều tăng lên. Tổng cục Hậu Cần là nơi tập hợp của cải của toàn quân. Tướng Tống chỉ cần gật đầu đồng ý thì cho dù chỉ quăng ra một chút cặn bã cũng có thể làm cho quốc lộ thiên tường khởi công thành công. Hơn nữa, có ông ta ra mặt thì ở Bộ Giao thông cũng thông qua việc lập dự án, chuyện tới tay rồi thì nắm giữ không thành vấn đề. Thằng danh con kia có nhiều mưu mô hơn nhiều, tầm mắt rất tinh tường, nếu là tôi mà đảm nhiệm chức chủ tịch huyện ở Ma Xuyên thì chắc là không có được sự sáng suốt như hắn được. Thực ứng với câu nói kia, trời muốn ngăn tôi phá trời, những lời này thì chỉ có người thực sự rất có khí phách và tài năng mới có thể nói được. Không có năng lực thì người nói những lời này làm cho người ta khinh mà thôi. Thằng danh này chính là muốn dùng quốc lộ thiên tường để chứng tỏ mình. Với chuyện này tôi rất mừng là hắn thành công, ha ha. Trang Thế Thành mỉm cười, có vẻ rất hy vọng. Tuy nhiên mở được cánh cửa của tướng Tống thì là một việc khó. Phỏng chừng chỉ với cấp bậc của hắn thì ngay cả cửa chính nhà họ Tống hắn còn không thể vào được nữa là. Trang Thế Thành nhíu mày, nhìn thấy ông ta như vậy, Trịnh Chí Minh bật cười trong bụng. Cũng do thân thiết với nhau nên chỉ khi hai người nói chuyện phiếm với nhau thì Trang Thế Thành mới không phòng vệ. Suy nghĩ như thế nào thì thể hiện ra toàn bộ trên khuôn mặt như thế. Chuyện này cũng tự nhiên khiến cho Trịnh Chí Minh cảm thấy bạn học cũ Trang Thế Thành thực sự tín nhiệm mình nên trong lòng ông ta cũng cảm thấy hy vọng. Điểm ấy thì tôi cho rằng, có lẽ thằng nhóc đó cũng có cách. Chuyện này có thể chứng minh, nếu bí thư Quách không kìm nổi có nói ra nhắc nhở hắn thì hắn chắc chắn là không ngồi mặc kệ được. Nếu hắn thật sự không thể vào được cửa nhà tướng Tống thì bí thư Quách chắc sẽ ra tay. Nghe nói lần này bí thư Quách đi xuống dưới chính là do tướng Tống ủy thác đi tìm hiểu bối Diệp Cốc Lang Kiều ở Ma Xuyên. Phỏng chừng còn có thể cấp cho một khoản tiền sửa chữa, xây dựng tượng đài kỷ niệm. Trịnh Chí Minh mỉm cười nói. Ừ, địa khu chúng ta cũng không thể bỏ qua được, ngày mai cũng cử người xuống khảo sát thực địa một chuyến, cần dùng bao nhiêu tiền cũng đừng tiếc, có đập nồi bán sắt cũng phải làm. Chuyện này tôi giao cho ông lo liệu. Trang Thế Thành cười nói. Cảm ơn. Tôi sẽ tự mình xử lý, chiều nay tôi sẽ lên đường. Trịnh Chí Minh đột nhiên thận trọng nói hai chữ. Ông ta tất nhiên hiểu được vấn đề này khá quan trọng, nếu làm tốt thì bí thư tỉnh ủy Quách sẽ để mắt tới, hai nữa là vô hình chung cũng lấy lòng được tướng Tống. Tuy nhiên ông Trịnh à, vừa rồi ông nói là muốn thử bọn họ, có phải là chuyện lập dự án giao thông không? Trang Thế Thành vừa cười vừa nói. Đúng rồi. Cho tới nay Hồ Hải Vĩ tại hội nghị thường vụ địa ủy đều bỏ phiếu trắng, quốc lộ thiên tường là đại hạng mục giao thông ba tỉnh.
hạng mục quốc lộ địa khu La Thủy của chúng ta Sở Giao thông lập dự án còn không xin được nữa là. Hơn nữa, quốc lộ này lại là do Vương Triều Trung cầm đầu. Rời quốc lộ Thiên Tường đi thì lực cản không phải là ít đâu. Phỏng chừng tập đoàn của Vương Triều Trung không muốn Diệp Phàm thành công trong chuyện này. Việc này có ảnh hưởng sâu xa, thậm chí vượt qua cả quốc lộ La Thủy. Cuối cùng khi bỏ phiếu ở hội nghị thường vụ địa khu, Hạ Hải Vĩ tỏ thái độ như thế nào thì đó chính là một cái trong chóng đo chiều gió. Trong trường hợp y và Diệp Phàm có quan hệ thật sự thân thiết. Khi đó phỏng chừng khi thảo luận về vấn đề lập dự án cho quốc lộ Thiên Tường tại địa khu thì việc y đưa ra phiếu tán thành là việc tôi rất mong chờ. Trịnh Chí Minh như cười như không, ra vẻ bí hiểm. Được, được, rất được đấy ông Trịnh à, thủ đoạn kiểm tra này thật là khéo léo. Chính xác là thủ đoạn đá thử vàng cho giai đoạn thử lòng Diệp Phàm. Phỏng chừng đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Ma Xuyên kết thúc là đến địa khu. Xem ra cuối năm ngoái ta phải thử quốc lộ Thiên Tường một chút, phải đạt được sự thông qua ở địa khu. Thứ nhất là bí thư Quách có nhắc nhở hạng mục này, thứ hai là chuyện này đúng là có ảnh hưởng sâu sắc đến địa khu chúng ta. Diệp Phàm đúng là suy xét chu đáo, nói là không ảnh hưởng đến quốc lộ La Thủy của địa khu chúng ta. Tài chính cho quốc lộ Thiên Tường trọng điểm chủ yếu là dựa trên dự án của Bộ Giao thông, không cần địa khu chúng ta bỏ tiền ra. Trang Thế Thành gật đầu, ánh mắt xa xăm. Nghe nói quốc lộ Thiên Tường đáng lẽ là áp dụng phương án thứ hai. Nếu thật sự có thể thành công thì cần phải đo đạc thiết kế một lần nữa, chuẩn bị cho một phương án lớn hơn nữa. Hơn nữa, quan thị trấn Ma Xuyên cũng có thể nhân cơ hội ăn bớt, xây dựng thêm cái này cái kia, tổng dự toán có thể đạt tới 130 triệu. Một khoản kinh phí rất lớn. Nếu Diệp Phàm có thể làm thành công việc này thì Trịnh Chí Minh tôi có giáp mặt hắn thì sẽ giơ ngón tay cái lên, nói một tiếng, tương lai là cậu. Ha ha! Trịnh Chí Minh cười, Trang Thế Thành cũng cười theo. Ông ta nói, ông Trịnh ơi là ông Trịnh, ông tức giận chủ tịch Vương của địa khu chúng ta gì mà ghê thế. Hắt xì, ai lại nhắc tới tôi đây, cứ hắt xì mãi thế này. Không phải là đám người ở Lâm Tuyền đó chứ? Ôi! Ma Xuyên này đến cả phụ nữ cũng không có, chịu đựng kiểu này thật khó quá đi. Không có phụ nữ thì ngày thật là buồn bã. Diệp Phàm ngồi trên ghế đột nhiên hắt xì hơi mấy cái liền. Hắn liền thốt lên. Anh Hạ à, chuyện điều tra đó thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Tạm thời không nên hành động ồn ào, đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân xong rồi hắn làm cho dứt khoát. Vẻ mặt Hạ Hải Vĩ có vẻ nghiêm trọng, gã liếc mắt xem xét thái độ của Diệp Phàm rồi nói thêm. Chuyện nhà họ Mã khá ồn ào, trước mắt khớp hàm Mã Vân Tiền còn cắn được khá nhanh, còn thay đổi về sau thì đừng nhìn lão ta hư thân, miệng còn khá cứng rắn. Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân đang ở phiên chủ bị, ngày mốt cử hành. Diệp Phàm như thoáng có chút suy nghĩ, gật đầu, hắn lại liếc mắt nhìn Hạ Hải Vĩ một cái rồi đột nhiên cười nói. Anh Hạ còn chưa có chủ ý gì ư? Chủ ý về chuyện gì? Hạ Hải Vĩ cố ý giả ngu. Tất nhiên là gã hiểu được Diệp Phàm hỏi về vấn đề gì. Anh Hạ, tôi tin lời nói của anh em chúng ta rất có trọng lượng. Diệp Phàm đột nhiên tin tưởng 10 phần. Hắn cười nói, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới ngày trước, tại vách đá con rết, ở đập nước Thiên Thủy hắn cùng Trang Thế Thành câu cá thì ông lão họ Phượng đến. Ngày đó còn xuất hiện người mang áo xanh công lực khá cao, có vẻ như là đội viên tổ đặc nhiệm A. Nếu tình hình đúng như lời nói thì thân phận của ông lão họ Phượng chắc cũng có tiếng vang. Đội viên tổ đặc nhiệm A không thể nào lại đi bảo vệ một cán bộ cấp thấp được. Hơn nữa, tuyệt đối không thể là bảo vệ Trang Thế Thành, ông ta còn chưa đạt tới cấp bậc đó. Không cần nói thì cũng biết là ngay cả bí thư thứ nhất của tỉnh cũng chưa thể là người được đội viên tổ đặc nhiệm A bảo vệ. Đội viên tổ đặc nhiệm A ở Lang Phá Thiên được gọi là vệ sĩ Trung Nam Hải, bên ngoài thì được gọi chung là cục cảnh vệ Trung ương. Những ai được bảo vệ tuyệt đối là nhân vật cấp quan trọng, phỏng chừng tất cả đều ở cấp nhà nước, đều là những người lãnh đạo ở tầng cao nhất quốc gia. Chẳng hạn như là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, một số người lãnh đạo đất nước về hưu, khi xuất hành thì có người đi theo bảo vệ. Cứ theo như tình hình ngày đó Trang Thế Thành xưng hô với ông lão họ Phượng kia thì phỏng chừng trước đây ông ta là cấp dưới của ông lão họ Phượng. Có lẽ Trang Thế Thành đi lên được như ngày hôm nay cũng chính là nhờ dự uy của ông lão họ Phượng giúp đỡ. Nếu Trang Thế Thành có bối cảnh lớn như vậy thì hắn thúc giục Hạ Hải Vĩ sớm quyết định đi theo Trang Thế Thành khi đó mới có lợi hoàn toàn. Vương Triều Trung mạnh mẽ, cứng rắn chắc cũng không được lâu.
Điểm này thì Diệp Phàm hoàn toàn tin tưởng vào mắt nhìn người của mình. Tuy nhiên, chuyện cơ mật đó Diệp Phàm không thể nói rõ với Hạ Hải Vĩ được. Tôi đương nhiên là tin tưởng anh em rồi. Nếu sau này cậu em lên được vị trí cao thì mang theo anh Hạ là được, tôi cam nguyện làm lính hầu cho cậu. Tuy nhiên tạm thời có một số việc chưa rõ ràng nên cần nhìn nhận lại. Hạ Hải Vĩ có chút băn khoăn. Chuyện đó là bình thường, Diệp Phàm cũng có thể hiểu được. Dù sao đối với Hạ Hải Vĩ thì mũ quan của gã không thay đổi gì cả. Nếu không có 8 phần chắc chắn thì gã không dễ dàng có khuynh hướng theo ai cả. Hiện nay tuy nói là Hạ Hải Vĩ có quyền bỏ phiếu ở hội nghị thường vụ nhưng kết quả như thế nào thì Vương Triều Trung và Trang Thế Thành cũng không dám khinh thị gã. Nhưng không lôi kéo được gã thì cũng rõ ràng phải coi như gã không tồn tại. Tất nhiên vị trí của Hạ Hải Vĩ thì cũng không ai chiếm cứ được cả. Nếu Hạ Hải Vĩ vẫn đồng ý thái độ như thế thì mọi người cũng bình an vô sự. Nhưng không có người nào là có ưu thế tuyệt đối, tất nhiên phải nhìn xa trông rộng. Địa ủy này tạm thời không bị ảnh hưởng bởi gã, cũng không phải người có dã tâm lớn như Lâm Thiên không chỉ muốn ngồi ở vị trí của gã. Giống như đám người phó chủ tịch địa khu, chẳng lẽ lại không muốn thăng chức ư? Đương nhiên Hạ Hải Vĩ cũng biểu lộ tâm cơ, gã tuyệt đối sẽ giúp đỡ Diệp Phàm. Về điểm này thì Diệp Phàm rất vui mừng. Chương 881, chi tiết về ông Lão Phượng. Hắn chợt cười nói. Có câu nói đầu tiên này của anh Hạ là đủ rồi. Anh Hạ, anh nói thử xem, nước ta có nhà lãnh đạo nào họ Phượng không? Diệp Phàm đảo mắt lại nghĩ tới ông Lão họ Phượng thần bí kia. Họ Phượng ư, có tên tuổi nhất là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương Phượng Bảo Sơn, ha ha. Hạ Hải Vĩ cười. Liếc mắt xem xét Diệp Phàm, không hiểu đột nhiên sao hắn lại đề cập đến việc này với ý gì. Ngoài Phượng Bảo Sơn ra không còn có vị lãnh đạo nào họ Phượng à. Diệp Phàm có chút buồn bực. Họ Phượng thì nổi tiếng như Phượng Bảo Sơn thì chắc không có ai, ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương không có ai cùng họ. Còn trong các bộ và ủy ban Trung ương thì cũng không rõ lắm. Người thuộc các bộ Trung ương và ủy ban Trung ương nhiều như thế, tôi cũng không nhớ hết. Nếu trong hệ thống công an thì tôi nhớ rõ hơn. Hạ Hải Vĩ lắc đầu rồi nhấp ngụm trà. Gã ngẩn người nhìn lên bầu trời trên sân thượng, một con chim bồ câu trắng bay qua, Hạ Hải Vĩ đột nhiên giật mình, cười nói. Tự nhiên tôi nhớ đến một người, cùng tiếng tăm vang dội như Phượng Bảo Sơn, tuy nhiên, người này cũng già rồi. Ai vậy? Diệp Phàm lập tức đang nằm trên ghế ngồi bật dậy. Hắn khiến cho Hạ Hải Vĩ sửng sốt. Không kìm nổi liền bật cười, nói. Sao phải vội như vậy chứ, cậu lại không biết ông ta. Đó chính là Phượng Thiên Diêu, ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, phó chủ tịch nước, bây giờ đã về hưu, hiện nay chắc cũng đã 80 tuổi rồi. Phượng Thiên Diêu, chẳng lẽ lại là ông ta? Tuy nói là đã già nhưng đây là một người từng đã vị trí cao, khi chưa qua đời thì chắc chắn là khả năng ảnh hưởng cũng khá lớn. Diệp Phàm không kìm nổi thì thào thành tiếng. Nhưng lại khiến cho Hạ Hải Vĩ nhìn với ánh mắt là lạ, gã không nhìn được nữa, liền hỏi Diệp Phàm. Nghe cậu nói thì dường như cậu đã gặp ông ta rồi. Ha ha, hình như là đã từng gặp một lần, tuy nhiên không biết là có phải hay không. Diệp Phàm cũng không giấu giếm, tự nhiên nói với thâm ý sâu sắc. Thật sự gặp rồi ư cậu em. Hạ Hải Vĩ đột nhiên nhảy đứng lên trên ghế, mắt chằm chằm nhìn Diệp Phàm khiến cho hắn trong lòng có chút sợ hãi. Hắn hỏi lăng nhăng. Làm gì vậy anh Hạ, sao lại kinh động thế? Thấy Hạ Hải Vĩ không hé răng, thằng nhãi này lại lắc đầu nói. Cũng không dám chắc. Cậu chờ ở đây, tôi sẽ quay lại. Hạ Hải Vĩ chạy nhanh như điên ra cửa cơ quan cũng không biết để làm gì. Gã làm cho Diệp Phàm tưởng rằng tự nhiên gã bị điên. Chuyện này thật đúng như ma ám vậy, hay là cái thằng cha Hạ này cũng điên rồi. Diệp Phàm buồn cười thầm mắng một câu trong bụng. Hạ Hải Vĩ đúng là có chút thủ đoạn nhỏ, nửa giờ sau gã trở về, trong tay cầm một gói văn kiện lớn. Gã cười ra vẻ bí mật rồi nói. Cậu nhìn cẩn thận lại coi. Chuyện gì đây? Diệp Phàm cảm thấy buồn cười, mở túi văn kiện ra, hắn cứ tưởng rằng trong đó là tài liệu có liên quan đến vụ án của Mã Vân Tiền. Hắn vừa mở vừa lật tài liệu ra thì thấy bên trong là một tấm ảnh chụp được phóng to. Diệp Phàm lập tức sửng sốt. Trong đầu hắn lập tức hiện lên khuôn mặt ông lão cùng ngồi chơi cờ với Trang Thế Thành ngày đó. Tuy rằng người chụp trong ảnh tuổi còn trẻ nhưng gương mặt và hình dáng có rất nhiều chỗ giống với ông lão. Diệp Phàm chạy vào văn phòng,
trải bức ảnh lên bàn làm việc, bật đèn lên rồi cẩn thận xem xét. Đôi mắt chim ưng của hắn cúi xuống quan sát kỹ lưỡng. Diệp Phàm có thể khẳng định rằng người trong ảnh chính là ông già đã cùng chơi cờ với Trang Thế Thành lúc trước, tuyệt đối không nhầm. Bởi vì trên mũi ông lão có nốt ruồi đen hình hạt gạo, dù cho là hai người có giống nhau đi chăng nữa thì cũng không thể có nốt ruồi trên mặt giống nhau được. Hơn nữa vị trí của nốt ruồi đó cũng giống nhau, hết sức trùng hợp. Và lại, đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm cũng không ngồi không mà nhớ lại tất cả các chi tiết ngày trước trong đầu rồi so sánh với người trong bức ảnh. Tất nhiên Diệp Phàm hết sức kinh ngạc, không thể tưởng tượng được Trang Thế Thành lại có chỗ dựa vững chắc như vậy, không ngờ đó là một trong những người lãnh đạo tiền nhiệm của đất nước, Phó Chủ tịch nước Phượng Thiên Diêu. Giờ phút này, Diệp Phàm càng quyết tâm lôi kéo Hạ Hải Vĩ nhập bọn. Không quan tâm Trang Thế Thành và Phượng Thiên Diêu có quan hệ với nhau như thế nào, nhưng ít ra nhìn hai người câu cá với nhau cũng có thể thấy là rất thân thiết. Thế nào người anh em, có phải ông ta không vậy? Hạ Hải Vĩ cũng hết sức hưng phấn, giọng nói của gã cũng có chút run rẩy. Bởi vì Diệp Phàm đã từng gặp người này, tức là ông ta và Diệp Phàm cũng có chút quan hệ. Diệp Phàm có liên quan với Phượng Thiên Diêu, Hạ Hải Vĩ cũng có phần hy vọng. Bởi vì đó đúng là một cán bộ cấp cao trước đây của nhà nước. Đúng ông ấy. Diệp Phàm thốt lên hai chữ, trong mắt Hạ Hải Vĩ đột nhiên bắn ra mấy tia hào quang. Cậu em Diệp Phàm. Cậu có thể nói cho tôi biết cậu gặp ông ta như thế nào không? Đương nhiên nếu là việc bí mật thì không cần phải nói ra. Hạ Hải Vĩ nói xong liền cảm thấy ngượng ngùng. Đương nhiên thực ra thằng nhãi này đã sớm không kìm nổi, không thể giả bộ không muốn biết trong đầu Diệp Phàm biết những gì. Vậy nên gã thể hiện ra hơi nóng vội. Tất nhiên trong mắt Diệp Phàm cũng có nghĩ tới việc sử dụng Phượng Lão để đưa gã nhập bọn với Trang Thế Thành, đó cũng là một lựa chọn không tồi. Hắn chợt cười nói. Ở đập nước Thiên Thủy, lúc đó ông lão Phượng đang câu cá với Bí Thư Trang. Cùng câu cá với Bí Thư Trang ư, cậu chắc chắn không? Hạ Hải Vĩ hơi sửng sốt, dường như không thể tin nổi. Anh Hạ, tôi có nhất thiết cần lừa anh không? Diệp Phàm cười cười. Không phải tôi có ý đó, tôi sợ cậu lúc đó nhìn không rõ. Nếu như quả thật là Phượng Thiên Diệu thì lúc đó chắc chắn là phải có tay vệ sĩ cục cảnh vệ trung ương đi theo bảo vệ chứ. Cậu chắc cũng không được ở cạnh ông ta, có lẽ thế chăng? Hạ Hải Vĩ cũng rất xảo quyệt, gã muốn moi tin từ Diệp Phàm nhưng lại mập mờ để hắn tự nói ra. Ha ha, lúc trước tôi bị cổ bảo toàn áp chế đến mức không thở nổi, lúc ấy không phải là tôi tạm thời bị cách chức à? Kết quả là tôi chạy một mạch về đập nước Thiên Thủy, ngày ngày câu cá. Ngày đó tới câu cá ở vách đá con rết, nhất thời phẫn nộ, liền hát mấy câu, giết người đi. Hơn nữa tôi còn tiện miệng mắng cổ bảo toàn mấy câu. Nhưng thật ra đó lại là vận may, lập tức khiến cho ông lão Phượng chú ý, sau đó liền cùng nhau hàn huyên một lúc. Tự nhiên Diệp Phàm nói với vẻ sôi nổi, đương nhiên trong đó có nhiều chi tiết được giản lược bớt. Hạ Hải Vĩ không cần suy nghĩ nhưng nghe chuyện Phượng lão mà Diệp Phàm có thể kể đến nước này thì hẳn là không tồi. Lập tức gã hỏi, thế lúc đó Trang Thế Thành có nói rõ thân phận của Phượng lão không? Anh thử nói xem anh Hạ. Diệp Phàm hỏi ngược lại, hắn cho rằng lão Hạ có chút nóng nảy quá, ngay cả vấn đề như vậy mà cũng ngây thơ hỏi. Ha ha, là tôi nóng vội quá, nhân vật như bọn họ chắc chắn không thể nói thân phận cho cậu biết được. Hạ Hải Vĩ hơi có vẻ khiêm tốn, cười nói. Vâng, bên cạnh Phượng lão có tay vệ sĩ khá lợi hại. Lúc đầy hắn không cho tôi tới gần, sau đó Phượng lão trừng mắt lên thì hắn mới cho tôi lại gần. Diệp Phàm cười nói, coi như là thừa nhận sự suy đoán của Hạ Hải Vĩ. Vậy xem ra chú em mày gặp được vận may rồi, có thể được Phượng lão chú ý, Trang Thế Thành cuối cùng chắc chắn sẽ dùng đến cậu. Hạ Hải Vĩ nói với vẻ hơi ghen tị. Cũng không có gì cả, một ông già đã hết thời rồi mà. Diệp Phàm ra vẻ thản nhiên. Ông già hết thời rồi ư, như vậy mà cậu cũng dám nói. Tuy là Phượng Thiên Diêu về hưu đã nhiều năm nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Điểm này mà cậu còn không rõ sao. Phượng Thiên Diêu tuy nay đã lui vào hậu trường nhưng trước kia khi ông ấy còn tại vị, ông ấy có không ít cấp dưới đúng không? Người ta có cấp vị là phó chủ tịch nước cơ mà. Huống chi, lợi hại hơn nữa chính là gia tộc của ông ta. Tôi tin rằng ông ấy chắc chắn là có con, vừa rồi tôi có tìm hiểu thì biết được là hình như đứa con lớn của ông là Phượng Triều Phong. Chính là bí thư tỉnh ủy tỉnh An Đông cạnh tỉnh Nam Phúc chúng ta. Đứa con thứ hai là Phượng Đinh Dương,
hình như là phó tổng của một doanh nghiệp nhà nước, chuyện đó thì tôi cũng không biết rõ lắm. Đứa nhỏ nhất là Phượng Húc Quốc, hiện là Thứ trưởng Bộ Tài chính. Đó đều là những nhân vật có tên tuổi, phỏng chừng mặc dù con cháu họ có mấy người thì cũng ngồi ở vị trí cấp sở cấp bộ. Cho nên đó là một gia tộc khổng lồ. Hạ Hải Vĩ nói với vẻ hào hứng. Anh Hạ nói đúng đó. Vậy nên, anh Hạ à, khi nào thì anh có thể cùng Bí Thư Trang đi uống nước được đây? Diệp Phàm cười cười nói. Chuyện này, ha ha. Hạ Hải Vĩ khuyên người khác thì không sao, nhưng đến lượt mình thì lại băn khoăn. Bởi vì thế cục Đức Bình đích xác không thể nào lạc quan được. Mặc dù Trang Thế Thành có được sự ủng hộ của Phượng gia nhưng huyện quan không bằng hiện quản. Nhà họ Phượng không thể nào vung tay múa chân tới tận Nam Phúc được. Thường thì chuyện như thế này chỉ có thể dựa vào chính mình, người ta vô tình giúp được cũng tốt. Ngay điểm đó của Trang Thế Thành cũng chưa biết được cục diện như thế nào, phỏng chừng nếu ông ta bị Phượng gia bỏ mặc thì sao? Đỡ không nổi kẻ bất tài thì không ai lại đỡ nữa, chỉ lãng phí tinh lực. Hơn nữa, Trang Thế Thành tuy trước mắt cùng câu cá với Phó Chủ tịch Phượng nhưng cũng không thể chứng minh được là Phó Chủ tịch Phượng là người nâng đỡ ông ta. Có lẽ người ta đến Đức Bình, ông ta là bậc cha chú, Trang Thế Thành cùng ông ta tiếp khách cũng là chuyện thường tình. Đương nhiên chắc chắn giữa hai người có mối quan hệ nào đó. Nhưng xã hội bây giờ có nhiều mối ràng buộc với nhau, quan hệ đó có đủ mức thân thiết hay không mới được chứ, chứ quan hệ bình thường thì vô số. Anh Hạ, anh còn muốn do dự tới khi nào, là anh em mà tôi lại muốn hại anh sao? Anh làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở tỉnh Dũng Cảm Oai Hùng là thế, sao vừa đến Đức Bình thì lại nhát gan như vậy, chẳng lẽ thật sự như hổ lạc đất bằng sợ chó bắt nạt ư? Chẳng lẽ anh thực sự muốn ở lại Đức Bình cả đời, hoặc là không để cho Lâm Thiên để mắt tới, đó dường như không phải là tính cách của anh. Anh em với nhau thì tôi nói chân tình như vậy, anh không nghe thì chịu. Diệp Phàm dường như có chút để ý, cảm thấy Hạ Hải Vĩ có vẻ như hơi thiếu quyết đoán, do dự giống như chiếc kẹo cao su đang bị nhai nhuyễn. Trong chốn quan trường, như vậy thì rất khó có được cơ hội làm chủ. Đương nhiên Diệp Phàm cũng chỉ ra chiêu khích tướng. Nếu có thể đưa Hạ Hải Vĩ tới tận hang ổ của Trang Thế Thành thì theo như Trang Thế Thành nói, không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Việc này quả thực là một thành công lớn. Phải biết rằng tình hình Trang Thế Thành Diệp Phàm cũng có nghe nói tới. Đây là thời kỳ khó khăn của ông ta. Nếu biểu hiện của Hạ Hải Vĩ ủng hộ ông ta thì Trang Thế Thành có thể nắm được lợi thế tại hội nghị thường vụ địa ủy, ngay cả hắn cũng có lợi. Hơn nữa, trái lại Trang Thế Thành tuyệt đối sẽ không bạc đãi gã. Tôi nghe cậu. Một tiếng bịch vang lên. Hạ Hải Vĩ hung hăng đấm mạnh một cái lên bàn. Trong mắt gã lộ ra vẻ quyết đoán, tách trà nảy lên trên bàn. Hắn chợt nói. Dù sao chiếc mũ quan này cũng là nhờ cậu em mà tôi có được, cùng lắm thì coi như chưa có. Có gì thì tôi đây cũng chịu đủ rồi. Chương 882, xác định trưởng phòng tài chính. Hạ Hải Vĩ vừa nói vừa liếc mắt nhìn Diệp Phàm, đảo mắt trầm ngâm một lúc rồi nói. Tuy nhiên việc này thì phải nhờ cậu ra tay, ha ha. Diệp Phàm biết rõ đó là do Hạ Hải Vĩ xem hắn như người nhà, nên muốn nhờ hắn xe chỉ luồn kim, như vậy thì sẽ không làm cho gã xấu hổ quá mức. Là ủy viên thường vụ địa khu, Hạ Hải Vĩ cũng có lòng tự trọng của mình, hai nữa là Trang Thế Thành chắc chắn sẽ phải ghi nhớ ân tình này. Hơn nữa, nếu có hắn là tuyến sau thì Trang Thế Thành sẽ không nghi ngờ gì. Dù sao việc này mà tự gã ra tay xử lý cũng không hay. Lòng người như đáy bể sâu không ai biết được, Trang Thế Thành có nghi ngờ thì cũng là chuyện bình thường. Sau khi Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân khai mạc, chúng ta đến Đức Bình một chuyến, nhân thể mời Bí Thư Trang uống trà. Nói thật, đến Đức Bình gần một tháng mà tôi cũng chưa hề mời Bí Thư Trang đi uống trà được lần nào cả. Diệp Phàm cười nói. Bởi vì công việc của Diệp Phàm rất nhiều nên cuối năm ngoái chuyện tu sửa quốc lộ Thiên Tường còn lỡ dỡ. Hạ Hải Vĩ đột nhiên nhận được điện thoại từ văn phòng địa ủy gọi tới, bảo gã ngày mai lập tức về Đức Bình vì sáng mai có hội nghị thường vụ. Sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm lần đầu tiên được dự hội nghị thường vụ huyện với tư cách là quyền bí thư. Diệp Phàm ngồi vào vị trí trước đây là chỗ Chu Phú Đức vẫn ngồi. Hội nghị lần này đề tài thảo luận chủ yếu là về ứng cử viên cho ba chức vụ bí thư xã Kim Đào và trưởng phòng tài chính huyện, trưởng phòng địa chính huyện. Phan Hoành Lễ đã bị phòng công an huyện tạm giam 15 ngày, không còn thích hợp đảm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy xã Kim Đào.
Đồng chí trưởng phòng tài chính huyện Mã Lâm không tuân theo chỉ thị của lãnh đạo, trực tiếp quản lý sản của huyện cho mục đích cá nhân, không còn được giữ chức vụ này nữa. Vị trí này khá là quan trọng, liên quan đến toàn bộ cục diện phát triển kinh tế của huyện Ma Xuyên. Hơn nữa, đồng chí Mã Lâm còn ra tay đánh người, khiến cho bà cụ ở xã Kim Đào đến bây giờ còn ở trong trạng thái mê man bất tỉnh. Đồng chí Mã Lâm cũng đã bị đội hình sự phòng công an huyện tạm giam. Còn vị trí trưởng phòng địa chính huyện đã khuyết từ lâu. Lần này văn phòng tỉnh ủy trực tiếp phái xuống đồng chí Mai Thiên Kiệt tạm thời giữ chức vụ này. Các đồng chí có ý kiến gì thì xin mời phát biểu. Tôi tạm thời giữ chức bí thư nhưng hiện tại vẫn chưa chính thức nhậm chức bí thư. Vì nền kinh tế của Ma Xuyên chúng ta, vì nhân dân Ma Xuyên, tôi xin mời các đồng chí phát biểu. Diệp Phàm nói một hơi rồi liếc mắt xem xét trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Minh Ngọc một cái, cười nói. Trưởng ban Tôn, về tình hình cán bộ ở huyện thì đồng chí là người rõ ràng nhất, trước tiên mời đồng chí giới thiệu. Chức bí thư xã Kim Đào tôi cũng đã khảo sát toàn bộ cán bộ huyện thì cảm thấy đồng chí chủ tịch xã Kim Đào Thái Tắc Dân cũng không tồi, điều kiện các phương diện đều phù hợp. Hơn nữa, xã Kim Đào có trồng loại đào mà giờ như thành một gánh nặng lớn cho huyện chúng ta. Một đồng chí có năng lực, đồng ý làm, có nguyên tắc tổ chức tốt mới có thể dẫn dắt nhân dân thoát khỏi tình cảnh khó khăn như hiện giờ. Hơn nữa, chủ tịch xã Thái đã có quyền bí thư một thời gian rồi, biểu hiện khá tốt. Đồng chí ấy đã hoàn thành nhiệm vụ giải thích trước huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện về việc giải quyết cây đào như thế nào. Từ sau khi phòng tài chính huyện cấp cho một khoản tiền, nhân dân có vẻ rất phấn khởi. Về việc chọn người cho trưởng phòng tài chính, trải qua việc sàng lọc thì tôi thấy rằng phó phòng Giang Thắng Tài là người thích hợp nhất. Đồng chí ấy đã hoàn thành lớp học chính trị cao cấp, lại tốt nghiệp học viên tài chính và kinh tế, lại công tác ngay trong hệ thống tài chính và kinh tế mười mấy năm, từng bước một đi lên trong sở tài chính. Về phần chọn người cho trưởng phòng địa chính huyện, nếu văn phòng tỉnh ủy đã phái cán bộ xuống đảm nhiệm thì cấp dưới chúng ta chấp hành là được. Tôi tin rằng đồng chí Mai Thiên Kiệt cũng có thể đảm nhận tốt chức vụ trưởng phòng địa chính huyện Ma Xuyên. Tôn Minh Ngọc tất nhiên là ngầm hiểm, lời nói của ông ta có vẻ khẩn trương. Về việc mọi người nhìn nhận như thế nào về ba đồng chí này, hoặc là mọi người có đề xuất gì khác thì cũng xin mời cho ý kiến đóng góp. Đảng ta hết sức coi trọng dân chủ, chỉ có dân chủ thì mới có thể tập trung được toàn bộ lực lượng, toàn bộ tài năng. Diệp Phàm nói với giọng lãnh đạo, lời nói rất khách sáo khiến cho các ủy viên thường vụ đang ngồi đều hiểu được. Thằng nhãi này xem xét vẻ mặt thản nhiên của bí thư đảng quần chúng Vi bất lý rồi liếc mắt một cái, cười nói. Bí thư Vi, đồng chí nói trước đi, đồng chí phân công quản lý công tác của đảng, lời nói của đồng chí rất có sức thuyết phục. Thuyết phục cái chó gì mà thuyết phục, ba vị trí đó thì có hai vị trí đã bị mày và thằng danh Tôn Minh Ngọc kia định ra cả rồi. Giang Thắng Tài rõ ràng là người của Tôn Minh Ngọc, Thái Tắc Dân lại là tay sai của Diệp Phàm khi bắt Phan Mặt Dỗ. Căn bản là đồng lõa với nhau cả. Đừng tưởng là ông đây không biết, phỏng chừng ông Mã Cục Tài Chính cũng bị mày với Thái Tắc Dân kết bè kết phái hãm hại, còn ra vẻ là người tốt, còn rêu rao dân chủ gì nữa. Còn hỏi ông đây thì mặc kệ thế nào, hôm nay chẳng có được một vị trí nào cấp cho ông cho dù có đại náo hội nghị thường vụ huyện cũng sẽ không cho chúng mày sung sướng được. Vì bất lý mắng thầm trong bụng, liếc mắt nhìn mọi người một cái. Thằng nhãi này lại ho khan một tiếng, nhẹ nhàng dịch chuyển chén trà để nó phát ra tiếng động rồi mới chậm rãi nói. Trước tiên là nói về Thái Tắc Dân ở xã Kim Đào. Đồng chí Thái Tắc Dân ở xã Kim Đào cũng đã nhiều năm. Tuy nhiên tình hình ở xã Kim Đào dường như cũng không có thay đổi gì lớn. Thời gian trước đây, dân chúng trồng đào rồi gây rối với huyện rất ghê. Nếu chủ tịch Thái có thể giải quyết tốt việc này thì sẽ không phát sinh ra chuyện sau đó dân chúng xã tới công kích phòng tài chính huyện như thế. Vừa nghe ông ta nói như vậy, đồng chí Thiết Đông bật người đứng dậy, nói. Ừ, lúc trước khi ủng hộ việc trồng đào cũng có mặt đồng chí Thái Tắc Dân đấy thôi. Chính mình rước họa vào thân nên cũng phải để ý đến chứ. Tuy nói là sau đó đồng chí ấy cũng có vãn hồi được một chút, nhưng cũng không thể nói là đồng chí ấy lập công chuộc tội được. Không thể tính là công lao. Chuyện này là chuyện đồng chí ấy phải làm, còn chức bí thư đảng ủy xã Kim Đào thì khá là quan trọng. Xã Kim Đào có vụ cây đào giống như một quả bom hẹn giờ. Dựa trên nguyên tắc trách nhiệm với đất nước, vì lợi ích nhân dân, nếu lựa chọn một đồng chí có năng lực quản lý toàn diện công tác xã Kim Đào có đúng không?
Bí thư Vi, nói vậy trong lòng đồng chí đã có đề cử ai rồi? Thiết Đông từng là phó chủ tịch thường trực huyện Phương Hồng Quốc, mang cái cào bổ lại phía Vi Bất Vi. Vi Bất Vi cười thầm trong bụng, nói. Đúng vậy, thật ra người có thể đảm nhận chức vụ bí thư đảng ủy xã Kim Đào, tôi thấy thích hợp nhất là đồng chí Cát Thắng An, chủ tịch thị trấn Thanh Sơn. Đồng chí ấy lãnh đạo thị trấn Thanh Sơn có năng lực như vậy. Có sự phối hợp của đồng chí ấy với bí thư Thiết trong công việc của thị trấn, mỏ đồng ở thị trấn Thanh Sơn hàng năm đều hoàn thành vượt mức nhiệm vụ mà tài chính huyện giao cho. Ở huyện hàng năm chỉ giao cho thị trấn Thanh Sơn nộp 3 triệu tiền thuế nhưng thực tế hàng năm thị trấn này đều nộp trên 3 triệu rưỡi. 500 ngàn ở địa khu vùng Duyên Hải thì có lẽ chẳng đáng là bao, nhưng ở Đức Bình chúng ta, đặc biệt là ở Ma Xuyên thì đó là số tiền khá lớn. Ma Xuyên chúng ta khá nhiều xã, thị trấn một năm tiền thuế thu vào còn chưa được 500 ngàn. Tiếp theo nói đến chuyện trưởng phòng tài chính huyện Mã Lâm. Thật ra trưởng phòng Mã Lâm mấy năm gần đây công tác khá xuất sắc, chỉ có điều ngày đó có chút kích động, nguyên tắc hoạt động chưa đủ mạnh mà thôi. Đảm nhiệm chức trưởng phòng tài chính thì thật ra trưởng phòng giáo dục huyện Chu Lai Bảo chính là người thích hợp nhất. Bí thư Chu tuy rằng đã lên địa khu nhưng chúng ta không thể phủ nhận toàn bộ người nhà họ Chu đúng không ạ? Vì Bất Lý nói ra những lời hết sức thâm ý. Nếu phản đối Chu Lai Bảo ngồi ở vị trí trưởng phòng tài chính huyện thì đầu tiên sẽ có tội với Chu Phú Đức. Thứ hai là cũng có lỗi với đám người nhà họ Mã ở thị trấn Mã Hồ Tử. Thật ra đêm qua Chu Lai Bảo đã sớm đến cầu cạnh Vi Bất Lý rồi. Hơn nữa, việc này cũng có liên quan đến Chu Phú Đức. Nếu như Diệp Phàm phản đối thì kể ra cũng thật tuyệt tình. Người ta sẽ nói là đồng chí Diệp Phàm vô tình vô nghĩa. Ha ha, đồng chí Chu Lai Bảo có nhiều thành tích trên chiến tuyến giáo dục. Nếu như đồng chí ấy đã quen thuộc với mặt trận giáo dục thì chúng ta càng phải tận dụng mặt mạnh đó mới đúng chứ. Nếu điều chỉnh địa vị công tác của đồng chí ấy thì có vẻ không ổn. Tôi cảm thấy cần phải để đồng chí Chu Lai Bảo tiếp tục phát huy thành tích trên mặt trận giáo dục. Rất tự nhiên, Phượng Hồng Quốc vừa nghe xong đã biết chắc chắn Chu Lai Bảo là người của Chu Phú Đức đưa ra. Nếu Chu Phú Đức hiện đang gặp vận rủi thì chuyện Phương Hồng Quốc từng bị ông ta vùi dập chắc chắn ông ta không bỏ qua. Nói tới đây, ông ta liếc mắt nhìn mấy vị ủy viên thường vụ đang ngồi, lập tức kiềm chế ý cười rồi nói. Về việc chọn người cho trưởng phòng tài chính huyện, tôi đồng ý với cái nhìn của trưởng ban tôn. Đồng chí Giang Thắng Tài là một lão làng về tài chính, có khả năng xuất sắc trong lĩnh vực này. Về phần chức bí thư đảng ủy xã Kim Đào thì tôi thấy phó bí thư Tề Thuận Thủy của thị trấn Dương Giác cũng không tồi. Tề Thuận Thủy thật ra là chỗ thân thích với Tề Quy Vân, trưởng ban chỉ huy quân sự, cũng là người đã dốc sức đẩy Phương Hồng Quốc đi lên. Nghe Phương Hồng Quốc tỏ thái độ, Tề Quy Vân tất nhiên sẽ vừa lòng. Câu cửa miệng ông ta nói ra cũng là ủng hộ Tề Quy Vân, hơn nữa mặc dù các vị ủy viên thường vụ có biết được chính ông ta và Tề Thuận Thủy có quan hệ thì trong trường hợp đó, hẳn là không có ai lại vạch ra làm gì. Chương 883, liên kết cùng nhau áp chế. Phương Hồng Quốc, ăn to nói lớn, vừa mới ra tay đã nghĩ đến việc đoạt chức bí thư đảng ủy xã. Vì Bất Lý lại còn to mồm hơn nữa. Cả hai vị trí đều muốn nhúng tay vào. Tuy nhiên, hôm nay quyết không để miếng ngon cho Phương Hồng Quốc, phỏng chừng khó mà có được cả hai vị trí. Vì Bất Lý chắc chắn cũng muốn chiếm một chỗ. Nếu chỉ có vị trí ở cục tài chính thì cũng không ai dám tranh với mình. Tuy nhiên Thái Tắc Dân quyết tâm theo mình, người này cũng khá biết điều, nếu không đẩy hắn lên được thì hắn sẽ thất vọng, sau này còn ai dám đi theo mình nữa chứ. Trong lòng Diệp Phàm nghĩ thầm. Diệp Phàm nghĩ bụng như vậy rồi nhìn lướt qua một vòng xuống dưới thì phát hiện ra Liễu Mi Phương và Đỗ Tiểu Lan không hề hé răng. Lúc này, Ngô Đồng mở miệng nói. Tôi đồng ý với việc đồng chí Giang Thắng Tài và đồng chí Thái Tắc Dân đảm nhiệm chức trưởng phòng tài chính huyện và bí thư đảng ủy xã Kim Đào. Sau đó y cũng ngậm miệng lại y như Phương Viên, bởi vì Ngô Đồng vừa mới được tham dự hội nghị thường vụ, vị trí có thể nói là thấp nhất nên lời nói cũng chưa có trọng lượng gì. Diệp Phàm đã chắc chắn có được 4 phiếu, tuy nhiên vẫn còn chưa đủ mà cần lôi kéo thêm được ít nhất là 2 người ủng hộ nữa mới được. Vì Bất Lý tất nhiên không nằm trong nhóm của Diệp Phàm, Thiết Đông thì chắc chắn sẽ không hợp tác với mình rồi. Chỉ còn có Phương Hồng Quốc, Liễu Mi Phương thì không thể hiện thái độ gì trên mặt cả. Đỗ Tiểu Lan phỏng chừng sẽ bỏ phiếu trắng. Chủ nhiệm Liễu, trưởng ban Đỗ, mời các vị cho ý kiến. Diệp Phàm liếc mắt nhìn 2 người phụ nữ rồi nói. Tôi không có ý kiến gì,
đồng ý với đề nghị của trưởng ban Tôn. Rốt cục Liễu Mi Phương cũng mở miệng, cân nhắc đắn đo mãi cô mới quyết định về phe Diệp Phàm. Tôi không có ý kiến, việc này tôi bỏ phiếu trắng. Đỗ Tiểu Lan biểu lộ thái độ, quả nhiên là cô bỏ phiếu trắng. Xem ra cô ta rất cẩn thận. Thật ra Liễu Mi Phương cũng khó xử. Diệp Phàm tuy nói là quyền bí thư nhưng người ta muốn ngáng chân mình thì cũng phiền. Phải biết rằng Diệp Phàm vừa mới đến Ma Xuyên, tuy nói là thời gian chưa tới một tháng nhưng thái độ của hắn có vẻ rất mạnh mẽ, cứng rắn. Tuy chưa chính thức nhậm chức ở Ma Xuyên mà hắn đã tỉ thí một phen với Cục trưởng Cục Công an địa khu. Không lâu sau đó hắn còn hạ bệ được cả Phan Mặt Dỗ, bí thư đảng ủy xã Kim Đào, người có chỗ dựa là phó chủ tịch địa khu. Chưa tới vài ngày sau, hắn lại động đến phó chủ tịch huyện Lôi Lượng Minh, em họ phó bí thư địa khu Lô, đình chỉ chức vụ của gã. Hình như hắn là người trời sinh vốn hay gây chuyện rồi. Hơn nữa kỳ lạ là phó chủ tịch địa khu và phó bí thư Lôi đến bây giờ cũng không có phản kích gì khiến cho thằng nhãi này vẫn còn ngồi vững vàng trên vị trí quyền bí thư. Hơn nữa, mấy ngày trước hắn còn được bí thư tỉnh ủy Quách khen ngợi. Trong tình hình mà chức bí thư còn chưa chính thức thì không nên gây xung đột với hắn làm gì. Tôn Minh Ngọc, Phương Viên, Ngô Đồng, Liễu Mi Phương và bản thân hắn nữa là đã 5 phiếu thuận rồi, vừa rồi Phương Hồng Quốc cũng tỏ thái độ ủng hộ Giang Thắng Tài. Diệp Phàm đương nhiên là trong lòng hết sức bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng đập bàn, thuận gậy che nói. Về chức trưởng phòng tài chính huyện, đồng ý cho đồng chí Tôn Thẳng Tài đảm nhiệm đã có chủ tịch huyện, trưởng ban Tôn, thư ký Phương, trưởng phòng Ngô, chủ nhiệm Liễu thông qua. Tôi tất nhiên cũng đồng ý với đề cử của đồng chí Tôn Minh Ngọc và các đồng chí khác. Phương Hồng Quốc lập tức trợn tròn mắt, gã không ngừng hối hận khi Diệp Phàm đột nhiên lại nói tiếp. Thư ký Phương, anh ghi lại nghị quyết của hội nghị thường vụ huyện, quyết định chức vụ của đồng chí Giang Thắng Tài. 6 phiếu tán thành, 1 phiếu trắng, 2 phiếu phản đối, Bộ trưởng Tề, anh thấy thế nào? Tôi đồng ý. Tề Quy Vân bất đắc dĩ gật đầu. Dù sao đại cục cũng đã định, không đồng ý cũng phải đồng ý thôi. Diệp Phàm lập tức nói. 7 phiếu tán thành. Sau đó hắn quét ánh mắt dữ tợn nhìn Vi Bất Lý và Thiết Đông rồi liếc nhìn vẻ mặt mất mát của Phương Hồng Quốc, nói. Thật ra, về chức phụ bí thư xã Kim Đào thì đồng chí Thái Tắc Dân đảm nhiệm là thích hợp nhất. Nếu đồng chí Thái Tắc Dân đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy thì chức chủ tịch xã, tôi thấy đồng chí Tề Thuận Thủy ở thị trấn Dương Giác là thích hợp nhất. Các đồng chí thấy thế nào? Việc đó tất nhiên là Diệp Phàm tự thể hiện thiện ý với Phương Hồng Quốc, cho gã một miếng bánh ngọt. Phương Hồng Quốc và Tề Quy Vân đưa mắt nhìn nhau một cái rồi gật đầu. Gã nói, vâng, tôi đồng ý với quan điểm của Chủ tịch Diệp. Tề Quy Vân tất nhiên cũng lập tức thể hiện thái độ tán thành. Cuối cùng, không hề trì hoãn, Diệp Phàm phân chia xong cái bánh ngọt gồm chức trưởng phòng tài chính huyện và một vị trí bí thư đảng ủy xã. Phương Hồng Quốc coi như là cũng thu hoạch được ít nhất là một chức vụ chủ tịch xã. Tuy nói rằng chưa đạt được mục đích mong muốn nhưng hai người ông Phương và ông Tề cũng hiểu được muốn đưa Tề Thuận Thủy lên ghế bí thư xã Kim Đào là việc không thể. Hai người cũng đã lường trước sự việc nên thật ra mục tiêu là xem xét để có được cái vị trí chủ tịch xã của Thái Tắc Dân. Đương nhiên trong hội nghị thường vụ này phó bí thư chuyên trách công tác đảng Vi Bất Lý là người thiệt hại nhất, y tức đến nỗi thiếu chút nữa hộc cả máu. Đồng chí Thiết Đông tất nhiên cũng không hài lòng, sắc mặt u ám, im lặng. Y chỉ có thể thở dài than thở rằng thằng nhãi Diệp Phàm này đúng là thái âm, Chu Phú Đức cũng phải thua. Nếu không, Phương Hồng Quốc cũng không hơi sức đâu mà lôi kéo. Hơn nữa, lôi kéo như vậy thì lợi cả đôi đường. Nếu sau này hội nghị thường vụ huyện ủy đều như thế thì Vi Bất Lý và Thiết Đông còn làm ăn gì được. Thế cục một bên như thế thì ai mà chịu nổi. Vi Bất Lý tất nhiên là tức nghẹn họng, nhìn chằm chằm vị trí của Chu Phú Đức. Bụng thề rằng nhất định gã phải ngồi được vào ngai vàng kia, đè lên đầu Diệp Phàm, đến lúc đó bổ nhiệm ai thì không có chuyện thương lượng gì với thằng nhãi Diệp Phàm. Tuy nhiên, tạm thời đồng chí Vi đành phải đến Tửu Lầu Thần Nữ tìm đại tỷ Dương Khải Hoàn để giải phóng cục tức này. Cuộc hội nghị thường vụ huyện Ma Xuyên do Diệp Phàm tổ chức kết thúc sớm. Nhưng cuộc họp hội nghị thường vụ địa khu do Trang Thế Thành chủ trì thì phải rất lâu mới hạ màn. Việc đệ trình dự án quốc lộ Thiên Tường gặp cản trở rất lớn trong hội nghị thường vụ địa khu. Chủ tịch địa khu Vương Triều Trung cầm đầu một phe liên kết với phe của phó bí thư địa ủy Lôi Minh Hoài, tập hợp lại đối đầu mạnh mẽ với phe của Trang Thế Thành. Sau khi trưởng ban thư ký địa ủy Trịnh Chí Minh đưa ra phương án của Diệp Phàm,
Đường Lệ Chi, người thuộc phe của Vương Triều Trung, cũng chính là trưởng ban tuyên giáo địa ủy lập tức lên tiếng. Trưởng ban thư ký Trịnh, năm nay địa khu chúng ta tập trung vào nhiệm vụ hàng đầu là sửa quốc lộ La Thủy đi. Mấy lần trước trong cuộc họp đảng ủy địa khu đã ra quyết định rồi. Trước mắt thì hồ sơ dự án quốc lộ La Thủy còn đang nằm trên sở giao thông tỉnh, bây giờ lại muốn đi làm quốc lộ Thiên Tường, đây là việc rất không sáng suốt. Đến lúc đó cả hai dự án đều thất bại thì địa khu chúng ta năm nay còn làm được chuyện lớn gì nữa. Bất kể chuyện gì thì cũng phải phân chia gấp gáp hay thong thả. Quốc lộ Thiên Tường đúng là nên sửa, nhưng ít nhất là sau khi quốc lộ La Thủy hoàn thành đã rồi mới đến quốc lộ Thiên Tường. Đồng thời một lúc mà muốn thực hiện cả hai dự án, tài lực địa khu chúng ta chỉ có hạn, đầu tư vào hai nơi thì không nơi nào thành, rất không sáng suốt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân địa khu Triệu Sa Thành tiếp lời, trình bày quan điểm về phương diện tài chính của mình, nhưng thật ra cũng là phụ họa cho một vài lãnh đạo địa khu. Ông Triệu, không thể nói như vậy được. Không phải vừa rồi tôi đã nói rồi sao, đồng chí Diệp Phàm muốn thực hiện dự án quốc lộ Thiên Tường này, mục tiêu chủ yếu không phải là sở giao thông tỉnh chúng ta. Quốc lộ này liên quan đến ba tỉnh Giang Đô, An Đông và Nam Phúc chúng ta. Nếu thật sự có thể tiến hành được thì sẽ là yết hầu nối liền ba tỉnh Giang Đô, An Đông và Nam Phúc chúng ta. Cũng có thể nói rằng vai trò cửa ngõ của quốc lộ Thiên Tường có ý nghĩa hết sức to lớn không thể nào hình dung nổi. Ý đồng chí Diệp Phàm là chỉ cần địa khu chúng ta đồng ý, sở giao thông tỉnh đồng ý lập dự án, anh ta sẽ lên bộ giao thông xin thực hiện, không cần lo lắng dự án này sẽ lấy hết kinh phí của quốc lộ La Thủy. Trưởng ban thư ký Trịnh giải thích. Vâng, trưởng ban thư ký Trịnh nói đúng, đồng chí Diệp Phàm muốn lãnh đạo huyện Ma Xuyên thực hiện dự án quốc lộ Thiên Tường này, tôi thấy ý nghĩ đó hết sức táo bạo. Nối thông ba tỉnh với nhau, đó thật là một sáng kiến rất có giá trị. Ma Xuyên không phải là huyện nghèo nhất địa khu chúng ta sao, hay nói đúng hơn là nghèo nhất tỉnh. Địa khu chúng ta không có chính sách đặc biệt nào để ủng hộ Ma Xuyên, chẳng lẽ ngay cả phương diện đỡ đầu cũng không ủng hộ được nhân dân Ma Xuyên sao? Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Hạ Hải Vĩ, người từ trước đến nay chưa bao giờ mở miệng, hôm nay lại phá lệ nói lời ủng hộ Diệp Phàm. Gã khiến Vương Triều Trung và Lôi Minh Hoài đều cảm thấy bất ngờ, hai người đưa mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng thầm tức giận không biết Diệp Phàm dùng chiêu thuật gì mà làm cho Hạ Hải Vĩ ủng hộ được. Nếu nói gã ủng hộ Trang Thế Thành thì chắc là không thể rồi. Phỏng chừng chỉ ủng hộ Diệp Phàm mà thôi. Trang Thế Thành và Trịnh Chí Minh trao đổi ánh mắt cho nhau một cách đầy ngụ ý. Họ đều thầm nghĩ quả thật xem ra đồng chí Diệp Phàm có quan hệ khá là thân thiết với Hạ Hải Vĩ. Nếu muốn Hạ Hải Vĩ ủng hộ mình thì Diệp Phàm chính là một quân bài tốt. Thằng nhóc này còn giả vờ ngớ ngẩn để lừa mình, khi nào phải gõ đầu hắn một cái mới được. Có năng lực thế này mà không sớm thực hiện đi, làm hại Trang Thế Thành mình đây trong cuộc họp đảng ủy địa ủy bị vây trong cục diện bị động như vậy. Tuy nhiên, vật nhỏ thì năng lực nhỏ, đúng là thiên tài. Trong lòng Trang Thế Thành dậy lên niềm vui bất ngờ, đúng hơn là hết sức khen ngợi đồng chí Diệp Phàm. Ông ta cũng khen ngợi mình trước đây đã lựa chọn vô cùng chính xác. Tuy rằng khá phiêu lưu mạo hiểm nhưng tự dưng bây giờ lại được một chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật ủng hộ mình thì đúng là thu hoạch lớn. Khả năng ông ta hoàn toàn nắm được hội nghị thường vụ địa khu là rất cao. Có một số việc nói thì dễ nhưng thực hiện lại rất khó. Lấy chuyện quốc lộ La Thủy mà nói đấy, địa khu chúng ta đã tiêu phí vào đó biết bao nhân lực, vật lực, tài lực rồi. Ở sở giao thông tỉnh còn chưa duyệt dự án sơ bộ, còn chưa được sự tán thành của họ. Tình hình tài chính địa thì khó khăn như vậy, các ngành đều khó khăn, mới chuẩn bị được 200 ngàn cho dự án này. Nếu không thực tế thì quốc lộ Thiên Tường không khéo lại thất bại như dự án quốc lộ La Thủy, khi đó chúng ta ngồi đây đều trở thành tội nhân của nước mình. Quốc lộ Thiên Tường tên tuổi thì nghe khá kêu, nào là yết hầu thông ba tỉnh với nhau. Nhưng trên thực tế đó chẳng qua chỉ là một đoạn đường đi qua ba tỉnh mà thôi, ở bộ giao thông dễ gì mà thông qua dự án như vậy. Đó cũng không phải quốc lộ hay đường cao tốc gì. Quốc lộ Thiên Tường, về cơ bản là không thực tế. Chỉ có điều một số đồng chí trà dư tử hậu nên có ảo tưởng như vậy thôi. Đem hy vọng gửi gắm ở một dự án ảo tưởng như vậy thì không bằng quyết tâm đem toàn lực tập trung cho quốc lộ La Thủy, đó mới là chuyện quan trọng nhất của chính phủ ủy viên thường vụ địa khu Đức Bình chúng ta. Đảng ta cho tới bây giờ thực sự chú trọng thực tế, muốn làm những công trình có ý nghĩa thực sự. Nếu chỉ vì để có tiếng có tăm mà hao tài tốn của, thực hiện công trình không thực tế thì đó không thể là đảng ta được,
đó không phải là kiểu trách nhiệm của quốc gia chúng ta. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tề Minh Viễn khỏi phải nói, hết sức ủng hộ cho phe phái Vương Triều Trung. Chủ yếu lần trước ông ta còn giận dỗi Diệp Phàm trong chuyện phó bí thư kê nhất tiêu quận Thông Đô vì ông ta là người theo gót. Chương 884, nắm giữ được giờ phút quan trọng. Nghe nói kê nhất tiêu bị Diệp Phàm chọc tức đến nỗi thiếu chút nữa phun huyết. Tất nhiên y sẽ để bụng về chuyện đó. Bởi vì kê nhất tiêu có cậu Kiều Chí Hòa phó chủ tịch tỉnh. Trước kia Tề Minh Viễn có thể ngồi trên ghế chủ nhiệm ủy ban kỷ luật địa ủy cũng nhờ vào thế lực của phó chủ tịch tỉnh Kiều. Để cảm tạ và báo ơn, gã đương nhiên sẽ khá chiếu cố đến thằng nhãi kê nhất tiêu này. Cho nên hôm nay Diệp Phàm ở trên tay gã thì cũng là như cá nằm trên thất rồi. Ông Tế nói có lý, đảng chúng ta đến giờ chú trọng đến việc phải phù hợp với thực tế, làm hỏng thì cuối cùng bị ảnh hưởng chỉ là nhân dân mà thôi. Quốc lộ thiên tường căn bản là không phù hợp với thực tế. Giao với ba tỉnh, việc này rất khó, ở chỗ trước tiên phải liên hệ được với lãnh đạo ba tỉnh mới có thể phối hợp, đàm phán việc này được. Nói thì dễ nhưng làm thì khó thấu trời. Đất nước chúng ta hiệu suất làm việc của mọi người không phải chúng ta không biết. Thường thì một việc cũng phải xử lý mấy tháng mới xong, chuyện lớn thì càng lâu không cần nói nữa. Một tỉnh đã lâu rồi huống chi là giao nhau mấy tỉnh. Không có được mấy trăm con dấu thì khó mà thành được. Diệp Phàm đang quyền bí thư, anh ta có thể dựa vào cái gì mà chạy lên bộ giao thông được. Hơn nữa còn phải thuyết phục lãnh đạo ba tỉnh. Không cần nói anh ta mà chúng ta ngồi ở đây có ai làm được điều đó. Đến lúc đó quốc lộ La Thủy lập dự án bị thất bại, quốc lộ Thiên Tường bị gác lại, trách nhiệm này ai gánh nổi đây? Lôi Minh Hoài chấp lấy thời cơ chín muồi, lập tức phát biểu. Ha ha, Ma Xuyên đích xác không thể đợi lâu hơn nữa. Nếu có được quốc lộ Thiên Tường giao nhau với ba tỉnh thì nhân dân Ma Xuyên hoàn toàn có thể đứng lên làm giàu. Nếu đồng chí Diệp Phàm muốn nói đến chuyện lên bộ giao thông xin tiền thì mặc cho việc này có được hay không, chúng ta nên ủng hộ tinh thần mới đúng. Địa khu chỉ cần thông qua một chút thì hoàn toàn không gây tổn thất gì cho quốc lộ La Thủy. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể nói rõ trước một chút, muốn đưa ra tài liệu báo cáo trước đã. Thật ra tôi rất khâm phục sự gan dạ sáng suốt của Chủ tịch Diệp. Các vị ngồi đây chẳng lẽ cũng không thể ủng hộ tinh thần đồng chí ấy được sao? Việc này mà làm được thì tất cả mọi người cùng tốt, không hề có chút tổn thất nào đối với địa khu chúng ta. Cứ để cho người trẻ tuổi thử sức mình đi. Phó bí thư địa ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Quốc Đống không ngờ đứng lên ủng hộ Diệp Phàm đầu tiên. Vương Triều Trung khá bực tức, ông ta cảm giác hôm nay dường như mọi thứ đều thay đổi. Ngay cả Trang Thế Thành trong lòng cũng rất buồn bực. Trước kia Tôn Quốc Đống chẳng những là trưởng ban tổ chức cán bộ, hơn nữa còn có danh hiệu phó bí thư địa ủy. Vậy nên trong cuộc họp chi bộ lời nói của ông ta cũng rất có trọng lượng. Thái độ ông ta thường không mặn không nhạt, không thể tưởng tượng được, thật sự không thể tưởng tượng được Diệp Phàm dựa vào cái gì mà có thể khiến ông ta ủng hộ. Tâm trạng Trang Thế Thành khá kích động, tuy nét mặt ông ta khá bình tĩnh nhưng đây là một tín hiệu khá quan trọng. Có lẽ có thể thông qua Diệp Phàm mà lôi kéo được Tôn Quốc Đống vào phe mình. Mặc dù không thể có được ông ta hoàn toàn nhưng ít ra cũng có thể giảm bớt được rất nhiều lực cản. Tất nhiên thông qua việc liên minh với ông ta có thể đối phó với Vương Triều Trung và Lôi Minh Hoài thì cũng tốt. Trái lại trong lòng hai người Lôi Minh Hoài và Vương Triều Trung đang rất khổ sở. Bọn họ không thể tưởng tượng được một nhân vật quan trọng như Tôn Quốc Đống cũng có thể đứng ra hò hét cho Diệp Phàm thực hiện dự án quốc lộ thiên tường. Tuy nhiên Vương Triều Trung cũng quyết tâm bởi vì ông ta là người thực hiện dự án quốc lộ La Thủy. Nếu quốc lộ Thiên Tường có thể may mắn thành công thì phỏng chừng thành công của quốc lộ La Thủy sẽ bị quốc lộ Thiên Tường làm lu mờ mất. Chuyện này tuyệt đối là chuyện mà Vương Triều Trung không muốn thấy. Chính mình đường đường là một chủ tịch địa ủy mà còn thua một chủ tịch huyện thì còn mặt mũi nào nữa chứ? Trong lòng ông ta so đo tính toán, thầm nhủ. Mặc cho Trịnh Chí Minh, Hạ Hải Vĩ và Tôn Quốc Đống và cả Trang Thế Thành ủng hộ nữa thì cũng mới chỉ có 4 phiếu thôi. Nếu muốn dự án quốc lộ thiên tường được địa khu thông qua, không có được 6 phiếu thì có mà nằm mơ. Phe của mình đây có trưởng ban tuyên giáo Đường Lệ Chi, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tề Minh Viễn. Còn có cả Lôi Minh Hoài và Triệu Sa Thành, rồi cả mình nữa, chắc chắn là được 5 phiếu rồi. Số phiếu của phe mình tuyệt đối nhiều hơn phe của Trang Thế Thành. Còn có cả tư lệnh quân khu Phượng Kiện Minh và phó bí thư địa ủy Đường Diệu Đông. Hai người kia luôn luôn bỏ phiếu trắng.
Tư lệnh Phượng còn có thể bỏ phiếu cho Trang Thế Thành, Đường Diệu Đông thì không biết thế nào, đến lúc này y còn là người trung lập. Mặc cho Tư lệnh Phượng có bỏ một phiếu cho Trang Thế Thành thì cũng chỉ mới được 5 phiếu, tương đương với 5 phiếu của mình thôi. Ha ha, trừ phi Đường Diệu Đông cũng bỏ phiếu cho ông ta, nhưng việc này là không thể nào. Nghe nói Đường Diệu Đông từ thủ đô về, vốn ông ta là tự ủy ban cải cách chuyển thẳng về đây, sau lưng ông ta có ai chống đỡ thì không điều tra được. Tuy nhiên, mình tin rằng ông ta không theo phe Trang Thế Thành, dù sao cũng đã nửa năm tới đây ông ta chưa hề ủng hộ Trang Thế Thành. Có khi ông ta còn ủng hộ mình cũng nên. Ông Trang, hôm nay nhất định ông phải thất bại, lại bị đả kích một lần nữa rồi. Ha ha, đồng chí Trang, Vương Triều chúng tôi muốn cho ông hiểu rằng, nước Bình này không phải do người làm bí thư là ông định đoạt mà là tôi đây. Đảng quản lý cán bộ có tác dụng quái gì chứ, đó chẳng qua là một tổ chức thôi, thế lực của ông quá yếu thì không thể nào đại diện cho đảng được. Ở Đức Bình này có thể đại diện cho đảng thì duy nhất chỉ có Vương Triều chúng tôi mà thôi. Đồng chí Đường Diệu Đông, mời đồng chí cho ý kiến. Trang Thế Thành quay sang Đường Diệu Đông gật đầu. Cái này, quốc lộ La Thủy thì phải được Sở Giao thông tỉnh lập dự án thông qua. Tuy nhiên quốc lộ Thiên Tường lại giao với ba tỉnh, xem ra cũng là một dự án tốt. Nếu có thể tìm ra một cách vẹn toàn cả đôi đường thì thật tốt. Đường Diệu Đông thốt lên, Vương Triều Trung thiếu chút nữa cười thành tiếng. Biết kết cục này, Trang Thế Thành cũng không giận dữ, ông ta khẽ mỉm cười, quay sang Tư lệnh Phượng gật gật đầu. Chuyện sửa đường thì tôi không có ý kiến gì, việc địa phương tu sửa gì đều được, chỉ cần không lấy tiền tôi là được. Phượng Kiện Minh mở miệng nói to. Thiếu chút nữa ông ta khiến cho toàn bộ các ủy viên thường vụ đều cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên, cuộc họp này rất trang trọng, mọi người tự nhiên cảm thấy khó chịu. Ha ha, tu sửa đường nào cũng được, tuy nhiên cần biết lượng sức mình mới đúng phải không Tư lệnh Phượng. Cứ như ông nói thì làm sao mà có tiền sửa đường, hơn nữa, lại còn là con đường giao thoa giữa ba tỉnh nữa chứ. Một quan hệ rất phức tạp, không phải chỉ mỗi địa khu Đức Bình chúng ta là có thể giải quyết được. Phỏng chừng ngay cả lãnh đạo tỉnh ra mặt cũng khó mà giải quyết được chuyện này, càng không nói đến đây chỉ là một huyện Ma Xuyên mà thôi. Nếu cả hai con đường cùng đồng thời khởi công thì tôi nghe nói tổng đầu tư cho quốc lộ Thiên Tường lên tới 1,5 tỷ. Cho dù huyện Ma Xuyên hiện nay có tới 20.000 thì cũng cách xa con số 1,5 tỷ kia một trời một vực. Rõ ràng chỉ dùng 20.000 kia để tu sửa thì cũng được, nhiều thì làm nhiều, ít thì làm ít, thế thôi. Về phần địa khu thì cũng không quản lý chuyện này, chỉ do huyện Ma Xuyên quyết định là được, vậy còn lập hạng mục gì nữa? Có thể nói là ông ta trình bày rất khéo léo. Sau khi nói xong ông ta còn liếc mắt nhìn Trang Thế Thành một cái với ý rất rõ ràng, đồng chí Trang, hôm nay một lần nữa ông lại nhấm nháp quả đắng thất bại. Tuy nói rằng trên đường ra sát ngựa ô nhưng kết cục lại không thắng lợi được. Vẻ mặt của Trang Thế Thành hết sức thản nhiên khiến cho trong lòng Vương Triều Trung có chút buồn bực. Ông ta thầm hừ một tiếng, nghĩ. Bình tĩnh cái con khỉ, da mặt đã luyện đến mức dày quá rồi, không thèm phản ứng đến nữa, đây đúng là phong cách quý phái của ông Trang, ha ha. Giơ tay biểu quyết đi. Trang Thế Thành đột nhiên thốt lên một câu khiến cho cả Vương Triều Trung và Lôi Minh Hoài rất ngạc nhiên, ông ta biết rõ mình thất bại rồi thì còn bảo giơ tay biểu quyết để làm gì nữa chứ. Đúng là con giận trên đầu người hói, làm như vậy chỉ tổ rước lấy nhục mà thôi. Phản ứng của Trang Thế Thành rất khác thường. Thông thường gặp chuyện như thế này thì nhân vật số 1 có kinh nghiệm thường tạm dừng thảo luận để về sau tính toán lại. Như vậy cũng để cho mình đỡ mất mặt. Phải biết rằng giơ tay biểu quyết không thông qua phát biểu, phương án này không hay chút nào. Hơn nữa, kết quả còn được ghi vào biên bản cuộc họp hội nghị thường vụ. Nếu có nhắc tới thì Trang Thế Thành nhất định sẽ rất khó chịu, rất mất mặt. Chẳng lẽ Trang Thế Thành quen với việc bị mất mặt rồi? Không mất mặt thì không chịu nổi. Không cần nói cũng biết Lôi Minh Hoài và Vương Triều Trung nghi hoặc và khó hiểu như thế nào, chính Tôn Quốc Đống và những người khác cũng đoán giả đoán non. Chẳng lẽ Trang Thế Thành còn có chiêu sát thủ chưa dùng đến ư? Quả nhiên, Trang Thế Thành ngừng lại một chút rồi nói ngay. Khả năng các đồng chí còn chưa biết, việc thực hiện quốc lộ Thiên Tường này còn có nguyên nhân nữa. Trang Thế Thành nói tới đây lập tức ánh mắt của tất cả các ủy viên thường vụ đổ dồn về phía ông ta. Cảm thấy khá hài lòng với biểu hiện của mọi người, Trang Thế Thành gật đầu, tiếp tục nói. Trước đây bí thư tỉnh ủy Quách đến bối Diệp Cốc Lang Kiều ở huyện Ma Xuyên có tình cờ gặp gỡ đồng chí Diệp Phàm.
Đương nhiên vào thời điểm đó thì đồng chí Diệp Phàm không biết bí thư Quách. Trong lúc vô ý nói chuyện thì đồng chí ấy có nói đến quốc lộ thiên tường. Hơn nữa, cuộc quyên góp hôm đó bí thư Quách cũng chen chúc trong đội ngũ dân chúng, chính mắt đồng chí ấy thấy được thật sự nhân dân rất nhiệt tình với việc sửa đường nên trong lòng rất xúc động. Cho nên đồng chí ấy quyết định tìm hiểu về đồng chí Diệp Phàm. Sau khi nghe được toàn bộ dự án thì bí thư Quách rất tán thưởng, bảo đồng chí Diệp Phàm rất dũng cảm, tư tưởng lớn, thật tinh mắt, dám đi làm việc mà người khác nghĩ là không thể và cũng không muốn làm. Cho nên, đồng chí ấy thông qua bối Diệp Cốc Lang Kiều để gặp Diệp Phàm một chút. Mọi người chắc cũng không biết rõ rằng bối Diệp Cốc Lang Kiều là tấm bia đá ghi danh những liệt sĩ do tướng quân Tống Gia Xuyên lập. Đương nhiên lúc ấy vừa mới giải phóng đang trong thời kỳ xây dựng đất nước, ông ấy chỉ mới là cán bộ cấp đại đội. Bí thư Quách tuy rằng không giải thích với tôi nhưng có đưa tiền đầu tư bảo vệ bối Diệp Cốc Lang Kiều. Nhưng Diệp Phàm cũng có nói là ở tỉnh nhất định sẽ chuyển tiền về. Ông ấy còn phái tổ chuyên gia tới, cụ thể tiến hành tại Ma Xuyên, hơn nữa còn chỉ đích danh đồng chí Diệp Phàm phụ trách việc này. Nếu ở tỉnh mà coi trọng như vậy thì chúng ta là lãnh đạo cấp trên trực tiếp của huyện Ma Xuyên, chẳng lẽ để cho chuyên gia trên tỉnh đến rồi mới hành động ư? Tướng quân Tống là phó trưởng ban thứ nhất của Tổng cục Hậu Cần, đồng chí Diệp Phàm tự nhiên gây được sự chú ý với ông ấy. Nếu đồng chí ấy thật sự có thể nhận được sự ủng hộ của tướng Tống thì quốc lộ thiên tường không hề là chuyện không tưởng. Cho nên mời các đồng chí giơ tay biểu quyết ủng hộ việc thông qua dự án quốc lộ thiên tường. Trang Thế Thành nắm giữ thế trận chuẩn xác, vừa nói xong ông ta giơ tay lên. Không hề trì hoãn, toàn bộ mọi người đều thông qua. Chương 885, thắng lợi. Kết quả này, Trang Thế Thành đã sớm dự đoán được, bí thư Quách đã nhắc nhở Diệp Phàm. Là ông ta nhất định sẽ tán thành phương án đường quốc lộ thiên tường này. Tuy không có văn bản chính thức, nhưng đó vẫn còn phải nói sao. Ở đây toàn là những con cáo già cả, chẳng có ai mà không hiểu chuyện này. Thứ hai, hôm nay ở đây ai mà dám không giơ tay, người đó chính là tội nhân của Ma Xuyên. Vì lúc này còn có một vị đại lão đang ở Bắc Kinh, đương nhiên đó là tướng quân Tống rồi. Nếu như khi nào ông ta nổi hứng, muốn trở về thăm bối Diệp Cốc, nhìn thấy quốc lộ thiên tường nát như vậy, ắt hẳn trong lòng những đồng chí ở địa khu lúc đầu ngăn cản đường quốc lộ thiên tường được một phen run rẩy. Thế nên, Trang Thế Thành, hôm nay ông ta nắm chắc thắng lợi. Vậy nên mới thản nhiên ngồi nhìn các thành viên đảng ủy diễn trò. Đương nhiên, trận chiến này cũng tương đối hay. Trang Thế Thành thấy được từ đó nhiều điểm sáng, cũng nhìn thấy nhiều hy vọng. Từ phòng họp đi ra, biểu hiện bên ngoài của mọi người còn được. Sự tán thánh của nhân vật số 1 Quách Phát Dương đối với Diệp Phàm khiến đáy lòng một số ủy viên đảng ủy phải đánh giá lại đồng chí Diệp Phàm. Mẹ kiếp, lão Trang cũng hiểm quá. Từ lúc bắt đầu đã biết không có kết quả gì rồi, vẫn còn bày trò. Thảo luận cái rằm ấy, lấy ông đây làm trò, chẳng ra thể thống gì cả. Vương Triều Trung và Lôi Minh Hoài trong lòng đều không ngừng căm giận, cảm thấy bị đùa giỡn. Khi bọn họ nhìn Trang Thế Thành ở phía trước, vừa hay thấy Trang Thế Thành đang quay đầu qua, hình như hơi hơi nở nụ cười với họ, hiện ra chút hít phong độ của đại soái. Lập tức, trong lòng hai người đột nhiên giống như nuốt phải một con bọ chết, ghê tởm chết đi được. Hội nghị lần 3 của Đại hội đại biểu lần thứ 4 được cử hành thuận lợi. Hội trường ngay ngắn trật tự, không xuất hiện tình hình gì khác thường, mãi cho đến khi hội nghị chấm dứt, một số lãnh đạo địa khu mới thở phào một hơi. Trong thời điểm mấu chốt, sợ nhất là Mã Gia với Thiết Gia gây ra chuyện không vui. Đương nhiên, về điểm này, địa khu cũng có thi hành một số biện pháp nghiêm khắc. Chẳng hạn như, bí thư đảng quần chúng vì bất lý đã dặn dò đi dặn dò lại phó bí thư địa ủy Lôi Minh Hoài, nếu như có chuyện gì thì sẽ đưa ông ta ra khai đao đầu tiên. Vì bất lý dù nói trong lòng 200% không cam lòng, nhưng cuối cùng khuỷu tay khó mà qua được chân, tỏ vẻ trầm mặc. Mà ngày tuyển cử, không những địa khu phái nhiều lãnh đạo đến áp trận, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Hạ Hải Vĩ cũng đích thân đến huyện Ma Xuyên trấn thủ chỉ huy. Đương nhiên, Mã Gia và Thiết Gia cũng không cam lòng, nhưng từ số phiếu có thể thấy. Tổng cộng 263 phiếu, Diệp Phàm chiếm 160 phiếu rồi, còn lại gần 100 phiếu. Những số phiếu mất đi kia, đương nhiên là do phần tử trung kiên của Mã Gia và Thiết Gia hát ngược rồi. Dĩ nhiên, Tôn gia thị trấn Ngưu Đầu cũng tương trợ lớn, bằng không, số phiếu bị mất sẽ càng nhiều, nhưng, hơn nửa số phiếu thì không thành vấn đề. Diệp Phàm dựa vào 60% phiếu bầu,
vẫn còn trong phạm vi khống chế. Nhưng, không thể coi là được số phiếu bầu cao, cái này, cũng vang lên hồi chuông cảnh báo cho bí thư gánh vác trên vai quyền bí thư Diệp Phàm. Điều này chứng minh, cho dù anh làm việc rất xuất sắc, nhưng nếu một số quan hệ xử lý không tốt, như vậy cũng không được quần chúng tán thành. May là trước khi tuyển cử Diệp Phàm đã tiến hành nghi thức quyên tặng rồi, nghi thức này cũng giúp hắn thắng được 20% phiếu bầu trong Hội đồng Nhân dân. Đương nhiên, đại biểu Hội đồng Nhân dân Mã Gia và Thiết Gia nắm trong tay ăn bản là không phải vì nhân dân phục vụ, không đứng trên lập trường mưu cầu lợi ích cho nhân dân Ma Xuyên, trong lòng họ chỉ có tư lợi. Hiển nhiên có người trong tổ chức này rồi. Thiết Đông không thoát khỏi hiểm nghi, vì bất lý cũng khó rửa sạch chính mình. Buổi tối, ông em Diệp, bây giờ coi như là yên tâm về nhà ăn Tết rồi. Địa khu chúng ta xét xử Mã Gia, ắt hẳn cũng phải đợi Tết xong mới bàn đến, giờ căn cơ của cậu chưa ổn, qua một thời gian nữa chúng ta hẵng liên kết, ra đòn xuất kích mạnh. Hạ Hải Vĩ lộ nụ cười vui vẻ, tiếp xúc sâu sắc với Diệp Phàm, tình cảm anh em của Hạ Hải Vĩ và Diệp Phàm càng thêm sâu đậm. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng Hạ Hải Vĩ nhìn thấy được những bối cảnh đáng sợ trên người Diệp Phàm. Dĩ nhiên, con người ai cũng có tư lợi, nhưng Hạ Hải Vĩ chẳng những có lòng tư lợi, mà đối với vấn đề nhân tình y cũng tương đối coi trọng. Không như một số đồng chí, chỉ liên minh đơn thuần về lợi ích. Từ từ đã, dù sao vài ngày nữa cũng Tết rồi, cứ vững vàng trước đã. Để cho nhân dân cả hiện yên ta ầm thoải mái ăn Tết. Vấn đề mỏ quặng silicon của Mã Gia tương đối lớn, lão Hạ, anh có điều tra được manh mối gì từ Mã Vân Tiền không? Diệp Phàm ở bên đong đưa ghế, liếc nhìn lão Hạ một cái. Cực kỳ lớn, tôi mơ hồ cảm giác được, có lẽ, chuyện này còn dính đến vài lãnh đạo rất nghiêu ở địa khu. Hai, một củ khoai lang nóng phỏng tay. Hạ Hải Vĩ thở dài, chiếc ghế không cách nào đong đưa được, tâm sự nặng nề. Anh Hạ, em thấy chuyện mỏ silicon Mã Gia, chúng ta có thể thả lỏng trước. Diệp Phàm đột nhiên nói. Thả lỏng trước, tại sao? Không thừa gió đồng bí thư Quách điều tra thì còn chờ đến khi nào, hiện nay chúng ta toàn kéo ra hổ của bí thư Quách làm việc, nếu phong thế của bí thư mà giảm một chút, muốn tiến bước nữa cũng khó. Hạ Hải Vĩ khó hiểu chừng mắt nhìn Diệp Phàm. Giờ chúng ta mà tra thì rất gấp gáp, người ta che giấu cũng rất căng. Chúng ta nới tay một chút, để mọi người lơi lỏng bớt. Có thể chuyển hướng, ra tay từ phương diện khác, ắt hẳn muốn điều tra trực tiếp vấn đề của Mã Gia tương đối khó. Giống như cái thùng sắt vậy, chúng ta vẫn chưa tìm được chỗ đột phá hiệu quả. Diệp Phàm lắc đầu, đưa ra cách nghĩ của mình. Nói cụ thể đi, làm thế nào? Cả người Hạ Hải Vĩ chấn động, có chút hứng thú. Đến địa khu lâu rồi, nếu có thể điều tra được một việc kinh thiên, cũng có thể thể hiện chút năng lực của mình. Vì, án lần này, là do Trang Thế Thành điểm tướng trước mặt bí thư Quách phát dương. Trên thực tế chẳng khác nào cống hiến vì bí thư Quách. Lần này mà làm tốt ắt hẳn sẽ truyền đến tai bí thư Quách, ắt hẳn Trang Thế Thành làm như vậy là có ý dung cây dọa khỉ. Là nhân vật số một ở địa ủy, Trang Thế Thành không mở được cục diện, có lẽ xét xử vụ án Mã Vân Tiền Ma Xuyên, chính là chìa khóa vàng để mở cục diện. Chỉ đông đánh tây, ra tay từ chỗ khác, có câu phía đông không sáng phía tây sáng. Diệp Phàm cười nói, có vẻ hơi thần bí. Chỉ chỗ nào, đánh chỗ nào. Hạ Hải Vĩ từng bước tiến sát. Anh Hạ, em đưa anh đi xem cái này. Diệp Phàm đưa Hạ Hải Vĩ vào phòng, mở băng ghi hình của Tam Hổ Mã ra, Hạ Hải Vĩ đập bàn, mắng. Ông em ơi là ông em, cậu có chứng cứ tốt như vậy sao không đưa ra sớm? Cái thứ tốt thế này, có thể bắt Mã Vân Tiền vào tù về tội mưu sát đó. Tốt quá, ha ha ha. Hạ Hải Vĩ giống như nhặt được bảo bối, y không ngừng lật qua lật lại cuộn băng trong tay. Nhìn Diệp Phàm quả muốn cười. Anh Hạ, còn chưa có chứng cớ cho Mã Vân Tiền vào tù sao? Vẻ mặt Diệp Phàm ngạc nhiên, lúc trước không phải nói trong tay Ngô Đồng có chứng cứ chính xác, có thể khiến Diệp Phàm vẻ mặt ngạc nhiên, rời khỏi ghế sao? Ngô Đồng đúng là tìm được chứng cứ, nhưng Mã Vân Tiền chết cũng không nhận. Hơn nữa, nhân chứng được tìm thấy lại băn khoăn, hoặc có thể nói là bị Mã Gia cảnh cáo, trong phút chốc đã phản cung rồi. Một chứng cớ cũng chẳng có, chỉ dựa vào tội danh trêu đùa Quách Thu Thiên, nhiều nhất thì chỉ tạm giam 15 ngày, không đáng. Làm không xong chuyện này, không phạt cho nặng, sẽ làm bí thư Quách tức giận. Mây đen che kín mặt Hạ Hải Vĩ. Vất vả mới kiếm được cơ hội thể hiện,
nhưng lại không làm xong, chứng cứ của Diệp Phàm đã cho Hạ Hải Vĩ thấy được hy vọng, đây, thực sự là có vui có buồn. Anh Hạ, chứng cứ này tạm thời không đưa ra, Tam Hổ Mã Gia em lưu lại có tác dụng, vấn đề lớn của huyện Ma Xuyên là mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn Thiết Gia. Không nắm được thị trấn Thanh Sơn, căn bản không cần nghĩ đến chuyện trấn hưng kinh tế Ma Xuyên. Nắm được thị trấn Thanh Sơn, ắt hẳn có thể đem đến cho huyện Ma Xuyên 5-6 triệu tiền thuế. Khoản tiền này đối với Ma Xuyên chúng ta quá quan trọng, em muốn cho Tam Hổ Mã Gia có cơ hội lập công chuộc tội, bảo bọn hắn đi thăm dò mỏ đồng Thiết Gia, em tin là sẽ hiệu quả hơn so với chúng ta điều tra. Đợi chuyện Thiết Gia làm xong, sẽ trở tay điều tra mỏ silicon của Mã Gia. Từng bước, nắm được hai mỏ lớn, số tiền thu được ắt hẳn đủ để em trấn hưng kinh tế Ma Xuyên. Còn về Mã Vân Tiền, chúng ta chỉ đem chứng cứ nói lý ta xét xử hắn, ắt hẳn là không được, có lẽ cần một bước đột phá, để bảo mật, anh Hạ đích thân đem vài người đi điều tra đi. Diệp Phàm đưa ra cách nghĩ của mình. Cậu nói cùng chơi trò tâm lý với Mã Vân Tiền. Hạ Hải Vĩ dường như thoáng suy nghĩ, gật đầu, nói. Tôi thử xem, tranh thủ trước cuối năm cậy miệng lão Mã đã. Còn về phần mỏ silicon của Mã gia, tạm thời bất động. Tránh làm hỏng đại sự của ông em. Chỉ cần xử được Mã Vân Tiền, tôi nghĩ bí thư Quách cũng tan cơn giận. Tôi cũng có dễ về báo cáo kết quả, nhưng, chuyện xét xử thị trấn Thanh Sơn sau này, chắc là một mình ông em làm rồi, tôi chỉ có thể âm thầm hiệp trợ thôi. Cứ quyết định vậy đi, vì Ma Xuyên, em không xá gì. Diệp Phàm đấm lên bàn, hai mắt phát ra tia kiên nghị có thể giết chết người. Hạ Hải Vĩ gật đầu, trong lòng than. Ông em Diệp ngoài mặt nhàn hạ, kỳ thực, hắn mới là người làm việc thực sự, không để ý đến được mất của cá nhân. Tiểu ẩn ẩn ở thôn quê, trung ẩn ẩn ở thành thị, đại ẩn ẩn ở triều chính, ông em Diệp e thuộc loại người cuối, Hạ Hải Vĩ ta không nhìn lầm người, làm quan, dù nói chuyện đề bạt quan trọng, nhưng cũng nên thực lòng làm việc vì dân chúng. Bằng không, làm sao mà xứng với mũ quan trên đầu, xứng đáng với mũ quan trên đầu cũng có lỗi với lương tâm của mình. Lang Hoàng trấn huyện Giang Tân gần Ma Xuyên có một quán ăn nhỏ. Mã Tiêu, hôm nay hẹn anh đến đây là có việc muốn các anh làm. Làm tốt chuyện này, cũng có thể nói là lập công chuộc tội. Diệp Phàm liếc nhìn Mã Tiêu đang bất an ngồi đối diện, biết tên này đứng đầu tam hổ của Mã gia, chỉ cần y gật đầu, hai tên kia không cần phải nói. Chủ tịch huyện Diệp xin cứ nói, có thể làm Mã Tiêu sẽ cố gắng hết sức để làm. Ánh mắt Mã Tiêu lóe sáng. Lời nói ắt hẳn vô cùng thực. Mấy người các anh, tìm cơ hội đến mỏ đồng ở thị trấn Thanh Sơn, lưu ý cho tôi một điều, có bất kỳ tình huống khác thường nào phải gọi điện cho tôi ngay. Vẻ mặt Diệp Phàm thoải mái. Trên khóe miệng Mã Tiêu co giật vài cái, mặc cũng biến sắc mấy lần mới ổn định lại được, nói. Cái này, chủ tịch huyện Diệp, đi thị trấn Thanh Sơn không khó, nhưng để vào được mỏ đồng thì có chút vấn đề. Nói thực. Người Thiết gia đến bây giờ vẫn đề phòng người Mã gia chúng tôi. Chúng tôi vừa đi người ta có thể đoán ra gần hết rồi. Còn nữa, rốt cuộc chủ tịch huyện Diệp muốn chúng tôi để ý chuyện gì, tôi là người thô lỗ, không chỉ rõ thì không hiểu được. Chương 886, bố trí người nằm vùng. Cái tên này, còn giả bộ ngớ ngẩn lừa đảo mình, trong lòng Diệp Phàm có hơi tức giận, nhẹ nhàng gõ tay xuống bàn, cười nói. Có một số việc không cần các anh phải tận lực tận sức, tôi tin các anh cũng có quen người cởi mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn. Chỉ là nghe ngóng vài thứ thôi, đương nhiên, chú ý đến sức ảnh hưởng, không để lộ dấu vết đã đến nghe ngóng, nếu như để lộ chút tin tức gì để người Thiết gia biết được, hậu quả à, các anh tự gánh lấy, hừ. Diệp Phàm nói thay đổi sắc mặt là liền thay đổi sắc mặt, khí thế đó khiến cho Mã Tiêu thật sự có chút sợ hãi. Nghĩ đến buổi tối hôm đó hắn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với ba người, biết người này cũng thuộc loại rắn, còn khoác lớp da quan, thuộc hạ dưới tay cũng không mềm, loại người giống như vậy, đen tới người ta cũng tiếp chiêu như vậy, còn trắng tới thì càng chẳng cần phải nói, chỉ tự rước nhục thôi. Mã Tiêu cũng không phải ngu, thậm chí còn là một tên tương đối linh hoạt trong tam hổ Mã gia. Nhưng Mã Tiêu đương nhiên cũng không cam tâm chịu sự sắp đặt của Diệp Phàm, bộ dạng có chút sợ hãi, nói. Chúng tôi có thể hỏi năm, nếu hỏi không được gì thì anh cũng đừng trách chúng tôi là được rồi. Thật không, đừng tưởng là có thể giả bộ ngu ngốc để đánh lừa tôi, các anh không tận tâm tôi cũng chẳng khó để tra ra. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nói.
Hôm nay địa khu đã điều bí thư hạ ủy ban chính trị pháp luật chuyên quản công kiểm pháp đến Ma Xuyên chúng ta. Là do bí thư tỉnh ủy Quách ra chỉ thị xét xử chuyện Mã Vân Tiền, anh đừng có hy vọng Mã Vân Tiền có thể trở bài được nữa. Có thể nói, chuyện ông ta vào tù đã định rồi. Cái mông của bản thân có được sạch sẽ hay không còn khó nói, tôi tin anh là người thông minh, bí thư tỉnh ủy Quách tức giận, các người cứ căn cứ vào bản thân mà suy nghĩ, Mã ra các anh có thể chống đỡ nổi hay không. Còn điều nữa, bí thư Hạ trước kia là đội trưởng đội cảnh sát hình sự sở tỉnh, thủ đoạn của ông ấy có thể được là thiết huyết. Các vụ án lớn đã làm qua không 500 thì cũng 100 vụ rồi. Diệp Phàm tung ra chiêu này, vừa uy hiếp nhưng cũng có chút thức tỉnh, nếu Tam Hổ Mã ra các anh không làm theo lời của tôi nói thì tôi sẽ đưa băng video cho bí thư Hạ, át hẳn ba người các anh sẽ lập tức thành tội phạm giết người, dù nói là có thành công hay không. Nhưng mưu sát một vị chủ tịch huyện đang tại chức, tính chất sẽ thay đổi. Hơn nữa, Tam Hổ Mã gia hoành hành ở Ma Xuyên nhiều năm như vậy, những chuyện đen tối trong tay cũng làm không ít. Nếu thực sự để nhà nước dính vào, Mã gia chẳng thể nào chống chọi nổi. Mặt Mã Tiêu lập tức biến sắc, đen sầm lại rồi. Cái chiêu bài đội trưởng đội cảnh sát hình sự sở tỉnh quá dọa người rồi. Dù sao Mã Tiêu cũng chỉ có thể oai phong được ở Mã Xuyên thôi. Chứ qua Đức Bình át hẳn cũng chẳng thuộc hạng đứng đầu gì. Giang hồ sợ nhất là cảnh sát, huống hồ chi còn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, cái đó mới xứng là cảnh sát trong cảnh sát. Còn do dự cái gì nữa, thích tự do bên ngoài hay vào ngồi trong trại giam, các anh cứ tự xem đi nhé, hừ. Diệp Phàm đột nhiên lớn tiếng, trong giọng nói này hàm chứa thuật hóa âm mị cùng với bực bội trong lòng, tập trung lại thành một bó trong miệng Diệp Phàm. Giống như đồng hồ cảnh báo, âm thanh này động vào cõi lòng của Mã Tiêu. Được. Mã Tiêu trong mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng có thể cắn người, ánh mắt tuyên thệ. Người của Mã gia quả nhiên không đơn giản, nếu không phải hóa âm mê thuật, thì đi vào khuôn khổ hay không thì còn khó nói. Hào khí thổ phí, cũng có chỗ khiến người ta khâm phục. Trong lòng Diệp Phàm thầm gật đầu. 4 ngày sau là ngày nghỉ cuối năm. Hạng mục quốc lộ Thiên Tường đã được thông qua phiếu bầu của toàn địa khu, nhưng, chuyện lập dự án của Sở Giao thông tỉnh Diệp Phàm cảm thấy hơi nhanh, giờ ra đại sảnh, chắc hẳn chẳng có ai. Nhưng, Diệp Phàm thấy nhân dịp Tết nhất đến thăm hỏi tướng quân Tống cũng khá tự nhiên. Bỏ qua thôn này thì chẳng có nơi nào sống rồi, nên quyết định lên Sở Giao thông tỉnh xem thử. Tuy nói người nhà nước làm việc thích kéo dài, nhưng có đôi khi, sử dụng đòn sát thủ cũng đặc biệt xử lý được những chuyện đặc biệt. Vấn đề về Ma Xuyên không cần phải lo lắng gì, biểu hiện của Phó Chủ tịch Thường trực huyện Phương Hồng Quốc cũng không tệ. Mình tự lên tỉnh tranh thủ mấy hạng mục vài ngày có lẽ anh ta cũng có thể xử lý được chuyện trong huyện. Ông em lợi hại thật, Mã Vân Tiền, ha ha. Hạ Hải Vĩ cười. Nhận tội rồi. Diệp Phàm ngạc nhiên, thầm nhủ lão Mã cũng không phải không có cốt khí, không phải đưa băng ghi hình ra chứ. Ừ. Tạm thời chuyện của Tam Hổ Mã gia tôi vẫn chưa lộ ra, chủ yếu là Mã Vân Tiền bị chuyện của cậu dọa, lập tức hoảng hồn. Y biết rõ tính chất đáng sợ của việc gọi người đi mưu sát một chủ tịch huyện. Hạ Hải Vĩ cười nói. Anh Hạ, anh có thể chơi độc lắm, nếu không, Mã Vân Tiền đâu phải loại dễ đùa, đúng không nào, ha ha. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Ha ha, chỉ chơi một chút, lúc đó tôi giả chữ ký trong biên bản xác nhận tội của Tam Hổ Mã gia. Hơn nữa còn cung cấp những tư liệu trong băng ghi hình, Mã Vân Tiền cứng đầu cứng cổ, cũng phải cúi đầu trước bằng chứng sắt đá như núi thôi. Tôi đưa gậy che liền, đem những gì Ngô Đồng cung cấp về vụ án, lòng Mã Vân Tiền nguội lạnh như cho tàn đành nhận tội. Tối qua, tôi bí mật đưa người bị hại đến, cho các cô thấy Mã Vân Tiền nhận tội, khóc một trận. Lúc này, từng người đều tình nguyện làm chứng bí mật, như vậy, lão Mã có lẽ phải ngồi tù rồi. Để thận trọng. Tôi quyết định hôm nay sẽ thu binh về địa khu, Mã Vân Tiền cũng đem đi trước, để ở Mã Xuyên không an toàn. Tuy nói trưởng phòng Ngô cũng không tệ lắm, có thể tin được, nhưng thuộc hạ của anh ta, chắc hẳn cũng chẳng được bao nhiêu người thành thực, phòng công an huyện Ma Xuyên phải chỉnh đốn lại. Nên thanh trừ thì thanh trừ, rồi điều động đội ngũ thực sự từ địa khu đến, bằng không, phòng công an huyện rất khó cho cậu sử dụng. Cái đất Ma Xuyên này, lực lượng phòng công an huyện không thể lường được. Người anh em dặn dò Ngô Đồng cẩn thận một chút. Làm một danh sách đi, không nặng tay là không được rồi. Hạ Hải Vĩ làm việc rất chú ý, từng lớp đều có lý do, rất nghiêm túc. Để ở trại tạm giam huyện chắc chắn không ổn,
Nhưng, trại tạm giam địa khu cũng phải để tâm, tên kia không biết có quấy rối hay không, còn khó nói. Diệp Phàm nhắc đến địa khu, đương nhiên là chỉ Lâm Thiên. Không sợ, tôi còn mong y ra tay nữa kìa, ha ha. Hạ Hải Vĩ đột nhiên mỉm cười. Anh Hạ, anh đang thả mồi nhử à? Diệp Phàm cười nói. Chắc hẳn mồi nhử này cũng chẳng làm được gì, Lâm Thiên có quan hệ gì với Mã Vân Tiền nào? Lâm Thiên dựa vào cái gì mà giúp đỡ Mã Vân Tiền, chỉ là một tên háo sắc thôi, có giá trị gì nào? Thiên hạ lui tới đều vì lợi ích, chuyện không có lợi chắc chắn trưởng ban Lâm sẽ không đi làm chuyện ngu ngốc như thế đâu. Hẳn là không có khả năng, nhưng tôi chỉ đề phòng chút thôi. Hạ Hải Vĩ không nghĩ là Lâm Thiên sẽ ra tay, lắc đầu. Mã Vân Tiền đương nhiên chẳng có bản lĩnh khỉ gì, như anh Hạ nói y chỉ là một lão già háo sắc thôi. Nhưng, Mã Vân Tiền là người của Mã gia không thiếu tiền. Thời đại này, trưởng ban Lâm chắc là không ngại lắm tiền đâu. Diệp Phàm không đồng ý cách nghĩ của lão Hạ, nhắc đến vấn đề tiền bạc. Hạ Hải Vĩ giật mình, gật đầu cười nói. Ừ, nếu người Mã gia thực sự muốn cứu Mã Vân Tiền, chắc chắn sẽ do Lâm Thiên nghĩ chiêu. Vậy cũng tốt. Tôi chỉ sợ họ không cứu thôi, chứ đã đồng ý cứu thì sẽ có sơ hở thì có chỗ cho chúng ta xuống tay, hừ. Đúng vậy, nếu thực sự trưởng ban Lâm xuống nước, cho dù ông ta có người ở tỉnh nâng đỡ, nhưng nhà nước có luật pháp đúng không nào? Cho dù không bắt được trưởng ban Lâm thì cũng chẳng thể nào ở Đức Bình được nữa, quả chứng như hắn lăn đi, anh Hạ không phải thuận lợi thành văn sao? Diệp Phàm phân tích, liếc Hạ Hải Vĩ một cái, còn nói thêm. Đương nhiên, Lâm Thiên đi rồi, vị trí của ông ta phải tranh thủ, anh Hạ, tối nay em đến Đức Bình, đến lúc đó em mời anh uống trà, ha ha. Được, do cậu quyết định, tôi được ăn không rồi. Hạ Hải Vĩ không do dự nữa, kỳ thực nói về vấn đề này thì sâu lắm. Hạ Hải Vĩ cũng hiểu, tối nay xuất tín hiệu với nhân vật số một địa ủy Trang Thế Thành, có Diệp Phàm ở giữa giật dây bắc cầu, Hạ Hải Vĩ cũng sẽ không bị hạ giá quá. Lão Hạ. Đương nhiên cũng có khí phách của mình. Diệp Phàm đương nhiên tôn trọng ông và Trang Thế Thành, có thể nói chỉ hơn kém nhau chút thôi, làm kẻ hầu thì không thể, làm liên minh thì thực lực thiếu một chút, chỉ là một nhân vật tương đối khó xử giữa người hầu và đối thủ liên minh thôi. Đương nhiên, lão Hạ dựa vào tương trợ của Trang Thế Thành, luyện lực thực sự chắc chắn sẽ mạnh ra. Chẳng hạn, lão Hạ luôn muốn kiêm nhiệm trưởng ban công an địa khu, chỉ cần Lâm Thiên biến đi, Trang Thế Thành có thể giúp ông thực hiện. Nếu không có Trang Thế Thành tương trợ, Hạ Hải Vĩ chắc chắn không có hy vọng. Đương nhiên, trái lại lão Hạ cũng sẽ mất đi vài thứ. Từ nay về sau, ắt hẳn phải đề phòng đám người của Vương Triều Trung, Lôi Minh Hoài làm chuyện xấu ngáng chân. Trong một số chuyện lớn cũng phải tương trợ Trang Thế Thành, có được ắt có mất, cá và gấu khó mà vẹn toàn, cổ nhân vốn đã hiểu điều này, người hiện đại cũng hiểu chân lý. Chủ tịch địa khu Vương, tình hình có chút thay đổi. Sắc mặt Khâu Mậu Thủy chẳng dễ coi chút nào, đảng ủy địa ủy họp nãy sinh chuyện y cũng nghe nói qua rồi, cảm thấy uy quyền của chủ tịch địa khu Vương chưa bao giờ bị khiêu chiến như thế, thằng nhãi này cũng sinh cảm giác lo lắng. Ừ, có chút quái lạ, thậm chí có thể nói là kỳ dị. Biểu hiện của Hạ Hải Vĩ lần này quá khác trước, có phải đang phát tín hiệu không tốt với chúng ta không? Chủ tịch địa khu Vương ngồi dựa trên ghế, vẻ mặt không cam lòng. Không phải Hạ Hải Vĩ muốn dựa vào Trang Thế Thành chứ, cho nên, mới thể hiện thiện ý trước. Khâu Mậu Thủy nói, không thể loại trừ khả năng này, nhưng, khả năng cũng không lớn lắm. Nếu nói Hạ Hải Vĩ sớm đã lựa chọn, thì hẳn là không phải. Chuyện lớn như thế này, rõ ràng là chúng ta chiếm ưu thế, lực lượng lão Trang rõ ràng yếu hơn, nếu như y lựa chọn như vậy không phải tính mạo hiểm tương đối lớn sao. Còn chẳng bằng tạm thời xem chừng. Đối với vị trí của y mà nói, còn ổn định hơn một chút. Chủ tịch địa khu Vương lắc đầu rồi lại gật đầu, vẻ mặt cũng hồ đồ như Khâu Mậu Thủy. Lòng người rất phức tạp, mặc kệ tình hình thế nào, đã biến hóa rồi, thì chúng ta cũng phải biến hóa theo. Có lẽ gần đây Hạ Hải Vĩ bị chèn ép uất ức quá, già néo đứt dây, y không chịu nổi nữa, nên phản lại cũng có khả năng. Lâm Thiên rõ ràng là có nghiêng về chúng ta một chút. Bị chèn ép nghĩ rằng chúng ta sẽ không gõ cửa y cũng có thể. Có nên nhắc nhở trưởng ban Lâm của phòng công an, Mã Minh Vũ viện kiểm sát, Câu Kiến Hưng tòa án một chút không, không thể làm mất quyền lực của Hạ Hải Vĩ. Bằng không, chó gấp sẽ nhảy tường.
Huống chi Hạ Hải Vĩ xuất thân từ vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự sở tỉnh xuống, nắm quyền quen rồi, đột nhiên trở thành vật trang trí, trong lòng chắc chắn không phục. Ép mạnh quá, bức Hạ Hải Vĩ về phía Trang Thế Thành, mất nhiều hơn được. Khâu Mậu Thủy tương đối có đầu óc, có thể nói là đầu não của Vương Triều Trung. Chương 887, đầm nước sâu không bằng rừng hoa đào. Cứ xem chừng trước rồi tính, tôi cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, Hạ Hải Vĩ phản bội kỳ lạ, nhưng không ngờ lão thất phu Tôn Quốc Đống lại ủng hộ lão Trang. Tôi nghi bọn họ đối việc không đối người, Tôn Quốc Đốn không thể nào đầu quân vào đám lão Trang. Bọn họ, lần này cũng chỉ là ủng hộ kế hoạch sửa đường của Diệp Phàm thôi. Người này, cũng thực sự có chút bản lĩnh, không ngờ lại đi thông qua hai người này, hại cho ông đây mất mặt, để cho lão Trang lớn giọng. Về sau tuyệt đối không để những chuyện như vậy xảy ra nữa. Bằng không, Đức Bình này, không thành thiên hạ của lão Trang được. Chủ tịch địa khu Vương nói ra những hoài nghi trong lòng. Có lý, nghe nói hôm Diệp Phàm đến Đức Bình Hạ Hải Vĩ đích thân ra tiếp đón, đưa đến chỗ Tôn Quốc Đống báo cáo. Tôi vẫn có cảm giác khó hiểu. Khâu Mậu Thủy liếc nhìn chủ tịch địa khu Vương, muốn nói nhưng lại thôi. Nói đi Mậu Thủy, giữa hai chúng ta còn phải giấu giếm gì nữa. Chủ tịch địa khu Vương liếc nhìn bạn học cũ của mình một cái, có chút bất mãn. Hình như Hạ Hải Vĩ tương đối thân với Diệp Phàm, tên Diệp cũng không phải xuất thân từ gia tộc danh môn quan lớn, cha mẹ nghe nói là viên chức, thân thích chẳng có ai xuất sắc. Tuy nói cấp bậc của Hạ Hải Vĩ chỉ cao một chút, nhưng người ta tốt xấu gì cũng là một ủy viên thường vụ, tuy nói quyền lực không lớn, nhưng địa vị cũng khá cao. Dựa vào cái gì mà Diệp Phàm có thể khiến Hạ Hải Vĩ đối với hắn tốt như vậy, hình như Hạ Hải Vĩ tương đối tôn trọng Diệp Phàm, cái này thật khó hiểu. Khâu Mậu Thủy đương nhiên không thể đoán được nguyên nhân, vẻ mặt Vương Triều Trung cũng nghi hoặc, nhẹ nhẹ gõ tay trên bàn, không nghĩ ra được lý do. Nếu nói lần này lão thất phu Tôn Quốc Đống ủng hộ kế hoạch quốc lộ thiên tường của Diệp Phàm, ắt hẳn là thông qua khớp xương Tôn Minh Ngọc. Dù sao hiện nay Diệp Phàm cũng là nhân vật số một ở Ma Xuyên, Tôn Minh Ngọc làm trưởng ban tổ chức cán bộ, cũng nên giúp đỡ hắn một chút. Sau này có muốn bước tiếp cũng có được tiến cử tốt, cái này thì dễ nói rồi. Chủ tịch địa khu Vương thản nhiên nói, Tôn Quốc Đống tuyệt đối không nghiêng về phía lão Trang, người ta chẳng những là trưởng ban tổ chức cán bộ, mà còn là phó bí thư địa ủy. Trong hội nghị công việc bí thư cũng giữ một vị trí, ông ta không cần phải đi liếm mông cho lão Trang, giải đường cho con mình là bình thường. Vận mệnh của tên nhóc họ Diệp quá tốt, quả là dẫm lên phân chó, không ngờ vô tình lại được bí thư tỉnh ủy Quách tán thành. Lão Trang lần này dựa thế thành công. Át hắn cũng muốn mượn tay Hạ Hải Vĩ chỉ ai đó. Chúng ta phải sớm chuẩn bị, bằng không, đến lúc đó không kịp trở tay, lại lỗ vốn. Trên mặt Khâu Mậu Thủy lộ vẻ lo lắng. Ừ, nhắc nhở Lâm Thiên, Hạ Hải Vĩ chủ yếu phụ trách vụ Mã Vân Tiền, chỉ sợ tay háo sắc Mã Vân Tiền mất năm nay làm nhiều chuyện quá đáng, sau đó bị Chu Phú Đức điều đi. Mông của Chu Phú Đức sạch không còn khó nói. Làm hoàng đế nhiều năm thế rồi, mông mà sạch được mới lạ. Như chuyện mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn đó, chính là tai họa ngầm đấy. Vương Triều Trung nhả một ngụm khói, vẻ mặt tối đen như mực. Tôi sẽ dặn dò Thiết Đông một chút, nghe nói hiện nay Hạ Hải Vĩ theo dõi mỏ silicon của Hạ gia. Đầm nước sâu không bằng rừng hoa đào. Vương Triều Trung văng ra mấy câu, tay Khâu Mậu Thủy run rẩy, suýt chút nữa chấn rớt răng xuống đất. Ngáng chân một chút, Khâu Mậu Thủy cắn răng một cái, giống như cắn người. Ngáng chân cũng được, nhưng không được để lại dấu vết. Vương Triều Trung gật đầu, thoáng suy nghĩ. Dễ dàng, nghe nói Phan Mặt Dỗ người thân của Phó Chủ tịch Địa khu cha đang ngồi trong trại tạm giam, lão cha gần đây đang rất buồn. Nghe nói Lâm Thiên có gọi điện cho Ngô Đồng phòng công an huyện Ma Xuyên, cái tên đó không ngờ lại chẳng thèm nghe cả lời của trưởng ban công an địa khu. Lâm Thiên tức giận đến nỗi đập bể ba chén trà ngay tại chỗ. Còn nữa lại còn lôi Lượng Minh. Lão già Lôi Minh Hoài sẽ không thể ngồi nhìn em họ của mình chịu thiệt đâu. Nghe nói hôm qua trong hội nghị chủ tịch huyện Diệp Phàm đã chỉnh phạm vị công việc của Lôi Lượng Minh, là quản phòng tôn giáo, và hai cái phòng khoa học kỹ thuật nát. Về sau, Lôi Lượng Minh muốn ăn cơm chắc hẳn phải bỏ tiền túi của mình rồi. Dù nói không lấy mũ của hắn, nhưng so với lấy mũ quan có gì khác. Tên họ Diệp này quá độc ác chẳng để chút mặt mũi nào cho phó bí thư Lôi. Lôi Minh Hoài chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Nếu chọn thời điểm gây chuyện,
thế thì Ma Xuyên sẽ rất náo nhiệt. Chắc hẳn tên nhãi họ Diệp sẽ mệt mỏi ứng phó, chẳng còn thời gian đâu mà nói chuyện phát triển kinh tế Ma Xuyên, tạo phúc cho nhân dân Ma Xuyên. Tâm địa của Khâu Mậu Thủy quả thật quá gian dảo. Ha ha! Vương Triều Trung cười gượng hai tiếng không bình luận gì. Trong lòng khá vui, chiêu này của lão Khâu khá hay. Để cho Phó Bí Thư Công tác Đảng Lôi Minh Hoài liên kết với Phó Chủ tịch Địa Khu Cha, ép tên nhãi họ Diệp một phen, đừng tưởng rằng ỷ vào Trang Thế Thành, nương theo gió đông của Quách Phác Dương thì có thể muốn làm gì thì làm. Đầu năm nay, quan huyện không bằng hiện quản. Quách Tân Bình của Hồng Sa Châu có về không? Vương Triều Trung nhẹ nhàng gõ bàn, hỏi. Ắt hẳn không ở tỉnh thành dưỡng bệnh, kỳ thực thương thế không nghiêm trọng, nhưng chắc là làm cho các lãnh đạo địa ủy xem. Lần này Chu Phú Đức bị Mã Vân Tiền liên lụy, đối với chúng ta mà nói là một việc tốt, vốn phải điều y đi, lần này Bí Thư Quách ép mạnh, chúng ta đụng đến y, thứ nhất là có thể làm vừa lòng Quách Tân Bình, thứ hai chúng ta với Chu Phú Đức mà nói cũng là quá khứ rồi, vì Bí Thư tỉnh ủy Quách ép quá, chúng ta không còn cách nào khác, ha ha. Khâu Mậu Thủy cười thâm hiểm nói. Hai, miễn bàn đến cái đầu ngu này, vị trí tốt chẳng ngờ lại bị Diệp Phàm cướp đi, Ma Xuyên, toàn bộ thành thiên hạ của hắn. Ắt hẳn là 2-3 tháng nữa, nếu như anh mà đi tiếp nhận chức vụ ở Ma Xuyên, cán bộ huyện Ma Xuyên cũng sẽ chỉnh hắn không tệ đâu. Lão Khâu, anh sẽ đối mặt với thùng sắt lớn đó. Vương Triều Trung cười như không cười, lần này rõ ràng là muốn đẩy Khâu Mậu Thủy đến Ma Xuyên nhậm chức bí thư huyện ủy. Toàn thân Khâu Mậu Thủy chấn động, nói. Thùng sắt, hắn là thùng sắt chúng ta là cánh cam. Tôi không tin không đấu lại một đứa trẻ danh. Ma Xuyên, cũng không phải thiên hạ của hắn. Thời gian chúng ta ở Đức Bình còn nhiều hơn số tuổi của nó. Hừ. Khâu Mậu Thủy đột nhiên hào hứng. Ừ, cứ để cho thằng nhãi đó gầm gừ vài tháng đi. Vương Triều Trung gật đầu, hai mắt nhìn về xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì. Có gầm gừ cũng chẳng sợ. Ắt hẳn dù đường quốc lộ thiên tường đã được thông qua, nhưng ở cửa sở tỉnh sẽ bị Quách Tân Bình cố gắng ngăn lại. Khâu Mậu Thủy vẻ mặt thản nhiên, vui vẻ vì người khác gặp họa. Nếu trưởng ban Quách muốn ngăn cản, thêm đường quốc lộ La Thủy đang bị ông ấy nắm, đường quốc lộ Thiên Tương, chắc hẳn sẽ không diễn rồi. Vương Triều Trung gật đầu. Để cho tên nhãi này lên sở giao thông tỉnh để mũi dính đầy cho cũng tốt. Nếu gắn đưa bí thư Quách ra, ắt hẳn trưởng ban Quách cũng phải châm trước vài phần. Khâu Mậu Thủy đột nhiên nghĩ tới Quách Phác Dương. Ha ha, lão Khâu, đừng có chỉ nhìn phía trước, chuyện này một ngựa về một ngựa. Quách Phác Dương đến Ma Xuyên là vì bố Diệp Cốc Lang Kiều, chuyện này à, Diệp Phàm, muốn gặp ông ấy, còn khó hơn lên trời. Bí thư tỉnh ủy dễ gặp vậy sao? Không cần nói hắn, ngay cả tôi một chủ tịch địa khu cấp giám đốc sở, được coi là quan lớn một phương. Hiện nay, cũng chưa từng một mình gặp bí thư tỉnh ủy. Đừng nói đến một chủ tịch huyện như hắn, quan lớn cấp sở trong huyện nhiều lắm. Người muốn gặp bí thư Quách, đừng nói chỉ có cán bộ cấp giám đốc sở, ngay cả những cán bộ cấp phó tỉnh cũng khó nữa. Lúc họp tôi cũng có gặp bí thư Quách vài lần, tên kia, ngay cả họp ắt hẳn cũng chẳng có cơ hội, cấp bậc quá thấp, không đến phiên bí thư Quách cho hắn họp, ha ha, không thể xảy ra. Vương Triều Trung đối với chuyện này, tràn đầy tin tưởng, xoay người cười nói. Lão Khâu, chắc anh không biết, thế lực sau lưng Quách Tân Bình. Trên đó, còn có người nữa. Chủ tịch địa khu Vương chỉ ngón tay lên trời. Thằng nhãi đáng thương, nhảy lên lùi xuống, cuối cùng thành công dã tràng. Suy nghĩ quả thực chất phác, một chủ tịch huyện, muốn cải cách giao thông cho ba huyện. Cái đó dễ làm vậy sao? Ngay cả bộ trưởng bộ giao thông có ra mặt, cũng chưa chắc có thể hòa giải xong ba tỉnh Giang Đô, An Đông và Nam Phúc. Chuyện này, vướng mắc lợi ích quá nhiều, quan hệ con người quá phức tạp. Chỉ cần một bên không thống nhất thì đường quốc lộ thiên tường chỉ là lâu đài giữa không trung, nhìn thấy được nhưng không sờ vào được. Dù Trang Thế Thành ra mặt, cũng chỉ có thể hô hào ắt hẳn cái gật đầu của y cũng là nhìn mặt bí thư Quách, cái gật đầu cổ vũ tinh thần chẳng mất tiền, một cái gật đầu quá dễ làm. Sau này nếu Diệp Phàm làm không xong, sẽ trở thành trò cười của Đức Bình, cũng chẳng liên quan gì đến Trang Thế Thành. Nếu thành công, hắn tự nhiên cũng có công. Khâu Mậu Thủy cười nói. Trong lòng cũng thầm cảnh giác, từ câu nói của chủ tịch địa khu Vương vừa nãy có thể thấy, chủ tịch địa khu Vương còn có nhiều bí mật mà một người bạn nói khố như ông cũng không biết. Ha ha ha, lão Khâu, nhìn không ra, anh cũng thâm hiểm thật đó,
chúng ta đều là lãnh đạo của địa khu, ủng hộ là chuyện nên làm, nhưng, muốn lấy chút tiền từ trong túi Vương Triều Trung à, cứ để hắn mơ giấc mơ xuân thu đi. Vương Triều Trung đột nhiên thoải mái mỉm cười, xoay người, thu lại vẻ tươi cười, rồi hừ giọng nói. Dặn dò lão Ngô, đừng để mọi chuyện rối lên nữa. Lần trước đã cấp cho 600 ngàn được rồi, việc đã như thế rồi, coi số tiền khởi động quốc lộ La Thủy đem đi lấy tình người, hừ. Chuyện này thực sự kỳ lạ, lão Ngô đâu làm mấy chuyện đàn bà hồ đồ, sao lại cấp cho tên họ Diệp 600 ngàn. Ở đây lẽ nào có giao dịch ngầm gì sao? Khâu Mậu Thủy trong lòng tự nhiên thầm vui vẻ. Kể ra, y cùng với Ngô Bạch Khai ban giao thông đều là cấp dưới thiết can của chủ tịch địa khu Vương. Giờ Ngô Bạch Khai vì chuyện cấp cho Diệp Phàm 600 ngàn tiền sửa đường đã khiến cho chủ tịch địa khu Vương trong lòng khó chịu, lão Ngô kia chắc hẳn sẽ bị chủ tịch địa khu Vương loại ra khỏi vòng tròn thuộc hạ tâm phúc. Sau này, không phải mình sẽ càng được sủng ái sau. Có thêm một kẻ thân tín, chia ẻ với hắn, không bằng chỉ có mình hắn hưởng lợi. Cho nên, tên nhãi này đương nhiên là không để lỡ thời cơ hung hăng đá thêm cho Ngô Bạch Khai mấy đá. Giao dịch, có lẽ vậy, cái tên đó cho y những gì, một là đàn, đem các cô em ma xuyên đến. Hai là tiền, chỉ mong lão Ngô đừng có ngã ngựa, đến lúc đó, ai cũng chẳng cứu được nỗi anh ta, hừ. Chủ tịch địa khu Vương khôi phục lại vẻ tàn khốc. Đưa đàn bà đến, hừ, bản thân anh không phải cũng vậy sao, trước đây. Chu Phú Đức không phải đã tặng cho chúng ta mấy cô em ma xuyên để anh hưởng lạc. Có lần còn chơi chóc một rồng ba phượng, ông đây chỉ có thể dương mắt nhìn, mày có một gậy mà có đến ba hố hoa đào làm chỗ hoạt động, cũng chẳng sợ làm đến liệt dương. Làm quan, chẳng có gì hay ho, trước mặt thuộc hạ là lãnh đạo, sau lưng toàn làm chuyện bỉ ổi, Khâu Mậu Thủy trong lòng thầm oán. Chương 888, tín nhiệm của Bí Thư Trang. Tuy nhiên, thằng nhãi này trong miệng chỉ nói. Tôi sẽ nhắc nhở lão Ngô, nhưng mong là đừng quá. Bằng không, chúng ta cũng, ha ha. Lão Trang, thành công rồi. Nét hứng phấn lóe lên trên mặt trưởng ban thư ký địa ủy rồi biến mất. Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí nhất định phải cố gắng, trăm vạn trường chinh, cũng ta mới có thể ngẩng đầu lên được. Thái độ của Hạ Hải Vĩ hôm nay, đơn giản là do nể mặt Diệp Phàm. Trang thế thành không lạc quan như Trịnh Chí Minh. Dù thế nào. Ít nhất cũng chứng minh được một điểm, Hạ Hải Vĩ có quan hệ thân thiết với Diệp Phàm, hơn nữa ngay cả Tôn Quốc Đống, Diệp Phàm cũng có biện pháp tương đối. Trịnh Chí Minh vui lên một chút. Thằng nhãi này, hiện nay vẫn chưa lật bài với tôi, thực sự tôi có nên mở miệng nhắc hay không, hừ. Trang Thế Thành bộ dáng hơi có vẻ tức giận. Để tôi tìm lúc thích hợp nhắc nhở hắn một chút. Trịnh Chí Minh cười nói. Không cần, tôi muốn xem hắn còn giấu được đến khi nào. Thằng nhãi này, cũng đáng suy tính đó, có thể trọng dụng hay không, còn phải xem một vài điểm mấu chốt đã. Trang Thế Thành lắc đầu. Hai, dối rắm quá. Anh đối với hắn tốt như vậy, củ khoai xó khoét tim đó, hắn còn giả ngu, tình thế địa khu hiện giờ, không phải hắn không biết chút gì chứ. Trịnh Chí Minh gánh vác giúp Diệp Phàm. Ha ha, anh cho rằng hắn phản ứng chậm thế sao? Trang Thế Thành cười như không cười liếc mắt nhìn Trịnh Chí Minh một cái. Chắc chắn không, có thể ngồi lên vị trí của hắn như hôm nay, tuyệt đối không phải một kẻ ngốc. Tuy nói hắn còn trẻ, không đủ kinh nghiệm, nhưng, có lẽ Do Hyun Ji nay hắn chưa nắm chắc, nên sợ mạo muội quăng ra sẽ bị anh xem nhẹ. Hắn muốn đợi Hạ Hải Vĩ gật đầu mới tới tìm anh. Cái tên nhãi này, có lẽ đang cố thể hiện mình. Trịnh Chí Minh cười, nhưng thật ra đang nói giúp cho Diệp Phàm. Ừ, tên nhóc đó đúng là có chút năng lực. Không ngờ ngay cả Tôn Quốc Đống mà cũng có thể làm động lòng, chẳng biết hắn đã dùng thủ đoạn gì. Lời nói của Trang Thế Thành có chút kinh ngạc, đưa tay búng vào miệng chén. Động tác này làm cho trong lòng Trịnh Chí Minh đột nhiên nổi sóng, nên biết động tác này của Trang Thế Thành, trong mắt người không biết thì chẳng có gì. Nhưng chỉ có Trịnh Chí Minh biết, động tác này không đơn giản, chỉ có y và Trịnh Chí Minh hiểu rõ nhất động tác này của Trang Thế Thành có ý nghĩa gì. Bình thường chỉ có khi nào Trang Thế Thành cực kỳ kích động, khó có thể khống chế được thì mới như thế, y dùng ngón tay búng vào miệng chén để giải tỏa bức bối trong lòng. Chắc là có liên quan đến Tôn Minh Ngọc, nếu như có thể thông qua nhẹ nhàng nói để Tôn Quốc Đống ngẫu nhiên giúp đỡ một chút, sau này tình thế của chúng ta sẽ đảo ngược diện rộng. Lão Trang, tôi thấy thằng nhãi Diệp Phàm này có phúc khí, chắc là phúc tướng của anh đó.
Trong giọng nói của Trịnh Chí Minh lộ sự tán thưởng, vui vẻ. Có thể thử xem, tuy nhiên, cứ từ từ, không thể nào nóng vội được. Trang Thế Thành gật đầu sau lại khoát tay. Trịnh Chí Minh biết trong lòng y chắc đang băn khoăn không kéo nổi tên này. Anh nói tên nhãi này thực sự có làm được đường quốc lộ thiên tường không? Trịnh Chí Minh mang bộ mặt ưu tư. Khó nói lắm, nắm chắc rất ít, nói thực lòng thì xác suất thành công không được một phần. Trang Thế Thành ánh mắt trống rỗng. Thế hôm nay chúng ta còn ra sức trên hội nghị thường vụ địa khu như thế để làm gì? May là hôm nay thành công, nếu thất bại chẳng phải thành trò cười sao? Ngược lại còn giúp Vương Triều Trung nâng cao thanh thế nữa. Trịnh Chí Minh có chút khó hiểu. Ha ha! Trang Thế Thành mỉm cười hai tiếng không làm đáp, nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu sau, mới xoay người, nói. Lão Trịnh, biết rõ làm không được nhưng không thể không làm, anh có biết ý nghĩa của câu này không? Ừ, ý của anh là anh biết rõ lần này chúng ta sẽ thất bại. Nhưng chỉ thể hiện cho Vương Triều Trung thấy thái độ của chúng ta không phải là không làm gì cả, chuyện lớn chúng ta cũng nắm. Nước mình này, không phải chỉ mình hắn nói là được. Trịnh Chí Minh nói, có vẻ chua xót. Nên biết Trịnh Chí Minh rất mong Trang Thế Thành đến nước mình, cho rằng chỉ cần y tới thì bản thân mình cũng sẽ được hãnh diện. Ai ngờ chẳng có chút điểm tốt nào, màu sắc cùng chẳng thay đổi nhiều lắm. Trịnh Chí Minh đương nhiên hy vọng Trang Thế Thành có thể xoay người, thế thì tiền đồ của mình sau này cũng còn có đường để đi. Cho nên trưởng ban thư ký địa ủy này, cùng với Trang Thế Thành căn bản là châu chấu buộc cùng một dây, sống cùng sống, chết cùng chết. Hai, Diệp Phàm là cấp dưới của tôi, hơn nữa hắn muốn làm, hắn muốn có thành tích, hứn muôn thay đổi trời đất ma xuyên kia. Là một cán bộ đán, hắn rất có tư cách, thậm chí có thể nói là đặc biệt ưu tú. Cái này không phải điểm chủ yếu, quan trọng là, hắn là do Trang Thế Thành điểm tướng, tôi mà không ủng hộ hắn thì còn có ai có thể nhảy ra ủng hộ hắn. Nói trắng ra, chỉ là một thái độ thôi, dù nói là một thái độ, nhưng lòng con người, thường chỉ vì một thái độ mà có thể lung lạc người ta. Cho dù có thất bại, tôi tin đồng chí Tiểu Diệp cũng sẽ khắc cốt ghi tâm, càng thêm chuyên tâm công tác. Hắn còn trẻ, những chuyện lớn đợi hắn làm còn nhiều. Thành tích khu kinh tế Lâm Tuyền thành phố Mạc Hương là một trong chóng đo chiều gió, tôi tin là hắn sẽ không chịu yên đâu. Một câu nói có thể khích lệ hắn qua dòng nước chảy xiết, tranh thủ thành tích tốt hơn, chuyện này, cớ sao lại không làm, có thể vì đảng vì dân, lại còn có thể đạt được tâm nguyện của chúng ta. Có thể nói là một tên chúng mấy chuyện tốt. Trang Thế Thành nói tương đối nông cạn, nhưng đó lại là những đạo lý trong cuộc sống. Một thái độ, hay. Trịnh Chí Minh trong lòng thầm khen, liếc mắt nhìn Trang Thế Thành một cái, nói. Cho dù không thể lập dự án trong tỉnh, cho dù là con đường quốc lộ thiên tường không được Tống tướng quân ưu ái, thì cái này quá khó khăn, ắt hẳn ngay cả cửa nhà Tống ra cũng không vào được. Vừa vào cửa sau sâu như biển, tướng quân Tống Gia Xuyên là phó trưởng ban hậu cần thứ nhất của nước ta, quyền cao chức trọng, cánh cửa nhà ông ấy, cao lắm. Đối với Diệp Phàm mà nói, quả thực là cao không thể với tới. Đừng nói hắn, cho dù lão Trang Anh có đi gõ cửa, chưa chắc đã diễn được trò gì. Trịnh Chí Minh nói thẳng, vì, Trang Thế Thành yêu cầu ông ta làm thế. Trang Thế Thành là một người bụng dạ thoải mái, rất biết cách lắng nghe ý kiến, kiến nghị về mọi phương diện, để rồi từ đó rút ra những gì có lợi cho mình, nhanh chóng bắt lấy chỗ yếu mà xuống tay. Tuy nói y đến nước mình nửa năm rồi nhưng vẫn chưa nắm triệt để hội nghị thường vụ trong tay, nhưng cái này cũng do nguyên nhân lịch sử sâu xa. Nếu thay một bí thư khác đến, chắc hẳn đã sớm cút đi rồi, Trang Thế Thành có thể xem như là kiên trì, đã coi như thành công lớn rồi. Có lẽ có khả năng xoay chuyển, tôi cảm thấy năng lực của thằng nhãi này không ngừng lại ở đây, trong đầu Trang Thế Thành thoáng suy nghĩ, quay đầu cười nói. Cho dù không thành công thì cũng chẳng mất mặt, đối với một tên nhóc đang trưởng thành, cũng là một cơ hội rèn luyện hiếm có. Bắc Kinh tập trung các quan lớn, các quan cấp cục không bằng con chó, cấp sở đầy đất, cấp thứ trưởng vơ tay được một nắm lớn, cán bộ cấp sở địa phương như chúng ta, các quan lớn trốn biên cương đi tới đâu, so với một trưởng phòng bình thường của Ủy ban Trung ương có khác biệt gì. Người ta chẳng đợi gặp chúng ta, đó là bình thường. Phủ đệ của tướng quân Tống, những người thường lui tới chắc hẳn đều là quan lớn cấp thứ trưởng. Thông thường mà nói tướng quân của quân đội tương đối nhiều, nhưng ban hậu cần của nước ta là một ban dầu nứt đố đổ vách,
ắt hẳn trưởng ban Tống một phó trưởng ban trong tay nắm quyền phê chuẩn tới mấy tỷ thậm chí là trên chục tỷ. Hơn nữa, hệ thống quân đội là hệ thống y gì đó, cho nên, các quan lớn địa phương, trong mắt bọn họ, chẳng bằng con chó. Giọng điệu Trang Thế Thành thành thực, không chút tự ti. Tên nhãi kia, cố gắng lên, thực sự không được không phải, trong lòng Trang Thế Thành suy nghĩ, trước mắt hiện lên hình tượng lão Phụng. Nhưng chợt lắc đầu, thầm nhủ, được rồi, không nên làm phiền ông ấy nữa. Có thể đẩy mình ngôi lên vị trí này, đã là cực hạn rồi. Anh, cái tên nhóc Diệp Phàm đó quá càn rỡ, phân công em quản lý phòng tôn giáo và phòng khoa học kỹ thuật, chẳng còn gì để nói nữa, lôi ra chúng ta bị hắn ức hiếp quá rồi. Anh phải làm chủ cho em. Trong điện thoại, đồng chí phó chủ tịch huyện Ma Xuyên Lôi Lượng Minh đang gọi cho phó bí thư địa ủy Lôi Minh Hoài, giọng điệu giận dữ. Giống cái gì? Lôi Minh Hoài hừ giọng nói, trầm mặc chốc lát, nói. Cậu xem, cậu đã làm cái gì? Đập bàn chủ tịch huyện người ta à, không phục sự sắp đặt của lãnh đạo, làm việc lề mà lề mề, không có chí tiến thủ, phân công quản lý công nghiệp mấy năm, cậu chẳng làm được cái nhà máy nào cho ra dáng, cũng chẳng cứu sống được nhà máy nào. Ngoại trừ câu được mấy con cá nát thì cậu làm được gì hả? Quản phòng tôn giáo thì quản phòng tôn giáo, không phải cậu thích câu cá à, thế thì cho cậu xứng với câu cá rồi đó. Hừ, xứng đáng. Tình hình Ma Xuyên không phải anh không biết, em còn cách nào khác chứ? Công nghiệp căn bản chỉ là một giàn hoa thôi. Lôi Lượng Minh nóng nảy, tranh cãi. Đừng có tưởng tôi không biết cậu làm được chuyện tốt gì, mỗi ngày cùng với ông chủ sản xuất thép ăn uống. Vốn điện lực Ma Xuyên thì phải khẩn trương, một nhà máy thép mà cung cấp không đủ cho một nhà máy điện nhỏ. Hại cho những vùng quanh thành phố muốn kéo điện phải hạn chế, có khi còn phải ngừng công ở các nhà máy chính quy, hạn chế điện của nhân dân, cái nhà máy thép đó thì lại có điện, đây là cái chuyện nát gì. Tôi đã nhận được vài bức thư, đều là nói về cậu. Cái này, nếu mà trực tiếp rơi vào tay bí thư Trang, cậu cứ đợi mà về nhà bán khoai lang đi. Lôi Minh Hoài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trực tiếp mắng xa xả trong điện thoại. Cái đó ở Đức Bình chúng ta chẳng phải là chuyện lạ, cái huyện nào mà không có nhà máy sản xuất thép chứ. Hơn nữa, người ta cũng nộp phí quản lý mà. Lôi Lượng Minh căn bản không nhận ra sai lầm của mình. Phí quản lý, đừng bàn cái chuyện nát này, cậu nói đi, bọn họ nộp bao nhiêu phí quản lý. Lôi Minh Hoài càng tức giận, tuy nói Diệp Phàm làm như vậy là không nể mặt mình. Nhưng một ngựa về một ngựa, cũng phải uốn nắn lại cậu em họ Lôi Lượng Minh, nhưng đồng chí Diệp Phàm không để mình trong mắt, cũng cần phải uốn nắn, cả hai đều phải uốn nắn lại. Một nhà máy một năm 10 ngàn. Giọng Lôi Lượng Minh nhỏ đi nhiều. Hừ, 10 gạn, số tiền điện bọn họ trộm ắt hẳn chẳng dừng lại ở con số 10 ngàn. Có phải là toàn bộ vào hầu bao cậu không? Lôi Minh Hoài chất vấn. Cái này, em không lấy bao nhiêu. Đưa cho mấy lão nhà mấy điện rồi, em chỉ ăn mấy bữa cơm, với mấy cái phong bì nhỏ thôi. Lôi Lượng Minh nhỏ giọng nói. Em ơi là em, đúng là đầu heo. Tiền không đụng đến, chỉ vì mấy bữa cơm, cái bụng của cậu sao không mục nát đi, mang tiếng cho mình thì không nói, còn khiến người ta chê cười. Không nói nữa, tự mình suy ngẫm đi, chuyện của cậu, tôi sẽ để ý, thời gian này tôi nói thật, đừng có cả ngày ỷ vào tôi để mà đi rêu rao. Quan huyện không bằng hiện quan, cậu hiểu không? Lôi Minh Hoài tức giận gác máy, mặt u ám. Chương 889, giật dây bắc cầu. Lão Lôi, anh xem, nói với Lương Minh nhẹ nhàng một chút, sao mà cứ giống to lên như sét đánh vậy? Cậu ấy là anh em anh, có phải người ngoài đâu? Khi còn nhỏ, mỗi lần đánh nhau không phải Lương Minh đều xông lên trước, anh ở sau, người Lương Minh thì bầm tím, anh chẳng bị gì cả. Giờ làm quan lớn rồi, có phải coi thường Lương Minh tồi không, nó trở thành phiền phức rồi sao? Nó có sao, thì cũng là người nhà Lôi ra chúng ta, là anh em. Em tuyệt đối không cho phép cái tên chủ tịch huyện Diệp kia ức hiếp người nhà chúng ta. Đánh chó cũng ngó mặt chủ chứ, đúng không nào? Lão Lôi, anh tốt xấu gì cũng là phó bí thư địa ủy, so với cái tên chủ tịch huyện Diệp kia cấp bậc cao hơn không ít. Sao mà nhịn được chứ? Không cần nói nữa. Chuyện của Lương Minh ông cụ nhà ta cũng đã lên tiếng, xem anh xử lý làm sao, nếu mà để ông cụ tức giận, đừng có mà chạy tới kêu phiền phức, hai. Thái Cúc Thu vợ Lôi Minh Hoài vừa hay bước đến, tức giận mắng người. Anh biết, ông cụ cũng có nói với anh rồi. Hai, đừng gấp,
Chuyện này anh sẽ xử lý. Không lâu sau sẽ có tin tức thôi, lẽ nào huyện Ma Xuyên không tiến hành điều chỉnh cán bộ? Lôi Minh Hoài rất có hiếu với cha mẹ, cho nên nghe vợ nói vậy, lập tức mềm xuống. 8 giờ tối. Bí thư Trang, ngày mai tôi chuẩn bị lên tỉnh, trước là đem phương án đường quốc lộ Thiên Tường báo cáo lên Sở Giao thông tỉnh, còn phải đưa kế hoạch khai thác trà thanh vụ lên cho Sở Nông nghiệp nữa. Diệp Phàm báo cáo trong điện thoại. Ừ, nắm chắc một chút, đưa đến trước cuối năm, ắt hẳn sẽ đợi sang năm mới thảo luận. Vài ngày nữa là nghỉ Tết rồi, sợ không kịp. Nhưng, đưa lên trước cũng coi như là đưa vào năm nay, tháng riêng năm sau cậu nắm chắc lấy mà chạy, tranh thủ để qua được tỉnh. Trang Thế Thành dùng giọng điệu khá thân thiết, quay qua căn dặn. Chuyện ở huyện bàn giao kỹ chưa, đừng có để xảy ra nhiễu loạn gì, sắp cuối năm rồi, lấy ổn định là chính. Bàn giao rõ rồi ạ, trong vài ngày, có lẽ không có chuyện gì. Còn về việc chạy lo cho hạng mục, tôi sẽ cố gắng. Giọng Diệp Phàm kiên quyết. Thằng nhãi này im lặng trong 10 giây, nuốt nước bọt nói. Bí thư Trang, tôi đến Đức Bình rồi, mấy ngày hôm nay thứ nhất do tôi bận, thứ hai tôi cũng ngại ông bận. Ha ha, cái tên nhãi này, ấp a ấp úng không phải là muốn đòi tiền sao? Trong lòng Trang Thế Thành thầm nghĩ, ngoài miệng vẫn bình thản ừ nói. Ừ, hôm nay cũng đỡ, sắp Tết rồi, nhiều việc quá. Nếu bí thư Trang rảnh, có thể mời ngài đi uống chén trà được không? Diệp Phàm rốt cuộc cũng lật bài. Uống trà, không phải có mục đích gì khác chứ, lẽ nào muốn lộ chân tướng với mình? Trang Thế Thành lập tức lên tinh thần. Nhưng, ngoài mặt vẫn phải từ chối một chút mới được, dù sao mình cũng là lãnh đạo, nếu vừa mời đã đi thì cũng mất giá quá. Vì thế, có vẻ hơi chần chừ nói. Cái này, cậu bận chuyện, lại vội quay về Ma Xuyên, hay là nghỉ ngơi sớm đi? Đối với tôi mà nói, cậu làm việc thật tốt là được rồi. Lãnh đạo đều thế, rõ ràng muốn đi, lại từ chối, thể hiện địa vị của mình. Diệp Phàm trong lòng oán thầm đồng chí Lão Trang, nhưng vẫn phải cung kính hơn, nói. Bí thư Trang, tôi do ngài đích thân điều từ Lâm Tuyển đến, làm cấp dưới, mời ngài một tách trà không trái với kỷ luật chứ a hát. Tôi thành tâm thành ý mời ngài uống trà, mà, đương nhiên, tôi cũng có vài dự định nhỏ, cũng muốn lĩnh giáo lãnh đạo làm quan của ngài một chút. Ha ha! Đạo làm quan à, thế thì được, thế thì tôi đành cậy già lên mặt một phen, ở đâu nào? Trang Thế Thành dĩ nhiên cũng lừa xuống núi rồi. Bí thư Trang thấy chỗ nào thì được. Diệp Phàm hỏi, kỳ thực Diệp Phàm hỏi như vậy là có ý sâu xa. Nếu Trang Thế Thành tín nhiệm mình, chắc chắn ông ta sẽ nói địa điểm bí mật thường xuyên đi, còn nếu không tín nhiệm mình, sẽ nói một chỗ khá lớn ở địa phương. Cho nên, một địa điểm cũng có thể thấy được thái độ của lãnh đạo đối với anh. Ai thân ai xa, chất cân nhắc, quan trường của nước Cộng Hòa, quá phức tạp. Đến biệt viên Khang Kiều đi. Trang Thế Thành gác máy. Biệt viên Khang Kiều là chỗ nào? Diệp Phàm chưa nghe nói qua bao giờ, vội gọi điện cho Hạ Hải Vĩ. Ai ngờ cả lão Hạ cũng mù mờ, chẳng biết là chỗ nào. Nhưng, dĩ nhiên Hạ Hải Vĩ có cách, thông qua người quen đã điều tra được rõ ràng. Biệt viên Khang Kiều. Một nơi rất bình thường, lái xe khoảng mười mấy phút, vào một khu rừng, xuyên qua khu rừng lại đến một ngôi nhà cây cối che phủ. Tường vây quanh bên ngoài, trên mặt đường đá bên ngoài cửa viện xe đậu thưa thớt vài cái. Mỗi chiếc xe đều thấp thoáng dưới màu xanh lá mạ, chỉ nhìn thấy lờ mờ một góc xe, ngay cả biển số xe cũng khó thấy rõ. Diệp Phàm vừa mới lái xe vào một chỗ trống, dưới ánh đèn nhàn nhạt sau tán cây. Đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp thanh khiết, nếu cô ấy không đánh phấn tương đối trang nhã, chắc chắn Diệp Phàm sẽ cho đây là gà. Cái này chắc chắn sẽ khiến người ta suy tưởng, dưới đêm đen, lại còn trốn dưới tán cây nữa, không khiến người ta nghĩ đen tối mới lạ. Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ đều hơi ngạc nhiên, cùng nhau liếc nhìn một cái, cô nàng kia đã đến trước cửa xe, hơi cúi người, giọng nói ngọt ngào thốt lên. Tiên sinh, chào mừng ngài đến biệt viện Khang Kiều. Xin mời lái xe theo em. Diệp Phàm gật đầu, xe theo chỉ dẫn của cô nàng, lái xuyên qua đám cây. Lúc này, cây cối trong rừng cây toàn thân chỉ có một màu xanh lục, hơi giống như những người trung niên trong trang phục giả chiến, bảng số xe của Diệp Phàm được những cành cây rậm rạp che đậy không còn chút dấu vết. Mình còn nói có chuyện gì, mà những chiếc xe này đều chẳng nhìn rõ số xe, thì ra là thế. Làm việc bí ẩn thật đấy. Xem ra không thể coi thường những nơi không phú mà lại quý,
hoặc những nhân vật nổi tiếng, quan lớn ở Đức Bình. Trong lòng Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ đều nghĩ như vậy, cùng cô nàng kia bước vào sân. Nhưng bên ngoài có vẻ hơi giống tường viện cổ tháp, bước vào bên trong có một thiên động khác. Đầu tiên, là một cái ao lá sen lớn, cũng không biết là dùng sản phẩm gì, cuối năm sắp đến rồi, mà cái hồ lá sen kia chỉ một màu xanh lá mạ, thấp thoáng mấy đóa sen nở hoa. Lúc này, Hạ Hải Vĩ đưa tay chỉ về phía một khói lớn bên tay phải, giống như nửa phủ chính bàn cổ bị rớt xuống, đứng sừng sững bên ao sen, một tảng đá cao 2-3 tầng lầu, miệng thầm lào bào. Khinh khinh đích ngã tẩu liễu. Chính như ngã khinh khinh đích lai. Ngã khinh khinh đích chiêu thủ. Tác biệt Tây Thiên đích vân thải. Na Hà bản đích kim liễu. Gọi là biệt viện Khang Kiều, dĩ nhiên là muốn chỉ những tác phẩm nổi tiếng của thi nhân rồi. Diệp Phàm thuận miệng cười nói. Tiên sinh, đừng nhìn thấy những chữ này hơi thô ráp, nó chính là kiệt tác của Đại sư Cố Khải Chi, một trong bốn lão thánh của Nam Phúc chúng ta. Nghe nói một chữ của Đại sư Cố Khải Chi ngay cả Phó Chủ tịch tỉnh muốn xin cũng khó. Trong lời nói của cô gái thanh lịch, đương nhiên là nói cho dế nhũi Diệp Phàm, những chữ này có lai lịch rất lớn, ngay cả một Phó Chủ tịch tỉnh còn khó xin được một chữ của Cố Đại sư, nhưng người ta lại viết cho biệt viện Khang Kiều cả một bài thơ. Chỉ cần như vậy, đã nâng cấp bậc của biệt viện Khang Kiều. Lờ mờ nhắc cho đồng chí Tiểu Diệp, chủ nhân của biệt viện Khang Kiều là người có lai lịch. Cũng không tệ. Hạ Hải Vĩ dĩ nhiên chẳng khen ngợi gì mấy cái thư pháp chó má, chỉ là thuận miệng khen thôi. Diệp Phàm đương nhiên cũng gật đầu phụ họa, thầm nhủ, có gì đáng nói đâu, Cố Đại sư từng viết cho mình đến mười mấy tấm danh liên, bất quá, lại lấy đi của mình mất 3 viên hậu cung hoàn, đến giờ vẫn còn đau lòng. Hậu cung ngọc nhan hoàn của Diệp Phàm đương nhiên là đưa cho cháu gái của Cố Đại sư, bằng không kiếm đâu ra chữ lưu niệm chứ. Lúc đó Diệp Phàm dùng chữ của Cố Đại sư đi bán đấu giá được hơn 1 triệu, còn nhớ có hai người giành nhau bức đồng khí mãn thân, bỏ ra mấy trăm ngàn mới lấy được, cũng coi như là có thu hoạch. Cô nàng đưa Diệp Phàm vào một hàng chè nhỏ hour tiền đài rồi quay người đi, trước sân khấu lại có một cô gái thướt tha tao nhã chừng 27-28 tuổi. Cả người mặc bộ trang phục dạng trường bào xanh nhạt, cô gái mỉm cười, lộ hai lúm đồng tiên mê người nhẹ nhẹ, cười nói. Chào tiên sinh. Tôi là Tiêu Ngưng Thu, giám đốc tiền đài của biệt viện Khang Kiều, xin hỏi hai ngài cần động thiên số mấy? Còn động thiên nữa, hai ông đây đến đây đâu phải để tu đạo, con mẹ nó thực là ăn nói lung tung. Diệp Phàm trong lòng oán thầm, trên mặt thản nhiên nói. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây, nhờ cô nói giúp tôi động thiên ở đây quy củ ra sao? Biệt viện Khang Kiều chúng tôi có sở hữu 20 động thiên, xếp hạng trước sau cùng với thu phí không giống nhau. Thứ hạng càng cao thì thu phí càng cao, chẳng hạn động thiên số 20 một đêm thu phí 2.000, động thiên số 10 thu phí 5.000, đắt nhất là động thiên số 1, một đêm 10.000. Giám đốc Tiêu cười nhẹ, giọng nói tương đối dễ nghe, trong dịu dàng không mất đi sự ngọt ngào. Ăn thịt người à, một đêm 10.000, rẻ nhất cũng phải 2.000. Nước mình nghèo rất như thế không ngờ cũng có người đến. Đạo lý ở đời, nơi càng nghèo xem ra người giàu cũng chẳng ít. Nhưng mà, cái này cũng không dễ chọn, nếu chọn rẻ quá e là bị Trang Thế Thành coi thường, cho rằng không tôn trọng ông ta. Chọn cái đắt quá thì sợ ông ấy lại cho rằng mình là người ham hưởng lác, hơn nữa, người bình thường đều cho rằng cái này đương nhiên phải đem về thanh toán, mà Xuyên Anh nghèo rất mồng tơi, còn khoe khoang cái gì, trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ, nhất thời khó quyết định được, thuận miệng hỏi. Giờ còn chống động thiên số mấy? Động thiên từ số 10 đến 1 còn chống ạ? À? Tiêu Ngưng Thu lật lại sổ ghi chép, nói. Đúng là không đúng dịp, số 10 rẻ nhất cũng 5.000 rồi. Mẹ nó đúng là muốn ăn tươi nuốt sống người ta mà, trong lòng thằng nhãi này bực tức, trên mặt vẫn thản nhiên, không chút lo lắng, cười nói. Vậy thì số 1 đi. Số 1, tiên sinh, ngài chắc chắn là số 1 chứ. Lúc này, một tên nhãi cầm bút ghi chép đứng cạnh Tiêu Ngưng Thu liếc mắt nhìn toàn thân Diệp Phàm nhẹ giọng hỏi. Ắt hẳn thấy quần áo thằng nhãi Diệp Phàm này cũng chẳng có gì, một người như thế sao có thể dùng động thiên số 1. Đức Bình dù nói không ít người giàu có, nhưng số người dùng động thiên số 1 không nhiều, một tháng có thể được mở ra 5-6 lần đã là không tệ rồi. Kỳ thực Diệp Phàm không chú ý đến ăn mặc, hôm nay cả người chẳng mặc chút đồ hiệu gì. Dù sao cũng phải về Thủy Châu, về Sở Vân các Diệp phủ rồi mới thay. Cho nên,
đã khiến cho mắt cậu của tên nhãi kia xe thấp hắn. Cậu em Diệp, số 10 được rồi. Khóe miệng Hạ Hải Vĩ co giật vài cái, nên biết lão Hạ cũng là người chính phái, bình thường ngoại trừ thu chút rượu thuốc lá, chút tiền mừng năm mới thì cũng chẳng nhận thêm gì, cho nên, cũng cảm thấy 5.000 là quá đắt. Hơn nữa huyện Ma Xuyên nghèo rất mùng tơi, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Đương nhiên, cũng sợ sẽ làm cho Trang Thế Thành không vui, cũng chỉ là có lòng nghĩ cho Diệp Phàm. Quả nhiên, vừa nghe lão Hạ nói như vậy, trong mắt tên nhãi kia lộ vẻ khinh thường, dù che giấu rất kỹ, nhưng điên nhiên, không thể thoát khỏi đôi mắt ưng của Diệp Phàm. Chương 890, kéo người giúp đỡ. Số 1 đi. Diệp Phàm thản nhiên liếc nhìn tên nhãi kia một cái. Xin theo tôi. Trong mắt Tiêu Ngưng Thu lóe lên vẻ vui mừng rồi vụt tắt, càng thêm cung kính, đương nhiên là cô nàng được trích phần trăm rồi. Tên nhãi bên cạnh nghi ngờ xem xét Diệp Phàm lần nữa, rồi vùi đầu ghi chép. Bộ dạng của nó làm cho Diệp Phàm rất khó chịu, thản nhiên hừ giọng nói. Thế nào, có phải trả tiền trước không? Không cần, thưa tiên sinh, mời. Tiêu Ngưng Thu quay người lại hung hăng chừng mắt nhìn tên nhãi kia một cái, vội vàng cười đuổi theo. Diệp Phàm gọi điện cho Trang Thế Thành, ông ta nghe nói động thiên số 1 cũng ngạc nhiên vài giây, không biết có cảm tưởng gì. Lão Hạ, tối nay là em tự thanh toán, không cần dùng khoản công. Diệp Phàm giải thích. Ừ. Hạ Hải Vĩ hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, ắt hẳn trong lòng đang nghĩ tiền của cậu em Diệp này ở đâu ra. Đối với ông ta có thể bỏ ra trên 10.000 mà nói, thì ít nhất trên người cũng phải có tài sản trên 1 triệu mới được. Tài sản trên 1 triệu, dù là cán bộ như Hạ Hải Vĩ cũng không dám nghĩ tới. Thực sự có dám nghĩ thì cũng chẳng đạt được, đưa tay ra là dễ dàng có tiền, nhưng quan trọng không phải giơ tay thì phải chịu bị bắt. Câu nói này đã cảnh giới đồng chí lão Hạ. Cho nên, không thể không khiến cho lòng lão Hạ cảm thấy nghi ngờ. Đến một ngọn núi, bên trên có những thực vật giống như điền thất giả leo đầy. Tiêu Ngưng Thu tự mình làm, nhẹ nhàng kéo vách đá xuống, một âm thanh nho nhỏ vang lên. Dây leo kia, kỳ lạ mở ra, giống như một cửa ngõ. Tiên sinh, mời. Tiêu Ngưng Thu đưa tay làm động tác mời. Bên trong là một đường động thực sự không lớn, vừa đủ cho ba người song song tiến vào. Đi được khoảng 10 mét lại đến một nội động lớn hơn nhiều, ắt hẳn phương viên này phạm vi chừng 10 mét. Bên cạnh động lớn còn có rất nhiều động, giống như những căn phòng trong động. Đại động như phòng khách, bên trong có làm một dòng suối nhỏ, một bên, mây vàng, gỗ tạp làm ghế đặt cạnh dòng suối, trước ghế đặt phiến đá khắc hai đầu vểnh lên làm bàn trà, nhìn hơi giống bàn dành cho các quan quân thời Xuân Thu chiến quốc uống rượu, làm cho người ta cảm giác tương đối kỳ lạ, cổ xưa, cao nhã, tự nhiên. Tiên sinh, bên cạnh động thiên có một gian thư phòng, gian nghỉ ngơi, còn có một hồ tắm tự nhiên. Tiêu Ngưng Thu cười nhẹ, đưa hai người đi dạo xung quanh. Diệp Phàm và lão Hạ giống như nhà quê lên tỉnh, cứ đi theo cặp mông uốn éo của giám đốc Tiêu, trương to mắt xem xét. Trong thư phòng thực sự có rất nhiều tác phẩm chứ danh, Diệp Phàm tiện tay lật mấy quyển Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử Truyện, Tạp Ngôn Kính Hoa Duyên, đều có cả, có toàn bộ. Trong phòng nghỉ có một chiếc giường lớn treo ở giữa, đủ cho các quan lêu lổng chơi trò một rồng ba phượng trên đó. Bên cạnh phòng nghỉ có một bể tắm thiên nhiên, năm người tắm không thành vấn đề, nước trong đó, trong xanh, dù trong ngày đông vẫn bốc lên hơi nước nóng hổi. Tiên sinh, nước nóng trong bồn tắm của biệt viện Khang Kiều chúng tôi không phải là do người nấu, là nước suối nóng thiên nhiên đưa đến, sau núi có một hồ lớn, thông qua ống dư ấn đưa tới, sạch sẽ và tự nhiên lắm ạ. Tiêu Ngưng Thu cười nói. Trong thực đơn có 20 mấy món, tạm thời Diệp Phàm chưa chọn, muốn đợi Trang Thế Thành chọn. Vì, dù sao hắn cũng không rõ khẩu vị của lãnh đạo. Tiếp đãi lãnh đạo là một chuyện tinh tế, không thể qua loa được. Chỉ một chút chuyện thôi cũng có thể hủy hoại anh. Chi tiết quyết định thành bại. Mở rộng tầm mắt rồi, đúng là xứng đáng được xưng động thiên, trong động được điều hòa không khí, có suối nước nóng, có giường treo trên không trung, cổ điển danh chữ, có nước suối chảy. Đợi chút nữa chắc hẳn còn có tiên nữ đến làm bạn, khác gì tiên phủ trên trời đâu, có thể thu thành đắc đạo rồi, chẳng trách lại đắt như vậy, 10.000, ăn thịt người. Hạ Hải Vĩ không kìm nổi thở dài thành tiếng. Trong động một ngày, trên thế gian đã ngàn năm, ha ha ha, lão Hạ, anh đừng xót tiền, em nói rõ cho anh biết, tiền của em, tất cả đều trong sạch, anh cứ yên tâm hưởng thụ đi, ha ha ha.
Diệp Phàm lên tiếng cười nói. Động này hình như là động thiên nhiên, chỉ thêm vài búa tân trang, mẹ nó, đi đâu tìm ra nhiều tòa động phủ thế này, có 20 động thiên, vậy chắc là có 20 ngọn núi đúng không? Lão Hạ không kìm nổi thở dài nói, làm chủ một khoản kinh phí lớn thế này, không khỏi thở dài. Ừ, nhưng, chúng ta đang ở trong động thiên số 1, chắc chắn được trang bị đầy đủ hơn một chút, như động số 20 chỉ 2.000, chắc là tùy tiện tìm một cái động nào đó là được. Bằng không, sao là có lời, chỉ làm một cái động này cũng là quá sức rồi. Diệp Phàm gật đầu, liếc nhìn Hạ Hải Vĩ, cười nói. Ắt hẳn bí thư trang cũng sắp đến rồi, em ra ngoài đón, lão Hạ, anh tự mình phẩm trà trước đi nhé. Được. Hạ Hải Vĩ chần chừ một chút. Nếu như đi đón, thế thì không thích hợp lắm, có vẻ hạ giá quá. Hôm nay mình đến đây, kỳ thực là có ý dựa vào thái độ của Trang Thế Thành, nhưng có dựa vào cũng không thể thành kẻ hầu, đây là mấu chốt hiện nay của Hạ Hải Vĩ. Trước mắt, chỉ là một khuynh hướng, vẫn chưa chính thức đứng vào hàng ngũ. Diệp Phàm đến cửa động. Không lâu sau, Giám đốc Tiêu đã đến, sau lưng là Trang Thế Thành ông chủ lớn của Đức Bình, một mình ông đến, Diệp Phàm vội vàng bước ra đón. Diệp à, tốn kém quá, trước đây tôi cũng đến đây 2-3 lần, nhưng, chưa lần nào quá phòng số 10 đâu. Trang Thế Thành thản nhiên nói, nhưng, Diệp Phàm thấy ông không có ý trách cứ. Nghe hai người nói chuyện, Giám đốc Tiêu tự bước ra sau cách 30 mét, xem ra rất hiểu cách giúp người ta che giấu, giữ bí mật, có lẽ đây chính là pháp mã quan trọng nhất trong biệt viện Khang Kiều. Tới đây tiêu tiền không chỉ có những quan lớn giàu có, nếu lựa chọn nơi này. Chắc chắn là có gì đó không muốn người khác biết. Cho nên, ngay từ chỗ dựng xe đã bắt đầu bí mật rồi. Mỗi xe đều có người chuyên phục vụ, mỗi khách cũng có một người dẫn đường, không hề có chuyện hai nhóm khác đụng phải nhau. Trong lòng thằng nhãi này có vẻ hơi yên tâm, cũng cảm thấy thân thiết, thái độ của bí thư Trang Diệp Phàm có thể nhìn ra, ông ta đã thực sự coi mình là tâm phúc thân tín. Do đó hắn cũng dùng thái độ quan tâm tới trưởng bối, nói. Bí thư Trang, tôi sẽ không đưa về huyện thanh toán đâu, trước đây chuyện của tôi ở huyện Ngư Dương chắc ngài cũng có biết một chút, lần đó tôi có cứu đứa con trai của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nam Cung Hong Kong. Do cung cấp manh mối cho cảnh sát hình sự sở tỉnh, cho nên, ông ấy đã tặng tôi 1 triệu trước mặt mọi người, tôi đã từ chối, nhưng thực sự không thể từ chối được nên cuối cùng cũng nhận 700 ngàn. Tôi đem mấy trăm ngàn này về nhà, anh trai tôi đã dùng 700 ngàn này cùng người ta làm nhà máy giấy. Ở thành phố Mạc Hương, lợi nhuận cũng không tệ lắm, một năm cũng thu được 400-500 ngàn. Cho nên, chuyện dùng tiền, tôi cũng tương đối thoải mái. Ừ, cậu Diệp có đầu óc kinh tế lắm. Chúng ta là cán bộ đảng, 10 chuyện thì có 7 chuyện liên quan đến tiền bạc. Có thể qua được cửa tiền tài, bảo phụ nữ giữ kỹ một chút, đường làm quan của cậu cũng rộng rãi. Trang Thế Thành khen ngợi gật đầu, trong lòng cũng tương đối vui vẻ. Tôi sẽ nhớ kỹ lời bí thư Trang nói. Diệp Phàm tương đối cung kính, nói. Hai người bước gần đến cửa động, thân hình tráng kiện của Hạ Hải Vĩ hiện ra ở cửa động. Bí thư Trang, ha ha ha, không thể ngờ khách của tiểu Diệp lại là bí thư Trang, thực là vinh hạnh quá. Hạ Hải Vĩ suy xét mãi, quyết định hơi thấp người một chút. Dù sao người ta cũng là nhân vật số 1, nếu ngồi trong đại sảnh chờ, có vẻ hơi quá một chút. Nói gì? Thân mình cũng là cấp dưới, đi nghênh đón người ta một chút cũng không coi là mất mặt, nói trắng ra, vì quyền lực, lão Hạ cũng chịu cúi đầu rồi. Bí thư Hạ, không ngờ, hai người sớm đã quen nhau. Trang Thế Thành giả bộ ngạc nhiên, đưa bàn tay ra, bắt tay với Hạ Hải Vĩ. Chuyện này đối với Trang Thế Thành mà nói là một tin tốt, ông luôn chờ đồng chí Diệp Phàm tự vạch bài, vốn cho rằng còn phải thêm một thời gian nữa, không ngờ Diệp Phàm đã lật bài rồi. Hạ Hải Vĩ chịu ra đón mình, chắc chắn là muốn phát tín hiệu với mình, người ta có ý dựa vào mình đây. Hơn nữa, đồng ý đích thân ra nghênh đón, chứng tỏ hắn chịu cúi mình, trong lòng Trang Thế Thành không vui cũng không được. Có Hạ Hải Vĩ trợ lực lớn, tin rằng bản thân mình sẽ nhanh chóng nắm được đảng ủy địa ủy trong tay. Làm quan mà, càng ít đối thủ càng tốt, càng nhiều bạn càng tốt. Từ đối thủ trở thành bạn, đó là mục đích bản thân mình muốn đạt đến. Đương nhiên, muốn tất cả kẻ thù thành bạn là không thể, hai chữ bạn này cũng cần phải cân nhắc. Vì lợi ích liên minh cũng có thể gọi là bạn, trong mỗi hội nghị thường vụ tạm thời liên minh cũng là bạn, cũng có những người bạn tri kỷ cho nên,
khái niệm bạn bè lớn lắm. Tiểu Diệp cậu, còn định gài tôi. Trang Thế Thành liếc mắt nhìn Diệp Phàm, cười nói. Ha ha, thực sự tôi với anh Hạ quen từ trước, hồi xưa khi anh Hạ đến Ngư Dương phá án đã quen rồi. Thời gian đến nước mình bận quá, không có cơ hội nói với Bí Thư Trang một tiếng. Để tôi tự phạt ba chén, đền bù cho Bí Thư Trang. Diệp Phàm bật cười ha hả, những câu đó, đương nhiên là dối trá rồi. Đền bù cái gì, cùng uống đi, ha ha ha. Trang Thế Thành thực sự rất vui, giọng cười sang sảng truyền ra xa, ánh mắt khen ngợi lướt qua người Diệp Phàm một lần nữa. Ba người ngồi xuống, không lâu sau, rượu mồi được đem vào, còn có ba cô gái, một cô ôm tỷ bà, một cô ôm đàn tranh, một ôm nhị hồ. Ba người ngồi cách động tương đối xa. Bí Thư Trang, thích khúc gì? Diệp Phàm cười hỏi, bảo cô nàng rót rượu đi, bản thân tự khom người, tạm thời đảm nhận việc châm rượu. Khúc Tri Âm Tri Kỷ đi. Trang Thế Thành mỉm cười, câu nói này thể hiện thâm ý sâu sắc. Hay hay, một khúc Tri Âm Tri Kỷ sẽ tri âm. Hạ Hải Vĩ dĩ nhiên đã hiểu, không ngờ Trang Thế Thành lại nói những lời như thế. Tri Âm Tri Kỷ là một trong 10 danh khúc cổ của Trung Quốc. Truyền thuyết nói rằng nhạc công bá nhà Tiền Tần có làn đánh đàn trên núi hoang, tiểu phu Trung Tử Kỳ có thể lĩnh hội được đây là miêu tả nguy nguy hồ chí tại Cao Sơn và dương dương hồ chí tại Lưu Thủy. Bá nha cả kinh nói, thiện tai, trái tim của anh đồng với tim tôi. Tuy nhiên, sau khi Trung Tử Kỳ chết, bá nha vô cùng đau lòng, vứt đàn tuyệt huyền, không đàn nữa, từ đó có khúc Tri Âm Tri Kỷ. Ánh mắt Diệp Phàm lướt qua Trang Thế Thành và Hạ Hải Vĩ, mỉm cười nhẹ. Chương 891, ông lão này ngồi không yên. Bí Thư Trang, hôm nay mượn bữa rượu của Bí Thư Diệp, không ngờ được thưởng thức tiếng đàn của anh, tôi kính anh một ly. Hạ Hải Vĩ trong lòng khá hài lòng, thời gian trước anh ta còn bị chèn ép nên trong lòng tất nhiên cũng có uất ức. Gã cũng muốn thể hiện mình một phen nhưng không có được cơ hội, vậy nên cứ do dự không quyết cho tới bây giờ. Bây giờ nếu cơ hội rộng mở như vậy thì cũng phải thể hiện thôi. Cậu Diệp, ba người chúng ta cùng nâng ly nào. Trong này là nơi khá thoải mái, tiếng đàn cho phép tôi giải tỏa nỗi lòng mình. Trang Thế Thành mượn tiếng đàn biểu lộ tâm trạng mình, Diệp Phàm tự nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn. Trang Thế Thành thể hiện ý mình, không cần nói cũng biết, ông ta không coi hắn là người ngoài. Ở đây ông ta cũng xem hắn như là bạn bè, đối đãi bình đẳng. Nếu không ông ta sẽ không nói câu, ba người cùng uống. Nói hay lắm Bí Thư Trang, nâng chén dưới ánh trăng. Hạ Hải Vĩ tiếp lời rồi nâng chén lên, ba người nhẹ nhàng cụng chén. Đó giống như lời thỏa ước liên kết với nhau về sau của ba người. Tuy bây giờ chỉ là thăm dò sơ bộ nhưng có được một thì có hai thì có năm. Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ đều biết rõ điều đó. Trong tiếng đàn, Diệp Phàm giỏng tai lên. Chủ yếu là để nghe Trang Thế Thành nói. Hạ Hải Vĩ ngẫu nhiên tiếp chuyện vài câu đúng lúc. Lần đầu mới thăm dò thì đương nhiên là không thể thành thâm giao ngay được. Hai người nói với nhau nhiều chuyện không liên quan. Diệp Phàm à, cậu phải nắm chặt thời gian, phỏng chừng cậu chỉ có khoảng 3 tháng thôi, đó là tối đa. Sau đó, Trang Thế Thành dần dần nói đến chuyện ở huyện Ma Xuyên. Lời nói của Trang Thế Thành thì tất nhiên là Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ hiểu rõ. Nói cách khác, Diệp Phàm đang quyền bí thư, việc chọn bí thư ở huyện Ma Xuyên nhiều nhất là mất 3 tháng. Đây là chuyện Trang Thế Thành nói trước với Diệp Phàm, phỏng chừng tới ngày quốc tế lao động năm tới thì bí thư mới của huyện Ma Xuyên sẽ ra mắt. Bí thư mới thì gần đây Diệp Phàm còn muốn có được chức vụ này, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể được. Trừ phi hắn không có quyền lực chức vụ gì mới có thể mơ tới trước đó, phỏng chừng là rất khó mà được. Vâng, tôi nhớ rồi. 3 tháng là đủ rồi. Diệp Phàm tỏ vẻ rất tự tin. Trang Thế Thành gật đầu. Sáng ngày mồng 3 tháng 2. Diệp Phàm tới Thủy Châu. Tuy nhiên việc khiến hắn rất thất vọng là các đồng chí ở Sở Nông nghiệp tỉnh và Sở Giao thông tỉnh đều bận rộn. Tất nhiên bọn họ không phải bận rộn vì công việc. Họ bận là do chuẩn bị cho lễ mừng năm mới, phân hàng Tết, nhận tiền thưởng. Trong mỗi phòng làm việc đều chất đầy cam táo, chăn bông, đồ chơi. Nữ cán bộ tiếp chuyện thì đang ngồi tâm sự với nhau chuyện Tết nhất, chuyện đi chơi tế, đâu có rảnh rỗi mà ngồi nghe hắn lại nhải tới chuyện sửa đường, sản xuất trà. Đồng chí làm việc thì cũng có nhưng đều bận rộn chuyện làm báo cáo, tổng kết cuối năm, lập phiếu thanh toán cho trưởng phòng chi trả cuối năm. Chủ tịch Diệp đệ trình phương án,
người ta không ai thèm liếc mắt xem qua mà bỏ lại trên bàn làm việc, hướng về phía Diệp Phàm hừ một tiếng rồi nói. Trưởng phòng tôi đi vắng, sang năm tới nhé. Bây giờ là lúc nào rồi chứ? 2 ngày nữa là tới lễ mừng năm mới rồi, ngày mai cơ quan nghỉ làm rồi. Anh nói xem, bây giờ mà anh đến thì làm được gì? Tôi khuyên anh tỉnh ngộ đừng làm cho lãnh đạo chúng tôi nổi nóng lên. Về đi rồi sang năm đến lại. Bạn học trường đảng với hắn là phó giám đốc sở nông nghiệp tỉnh Vệ Thiết Thanh còn có việc xuống nông thôn chưa về. Thế nên chuyện xây dựng cơ sở trà thanh vụ cũng không xong. Vệ Thiết Thanh nếu ở đây thì còn cho Diệp Phàm được một tia hy vọng. Nói chi là hạng mục này sở nông nghiệp tỉnh chỉ đồng ý cho địa khu Mân Vân phát triển, còn hạng mục khác thì chưa đồng ý phê duyệt. Hơn nữa, việc này ít nhất cũng phải được phó giám đốc thường vụ sở gật đầu, giám đốc sở chỉ thị mới được. Vệ Thiết Thanh chỉ mới là một phó giám đốc sở thì chỉ có thể đề cử chứ không có quyền quyết định được. Còn trưởng phòng Tiền Hồng Tiêu ở phòng thiết kế sở giao thông thì đang đi học ở thủ đô, mai mới về được. Mai về thì còn làm được gì, mọi người đều nghỉ cả rồi. Tuy nhiên mới nghe sơ bộ trong điện thoại kế hoạch quốc lộ thiên tường của Diệp Phàm mà Tiền Hồng Tiêu đã hoảng hốt nói là chắc không thể được. Chính gã ra mặt còn không qua được cửa lãnh đạo chứ nói gì. Gã cũng nói là mồng 6 tháng 2 đã là Tết rồi, tâm trí mọi người đã đặt cả vào Tết rồi. Một câu nói rất vô tình. Diệp Phàm cũng không biết làm sao đành buông lơi trở về chỗ ở tắm rửa thay quần áo. Hắn vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi thì đột nhiên nhận được điện thoại của thư ký Sa Hồng Quân nói là phó chủ tịch Aoi Ichiro của tập đoàn An Đạt Á Châu Nhật Bản không ngờ đã tới Ma Xuyên. Diệp Phàm giật mình nhủ thầm ông lão này rốt cục thì ngồi không yên. Nếu ông ta đã đến đây thì mình phải làm cho ông ta thích thú mới được, nếu không thì cả ngày hò hét mình là thương nhân nước ngoài rồi bắt hắn phục vụ. Không phải cứ có tiền là sai được người khác nhưng cũng rất lợi hại. Chủ tịch Phương có tiếp đãi ông ta không? Diệp Phàm hỏi. Hình như không. Sa Hồng Quân nói. Chuyện này thật kỳ lạ. Diệp Phàm nói. Phó chủ tịch Aoi tới đây nhưng lại không thông báo với chính quyền ở Ma Xuyên. Hình như là ông ta chỉ đến du lịch ngắm cảnh mà thôi, gần đây ông ta đến ở tại Thần Nữ Tử Lầu. Sau khi nghỉ ngơi hình như ông ta tìm đến di tích ở huyện Ma Xuyên. Nói là rất cảm phục dũng khí của quân giải phóng chúng ta nên muốn tham quan nơi mà giải phóng quân đã đánh tan quân thổ phỉ. Sa Hồng Quân cũng không biết rõ lắm thái độ của Aoi. Ông ta tới đó khiến cho các cán bộ chính quyền ở Ma Xuyên không hiểu ra làm sao cả. Sao không báo cho Chủ tịch Phương một tiếng, không cần để ý đến ông ta. Diệp Phàm nghĩ tới chuyện khác liền nói. Không cần để ý đến ông ta ư, chuyện này không phải là đáng tiếc sao? Sa Hồng Quân nói với vẻ chần chừ. Đừng lo, Aoi không thoát được tay chúng ta đâu. Diệp Phàm gác máy. Tất nhiên hắn ngay lập tức lên đường trở về Ma Xuyên. Một ngày sau hắn về đến Ma Xuyên bởi vì hắn không thể bỏ bê công việc ở đó được. Hắn sắp xếp công việc cuối năm. Để ủng hộ tinh thần toàn bộ cán bộ công nhân viên chức huyện, Diệp Phàm rút từ trong quỹ của chủ tịch huyện khoản tiền 1 triệu làm tiền thưởng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên chức huyện. Đương nhiên. Tiền lương không đủ để phát cho nhân viên, chuyện này chuyện kia phát sinh. Nếu tháng này phát đủ tiền lương cho cán bộ công nhân viên chức thì từ này về sau hàng tháng người ta đều hy vọng được nhận đủ tiền lương. Nếu không được nhận tiền lương đúng hạn thì người ta sẽ bực tức gây rối. Cho nên Diệp Phàm suy đi tính lại thì thấy hay là cuối năm nên lấy tiền thưởng phúc lợi làm tiền lì xì. Kết cục tất nhiên là ai cũng vui mừng. Cán bộ công nhân viên chức Ma Xuyên đều nói năm nay được hưởng phúc của bí thư Diệp. Còn được lĩnh khăn trải giường và một khoản tiền lì xì 50 đồng. Chuyện này thì là chuyện đại sự đầu xuân trong mười mấy năm xây dựng huyện đến nay. Toàn bộ cán bộ công nhân viên chức của huyện cảm thấy hy vọng tăng lên nhiều, cảm thấy có chút hy vọng, trông chờ. Đương nhiên cũng có lời ra tiếng vào, nói là bí thư Diệp bắt người ta đóng góp tiền lì vì, loạn tiền thưởng vì người tìm vinh quang, tìm chính trị tài chính, vân vân. Dù sao thì thói đời này ai cũng có. Trước tình hình này đám người vì bất lý, Thiết Đông tất nhiên là bất mãn. Bởi vì toàn bộ danh vọng Diệp Phàm lấy hết cả rồi, tất nhiên là bọn họ chỉ còn cách đỏ mắt trông chờ. Nhà họ Mã và nhà họ Thiết đương nhiên không thể nào giữ được hòa khí. Nhìn thấy huyện Ma Xuyên vui mừng chuẩn bị đón năm mới, mùi thuốc súng dường như chen ngang giữa bọn họ. Ngày mồng 5 tháng 2, Aoi bị bỏ rơi 2 ngày, hình như ông ta cũng không vội vàng. Không hề liên hệ với chính quyền Ma Xuyên.
Ở Ma Xuyên cũng không ai để ý đến ông ta. 3 giờ chiều, Diệp Phàm cùng với chủ nhiệm địa ủy Trịnh Chí Minh dẫn theo chuyên gia khảo cổ và đoàn người ở phòng văn hóa huyện Ma Xuyên tới bối Diệp Cốc. Do nhận lệnh của Trang Thế Thành trước hết điều tra tình trạng hiện tại của bối Diệp Cốc Lang Kiều nên tổ chuyên gia tỉnh đến đây để kiểm tra. Đối với chuyện này thì sau khi có cuộc đấu đá giữa Trang Thế Thành và chủ tịch địa khu Vương thì Vương Triều Trung không dám chống đối gì nữa. Tất nhiên ông ta cũng không dám chậm trễ. Dù sao đây cũng là chuyện mà bí thư tỉnh ủy Quách đã nói tới, hơn nữa còn liên quan đến tướng Tống của Tổng cục Hậu Cần. Mặc dù Vương Triều Trung và Trang Thế Thành kiểu gì cũng sẽ không cùng phe nhưng trước tiên phải làm tốt việc này. Do vậy ông ta trực tiếp ra lệnh cho Cục Tài chính địa khu chuyển tiền xuống cho phòng tài chính huyện Ma Xuyên. Trang Thế Thành lại trích từ quỹ bí thư ra khoản tiền 1 vạn tới quỹ chủ tịch huyện của Diệp Phàm. Diệp Phàm lần này không cần phải lo lắng gì đến chuyện tiền nong nữa. Thật ra thì đó là nhờ vào việc thông qua Diệp Phàm mà Trang Thế Thành và Hạ Hải Vĩ thiết lập được quan hệ tốt với nhau nên tâm trạng Trang Thế Thành khá hài lòng. Vì vậy ông ta cũng phải tỏ vẻ quan tâm một chút tới Diệp Phàm, thông qua việc chuyển tiền cho Diệp Phàm theo việc ở bối Diệp Cốc Lang Kiều. Cớ này đến thật đúng lúc khiến cho không một ai dám đưa ra điều tiếng gì. Trưởng ban thư ký Trịnh, ông xem, bối Diệp Cốc Lang Kiều đã trải qua gần 200 năm, bị mưa gió bào mòn, cần phải tu sửa nhiều. Nếu không sửa chữa thì sợ rằng dẫn đến tai họa ngầm. Diệp Phàm nói. Ừ, phong cảnh bối Diệp Cốc rất đẹp. Nơi đây tuy rằng hẻo lánh lạc hậu nhưng cũng chính vì nguyên nhân này mà lại khiến cho nó có vẻ rất gần gũi với thiên nhiên. Nước trong xanh và gợn sóng in hình trời mây núi non, cảnh đẹp khiến người ta chạnh lòng. Trưởng ban thư ký Trịnh có nhiều xúc cảm. Thuận miệng trò chuyện, ông ta quay về phía mọi người cười nói. Truyền thuyết kể rằng bối Diệp Kinh viết trên lá cây, vốn là kỹ thuật của Ấn Độ. Trước khi kỹ thuật làm giấy rơi vào tay người Ấn Độ thì họ hay dùng lá cây bối Diệp để viết lên đó. Nhóm Phật tử cũng dùng lá bối Diệp để viết nên Phật giáo kinh điển và bức trang tượng Phật. Bởi vậy mà cái tên bối Diệp Kinh đã có lịch sử 2.500 năm, chỉ dùng để nói tới hai loại văn tự, trai tạp, và, ngói đều, có khi là dùng kim đâm. Đó là tư liệu có được từ việc nghiên cứu văn hóa Tây Tạng cổ đại. Ngôn ngữ văn tự Phật giáo, nghệ thuật tôn giáo. Trưởng ban thư ký Trịnh vừa nói chuyện này khiến tôi nảy sinh một ý hay. Diệp Phàm nịnh bợ Trịnh Chí Minh. Không thể tưởng được bí thư Trịnh có thể nhớ rõ như vậy. Thật sự là tài văn chương hơn người. Lời nịnh hót của hắn thốt ra hết sức tự nhiên. Bí thư Diệp nói sao, xin anh nói rõ hơn một chút. Trịnh Chí Minh có vẻ như đang cao hứng. Vâng, chủ nhiệm Nông, cô nói xem. Có phải là bối Diệp Lang Kiều của huyện chúng ta có liên quan tới Phật giáo hay không? Nếu có, nơi này sau khi tu sửa xong thật ra có thể sử dụng để làm nơi du lịch, gọi Diệp bối cốc một ngày tham quan thì thế nào? Diệp Phàm tiện thể cười nói. Chương 892, tình hình thay đổi của bối Diệp cốc. Muốn phát triển du lịch, ở Ma Xuyên chúng ta chưa có khái niệm này. Cũng không phải do Ma Xuyên không có nơi nào đáng để phát triển du lịch. Thật ra Ma Xuyên cả con người và trời đất đều hoang sơ, có vẻ rất nguyên thủy. Trước kia chính quyền nhiệm kỳ trước cũng có nói đến chuyện này, chỉ có điều mấu chốt là con đường đến núi Thiên Sa. Người ta mới nhìn thấy con đường đó, sợ nguy đến tính mạng mình nên phỏng chừng không ai dám đi. Nếu đường làm tốt thì cảnh vật ở bối Diệp Cốc quả thật là nơi đáng để tham quan. Nông viện viện chớp mắt cười, cô biết bí thư Diệp nhắc nhở mình. Thấy tất cả mọi người đều gật đầu. Cô có vẻ hơi tự đắc đưa mắt nhìn một vòng rồi nói thêm. Bối Diệp vốn là tên một loại cây. Bối Diệp cốc được chế tác dựa vào hình dáng của lá bối Diệp, hình thành đã mấy trăm năm nay rồi. Kinh bối Diệp được phát hiện sớm nhất ở Ấn Độ, sau này Phật giáo được truyền bá vào Trung Hoa, Tây Tạng chúng ta. Tại nhiều chùa ở Vân Nam còn tồn tại rất nhiều kinh bối Diệp. Các vị xem, bối Diệp cốc Lang Kiều có đỉnh hình mui thuyền phải không? Thật ra đêm qua sau khi nói chuyện bối Diệp Cốc với Diệp Phàm xong, Nông Viện Viện và anh họ Sa Hồng Quân hành động ngay tức khắc, tra tìm tư liệu, thăm hỏi các cụ già để chuẩn bị đầy đủ thông tin cần thiết. Chẳng lẽ phiến đá hình mui thuyền trên đỉnh Lang Kiều lại giống cây bối Diệp, còn được gọi là lá cây đáp thành? Chuyên gia Cục Văn hóa Địa khu Tiếu Đạt Minh đi theo lên đỉnh, cẩn thận xem xét rồi đột nhiên hỏi. Đúng vậy, vì trước đây thung lũng này được gọi là bối Diệp Cốc. Bởi vì toàn bộ thung lũng này nhìn từ xa lại thì giống như một cành dài hình bối Diệp, nên được gọi như vậy. Vật liệu xây dựng nên Lang Kiều là từ đá, từ đó làm nên dáng bối Diệp.
Các vị nhìn kỹ xem góc mỏng ở xà ngang cột đá nhìn có giống hình dáng Bối Diệp không? Liễu Nghi Phương chỉ vào toàn thể Lang Kiều, giới thiệu. Vừa nghe cô nói như vậy, những đặc điểm của Bối Diệp gốc Lang Kiều dường như được thể hiện rõ nét. Hình dáng chỉnh thể càng nhìn càng thấy giống một Bối Diệp được hình thành từ nhiều mảnh Bối Diệp. Mà hình Bối Diệp Lang Kiều lại được dựng lên từ hàng ngàn hàng vạn phiến đá hình Bối Diệp. Thật sự rất kỳ diệu. Trịnh Chí Minh không kìm nổi liền thở dài nói. Bí thư Diệp, tôi thấy ý tưởng biến Bối Diệp gốc thành khu du lịch rất hay. Cậu mau chóng tìm ra phương án, thông báo cho cục du lịch địa khu đi. Chuyện Hạ Hải Vĩ hôm trước Trịnh Chí Minh cũng được Trang Thế Thành cho biết. Vậy nên Diệp Phàm bây giờ chính là một người cùng chiến tuyến với ông ta. Tất cả họ đều là thành viên nòng cốt mà trung tâm là Trang Thế Thành. Có thể giúp đỡ cho Diệp Phàm thì tất nhiên Trịnh Chí Minh sẽ cố gắng hết sức. Giúp đỡ Diệp Phàm cũng chính là giúp đỡ Trang Thế Thành, mà giúp đỡ Trang Thế Thành cũng chính là giúp đỡ chính ông ta. Sau này Trang Thế Thành thật sự nắm được trong tay thường vụ địa ủy thì bước tiếp theo chắc chắn sẽ là bắt tay vào việc điều chỉnh phân công chức vụ cho các ủy viên thường vụ. Đương nhiên Trịnh Chí Minh cũng hy vọng, vì vậy mà ông ta khá lễ độ với Diệp Phàm, thậm chí có thể nói là khá thân thiết. Đương nhiên trước mắt Diệp Phàm còn chưa hiểu được quan hệ giữa Trịnh Chí Minh và Trang Thế Thành. Vừa nghe trưởng ban thư ký Trịnh nói như vậy, Diệp Phàm lập tức gật đầu, quay sang hỏi trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Minh Ngọc. Huyện chúng ta còn chưa có phòng du lịch phải không? Đúng vậy, tới nay chưa phát triển hạng mục du lịch, có mở phòng đó ra cũng chỉ làm đẹp mà thôi, lãng phí công của, còn tốn tiền lương. Tôn Minh Ngọc nói, nếu Bối Diệp Cốc có cơ hội tốt như vậy thì chúng ta không thể bỏ qua được, ngay lập tức bắt tay vào hành động. Tôi muốn phát triển Bối Diệp Cốc thành địa danh du lịch, tạm thời chủ nhiệm nông phụ trách việc này, tranh thủ thời gian để đề xuất phương án ban đầu. Càng cụ thể càng tốt. Vừa thể hiện được phong tục tập quán của Ma Xuyên chúng ta, vừa không đánh mất truyền thống tốt đẹp. Nếu không thì tướng Tống sẽ không vừa lòng đâu. Diệp Phàm cười nói. Chủ nhiệm nông sao còn chưa tỏ thái độ gì. Bí thư Diệp rất kỳ vọng vào cô đấy. Cô cẩn thận một chút, từng bước phát triển đa dạng mới được. Tôn Minh Ngọc đưa mắt liếc nhìn nông viện viện với chút ngạc nhiên, đồng thời tiện thể nhắc nhở. Diệp Phàm nói như vậy cũng khiến Tôn Minh Ngọc đoán được tất nhiên là hắn muốn đề bạt nông viện viện. Nếu nông viện viện có thể hoàn thành tốt việc này thì sau này việc chọn cục trưởng cho cục du lịch tất sẽ ưu tiên cô chứ còn ai vào đây nữa. Bây giờ nông viện viện là phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện kiêm chủ nhiệm nhà khách. Tuy nhiên một cán bộ cấp phó phòng mà có thể đảm nhiệm được chức vụ cục trưởng cục du lịch thì hơn hẳn chứ. Không cần quan tâm kiếm được bao nhiêu tiền nhưng ít nhất sự đãi ngộ sẽ là hơn hẳn. Nếu như nông viện viện có thể ngồi lên vị trí này thì tất nhiên Tôn Minh Ngọc tán thành cả hai tay, bởi vì Tôn Minh Ngọc còn phải hối thúc cô đấy còn gì. Bí thư đảng quần chúng vì bất lý bên cạnh vừa nghe thấy đã nóng ruột, y mắng thầm. Hai cậu một quyền bí thư, một trưởng phòng tổ chức lấy hết quyền lực của tôi đây, một bí thư đảng quần chúng chứ có phải chơi đâu. Một vị trí trưởng phòng mà hai người ủng hộ như vậy không cần có một câu quyết định của tôi thì còn cần gì đến một bí thư đảng quần chúng nữa. Nông viện viện có quan hệ thân thích với Tôn Minh Ngọc, đương nhiên là ông ta vui rồi. Mà tên họ Diệp kia tới Ma Xuyên lâu như vậy, đi đâu cũng có nông viện viện đi theo làm tùy tùng hầu hạ, vừa là thư ký vừa là nhân viên phục vụ, phỏng chừng cũng lên giường với nhau rồi. Hợp lại với nhau sắp xếp một chức vụ trưởng phòng, tên họ Diệp không ngờ cũng nghĩ ra. Vì bất lý liếc mắt, miệng lập tức ngắt lời nói. Thật ra về ý tưởng đưa Bối Diệp Cốc thành khu du lịch thì năm ngoái phó phòng văn hóa huyện Thiết Thanh Hà cũng đã từng đề xuất rồi. Hơn nữa, lúc đó đồng chí ấy cũng có ý tưởng muốn đề xuất phương án. Chẳng qua lúc đó huyện ta chưa có điều kiện thực hiện. Muốn tu sửa tốt thì cũng phải tốn tới vài triệu, huyện Ma Xuyên chúng ta sao có thể chi trả nổi. Hơn nữa, nếu thật sự muốn hình thành khu du lịch Bối Diệp Cốc thì dù sao cũng phải mở đường. Rồi mắc điện. Dù sao cũng phải tính tới chuyện đó, chỉ tính sơ sơ cũng đã không dưới 6 triệu rồi. 5-6 triệu đối với huyện ta thì đó là con số trên trời. Ý tứ của vị bất lý tuy không rõ ràng nhưng ở đây tất cả đều là những kẻ giảo hoạt trong chốn quan trường thì ai nghe mà không hiểu được chứ. Thằng nhãi này tự nhiên sao lại phải nhắc đến chuyện phó phòng văn hóa Thiết đã từng nhắc nhở chuẩn bị cho việc này. Thật ra Thiết Thành Hà có trình bày phương án tu sửa Bối Diệp Cốc hay không thì vì bất lý cũng nói như vậy để tăng thêm phần lý lẽ mà thôi. Thiết Thanh Hà, mới nghe tên đã biết là người nhà họ Thiết ở thị trấn Dương Giác,
chắc là người thân thích với Thiết Đông, xem ra vì bất lý đứng ngồi không yên, công khai muốn đoạt quyền thật sự. Trong lòng Diệp Phàm tính toán, sắc mặt không hề thay đổi. Hắn khá hứng thú xoay người một vòng rồi hỏi. Đồng chí Thiết Thanh Hà có ở đây không? Đến chứ, đồng chí ấy là phó trưởng phòng văn hóa huyện, chuyện lớn như thế này sao lại không đến chứ? Vì bất lý nói xong quay sang đẩy một người trung niên lại rồi nói. Trưởng phòng Thiết, ông trình bày phương án của mình cho trưởng ban thư ký Trịnh và bí thư Diệp nghe đi. Vì bất lý làm như vậy chắc hẳn là chỉ cần Thiết Thanh Hà tùy tiện trình bày mấy câu ứng phó là được, còn kế hoạch cụ thể thì sau này khi về phòng văn hóa chưa tới một ngày là làm xong. Bối Diệp Cốc Lang Kiều xây dựng cùng thời kỳ với vua Càn Long, đến nay đã có bể dày lịch sử. Khi tiêu diệt bọn thổ phỉ Mã Hồ Tử, đại đội trưởng Tống Gia Xuyên đã từng ở đây. Vết đạn trên kia chính là vết tích lưu lại của cuộc chiến đó, cũng là chứng tích cho những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Thiết Thanh Hà bắt đầu nói lung tung, tuy nhiên thằng nhãi này suốt ngày chỉ lo ăn uống, làm sao mà nhớ rõ ràng sự kiện được. Ông ta còn chưa nói được một nửa thì trưởng ban thư ký Trịnh đã sớm nhíu mày, rốt cục không nhịn được nữa liền cắt ngang lời ông ta, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Đồng chí Thiết Thanh Hà, là một phó phòng của phòng văn hóa huyện, là lãnh đạo trên chiến tuyến văn hóa mà ngay cả điều cơ bản nhất là thời gian cũng không nhớ rõ chứ. Anh nói xem, Bối Diệp Cốc Lang Kiều rốt cục đã có bao nhiêu năm? Lâu lắm rồi, việc này. Thiết Thanh Hà rông dài, liếc mắt nhìn Vi Bất Lý một cái, thấy gã không để ý đến mình, lại thấy mọi người trừng mắt nhìn mình nên đành phải nhắm mắt nói liều. Phỏng chừng 150 năm. Ha ha! Chuyên gia Tiếu Đạt Minh Cục Văn hóa Địa khu không nhịn được nữa liền phá lên cười. Cười cái gì vậy? Trịnh Chí Minh hừ một tiếng nhưng thật ra lại có vẻ đồng tình. Trưởng ban thư ký Trịnh, nếu địa danh này được xây dựng cùng năm với vua Càn Long qua đời, mà vua Càn Long tức Thanh Cao Tông, Húy là Hoàng Lịch, là con trai thứ tư của Ung Chính. Tuổi thọ, sinh vào năm Khang Hy thứ 50, mất ngày mùng 3 tháng Giêng năm Gia Khánh thứ tư, thọ 89 tuổi, an táng tại Dụ Lăng, tỉnh Hà Bắc. Chú thích, tuổi thọ ở TQ, tương đương với tuổi mèo ở Việt Nam. Với suy đoán như vậy thì thời vua Càn Long mất là năm 1799, tính cho đến ngày hôm nay ít nhất cũng đã 198 năm rồi. Sao lại có thể là 150 năm được? Hơn nữa địa danh này không thể xây dựng nhanh ngay khi vua Càn Long qua đời. Tôi đã tìm hiểu tư liệu thì thấy rằng Bối Diệp Cốc Lang Kiều huyện Ma Xuyên được xây dựng năm 1748 đời vua Càn Long. Đến nay đã có lịch sử 249 năm, sang năm là tròn 250 năm. Tiếu Đạt Minh trình bày rõ ràng thật không hổ danh một chuyên gia. Bởi chuyện Bối Diệp Cốc Lang Kiều sau chuyến đi này thì ông ta sẽ trình bày cho bí thư địa ủy Trang. Nghe nói bí thư tỉnh ủy Quách rất quan tâm đến chuyện này nên không thể không tìm hiểu kỹ càng được. Ông ta đã sớm nghiên cứu kỹ tư liệu, vậy nên ông ta nhớ rất rõ ràng chuyện xảy ra trong mấy năm liên tục. Mặt Vi Bất Lý lập tức tối sầm lại, còn đồng chí Thiết Thanh Hà thì tím tái cả mặt. Hừ! Sau này không biết rõ tình hình thì đừng có nói ngông, gây hiểu nhầm cho nhóm chuyên gia. Nếu chuyện tu sửa Bối Diệp Cốc Lang Kiều vì vậy mà thất bại thì trách nhiệm này ai có thể gánh đỡ nổi đây? Trưởng ban thư ký Trịnh lập tức lạnh lùng hừ một tiếng, có thể giúp cho Diệp Phàm đả kích được đối thủ, sao ông ta lại không làm chứ? Ông ta quay sang Diệp Phàm nói. Xem ra đồng chí Thiết ở phòng văn hóa huyện Ma Xuyên không có nhiều tố chất, căn bản không coi chỉ thị của bí thư tỉnh ủy Quách, bí thư địa ủy Trang ra gì cả. Làm việc như vậy thì sao lại có thể khiến cho địa khu yên tâm mà giao việc tu sửa Bối Diệp Cốc Lang Kiều cho huyện Ma Xuyên các cậu được? Trưởng ban thư ký Trịnh nói với vẻ khá nghiêm khắc, thật ra là tạo cho Diệp Phàm một cơ hội xử phạt Thiết Thanh Hà. Hừ, đồng chí Thiết Thanh Hà, anh làm việc kiểu này ư? Anh là lãnh đạo cục văn hóa, không phải văn hóa là chiến tuyến chống lại sự thất học ư? Trước mắt tạm thời cách chức đã, về viết bản kiểm điểm rồi điều tra sau. Mặt Diệp Phàm tất nhiên cũng u ám hẳn. Chương 893, Quan Uy. Thằng nhãi này lập tức phối hợp với Trịnh Chí Minh, tỏ ngay thái độ. Trưởng ban thư ký Trịnh, một số đồng chí cá biệt tố chất không cao, nhưng cũng không thể nói trên chiến tuyến văn hóa huyện Ma Xuyên chúng tôi, tất cả cán bộ đều không có tố chất đúng không ạ? Chẳng hạn như đồng chí nông viện viện vừa rồi đấy thôi. Giới thiệu rất chi tiết tỉ mỉ. Xin các lãnh đạo địa khu cứ yên tâm, việc này tôi sẽ tự mình xử lý, ở huyện cũng sẽ thành lập một ủy ban tu sửa cải tạo Bối Diệp Cốc.
đồng chí nông viện viện sẽ phụ trách công việc cụ thể. Ừ, đồng chí nông viện viện không tồi. Trịnh Chí Minh gật đầu, bước lên phía trước. Vi Bật Lý không mở nổi miệng một lúc lâu, y vốn muốn tạo nên chút ân tình đối với Thiết Đông, không ngờ rằng lại còn khiến cho Thiết Thanh Hà tạm thời bị cách chức. Thật đúng là đã mất phu nhân còn thiệt quân số. Trưởng Ban Tôn, sau khi quay về lập tức thành lập phương án hành động. Từ các ban ngành đều rút ra một nhân sự, thành lập ủy ban cải tạo Bối Diệp Cốc. Thời gian không đợi ai cả, nếu năm tới đúng là năm Bối Diệp Cốc tròn 250 năm thì đây là một con số rất tròn trịa. Chúng ta cần tranh thủ thời gian tu sửa xong, nói không chừng như vậy mới có thể mời được tướng Tống đến tham quan. Diệp Phàm tất nhiên là nương nhờ vào uy phong của trưởng ban thư ký Trịnh, lập tức bắt tay vào công việc, đưa ra quyết định thành lập ủy ban. Mặc cho ở huyện có người có ý kiến thì dù sao ván cũng đã đóng thuyền, không ai làm gì được. Ừ, thái độ của bí thư Diệp rất đúng đắn, cũng rất nhiệt tâm, tin vào sự đoàn kết của các cán bộ huyện Ma Xuyên, dưới sự dẫn dắt của đồng chí hẳn là rất tốt đẹp, thậm chí có thể hoàn thành tốt việc tu sửa Bối Diệp Cốc Lang Kiều. Lúc khánh thành thì bí thư Trang cũng đã từng nói là muốn đích thân xuống cắt băng khánh thành. Trịnh Chí Minh khẳng định rõ ràng, tất nhiên là góp phần tăng thêm uy quyền cho Diệp Phàm. Vì Bất Lý tất nhiên là chỉ muốn chui đầu xuống đất, mắt không thấy tâm không phiền. Lúc này y không dám thốt lên một lời. Ngày hôm nay thật đúng là mất mặt, trong lòng y chửi thầm. Khốn khiếp, đồ ăn hại. Các vị chuyên gia, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Ma Xuyên là nhà của các vị ở trong lúc tu sửa, có chuyện gì xin trực tiếp liên hệ với chủ nhiệm nông. Muốn tu sửa di tích văn hóa thì chúng tôi không phải là người trong nghề, tất cả đều nghe theo các vị, còn việc hậu cần, tài liệu chuẩn bị thì chúng tôi có thể phụ trách việc xử lý. Các vị có yêu cầu gì, có ý tưởng gì đều có thể trực tiếp gọi điện thoại trao đổi với tôi, với bí thư Vi. Trưởng Ban Tôn tuy nói là quản lý tổ chức nhưng trong chuyện Bối Diệp Cốc Lang Kiều thì tất cả các ủy viên thường vụ huyện Ma Xuyên đều là thành viên của ban lãnh đạo. Các vị đều có thể gọi điện thoại cho họ. Diệp Phàm ngẫu hứng nói chuyện, biểu lộ thái độ của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Ma Xuyên. Cảm ơn đồng chí bí thư Diệp, có lời này của đồng chí thì trong lòng chúng tôi cũng cảm thấy thoải mái. Đến lúc đó chắc cũng khó tránh được việc điện thoại làm phiền các đồng chí. Tiến Đạt Minh cảm động nói. Vị chuyên gia này đang rất hào hứng, lập tức liền triển khai hành động, lấy thước dây và các dụng cụ đo đạc ra kiểm tra. Lễ mừng năm mới, bí thư Diệp chủ trương phát tiền lì xì cho những gia đình thuộc diện mẹ góa con côi, người già, thể hiện sự quan tâm của đảng, chính quyền tới nhân dân. Việc làm này của hắn khiến mọi người rất phấn khởi. Aoi Ichiro thật là kỳ lạ, ông ta đến Ma Xuyên bách bộ một vòng mà không hề đánh tiếng để Diệp Phàm đón tiếp. Phương Hồng Quốc đã mấy lần đi thăm hỏi nhưng thấy nhân vật số một bí thư Diệp không có động tĩnh gì, Phương Hồng Quốc cũng đành nín nhịn. Bởi chuyện Aoi cũng khá quan trọng, Chu Phú Đức vì chuyện đánh nhau của ông ta nên bị vạ, bây giờ chỉ đến phòng tôn giáo ăn không ngồi rồi. Cho nên một số cán bộ ở huyện có ý định đến thăm hỏi mà thấy không có gì có thể tạo nên thành tích, lại nhìn thấy vết xe đổ của Chu Phú Đức, hơn nữa Diệp Phàm cũng chưa có động tĩnh gì nên bọn quan viên Ma Xuyên đều dừng bước. Vậy nên Aoi chung quy lại đi một vòng rồi quay trở lại Thủy Châu, sừng sờ nhận thấy là không ai cho ông ta một lối thoát cả. Ông ta mặt mày u ám, miệng bất mãn hừ một tiếng nói. Chẳng lẽ cán bộ Ma Xuyên thành thần cả rồi ư? Thần tài là tôi đây đã đến mà không ngờ không có ai đón tiếp cả. Anh tử, cậu nói xem, có phải là Diệp Phàm đã biết được mục đích của chúng ta rồi không? Chắc là không đâu, chủ tịch, ngài là ai chứ? Chủ tịch tập đoàn An Đạt khu Á Châu, luôn luôn tài trí mưu lược như vậy. Cán bộ Ma Xuyên là một lũ ngốc cả, ngoại trừ ra oai quyền hành ở đây thì còn làm được cái gì chứ? Bí thư huyện ủy Chu Phú Đức còn như thế thì có thể biết tố chất của cấp dưới như thế nào rồi. Không cần nhắc tới bọn họ nữa, ngài là thương nhân cấp quốc tế, chỉ làm việc với người cùng đẳng cấp chứ cần gì tới mấy cán bộ Trung Hoa kia. Sakura Hideko nói với vẻ chắc chắn. Ừ. Aoi thoải mái gật đầu, đảo mắt nói. Sao lạ nhỉ, chủ tịch Diệp vì sao biết rõ tôi đến Ma Xuyên mà lại làm như không biết. Cán bộ Trung Hoa đều rất dễ sợ xui xẻo. Nghe nói Chu Phú Đức bị xúi quẩy có lẽ là bọn họ sợ dính phải xui xẻo nên không ai dám ra mặt. Thật sự là một lũ ngốc, làm việc cần nhờ thực lực, lại cứ tin vào thánh thần thì còn làm nên chuyện gì. Sakura Hideko ánh mắt lộ ra vẻ hết sức khinh bỉ. Ha ha. Aoi mỉm cười,
Tuy nhiên ông ta đảo mắt, nghĩ đến chuyện nghiêm trọng liền hỏi. Tuy nhiên phiền một nỗi là, nếu chủ tịch Diệp sợ dính xui cũng không để ý đến thì tôi làm sao có được thuốc. Ao Y gần đây rất phiền não. Ngày đó Diệp Phàm dùng thịt chăn nấu cách thủy cho Ao Y uống xong thì cả đêm ông ta rất có mãnh lực, thiếu chút nữa tra tấn thư ký Sakura Hideko. Tuy nhiên mấy ngày sau thì lại khác, ngay đến cả việc nằm trên bụng phụ nữ, mới làm vài cái mà ông ta đã hết sức. Hơn nữa, cậu nhỏ của ông ta lại mềm như bún, Sakura Hideko phải lấy tay kích thích nửa ngày mới được, y hệt như bị rút hết gân cốt. Cuối cùng, Sakura Hideko phải dùng miệng ve vuốt cả nửa ngày mà Aoi không hề có chút phản ứng. Ông ta thiếu chút nữa tàn phế, không có viên thuốc đó thì không sao giải phóng ra được. Lần này ông ta đến Ma Xuyên với mục đích chính là muốn có được viên thuốc, chuyện đầu tư thì ông ta không có ý định gì nhiều. Tuy nhiên Aoi cũng lén đến khảo sát xã Kháo Sơn Chuân Tử một vòng. Anh Tử, cô nói xem, che ở xã đó mà làm một nhà máy gia công thì có thể có doanh thu hay không? Aoi hỏi. Doanh thu chắc chắn sẽ nhiều, đất vùng đó nhiều che trúc, toàn bộ đều dùng làm củi đốt, nguyên vật liệu thu mua chắc chắn sẽ có giá thấp, so với củi chỉ cao hơn một chút là được. Thứ hai nữa, vùng đất đó nghèo rất mồng tơi, nhiều người rảnh rỗi, thu hút nhân công dễ dàng, hơn nữa tiền công chắc chắn rẻ mạt. Thứ ba là nếu thật sự có thể hình thành quốc lộ thiên tường thì giao thông thông suốt, khoảng cách từ Ma Xuyên đến Đức Bình có thể rút ngắn xuống nhiều, giảm bớt chi phí vận chuyển. Dựa vào cách thức của tập đoàn An Đạt chúng ta thì có thể hình thành nên nhiều cửa ngõ tiêu thụ sản phẩm. Một khi nguồn tiêu thụ sản phẩm được mở ra thì chuyện kiếm tiền không thành vấn đề. Nếu Chủ tịch Diệp có thể giúp chúng ta giảm được 1/5 số thuế thì không cần đến vốn của địa phương cũng có thể triển khai được nhà máy chế biến che trúc, tôi tin rằng tổng công ty cũng không có ai phản đối. Sakura Hideko phân tích có lý có tình khiến cho Aoi đồng tình gật đầu. Cô ta chợt nói. Phỏng chừng muốn làm cho Chủ tịch Diệp phải nhượng bộ thì khá khó khăn, ngài không thấy sao, chuyến đi lần này của chúng ta mà cán bộ Ma Xuyên bọn họ không hề gặp mặt bàn bạc. Hình như đúng là họ sợ gặp phải vận xui của Chu Phú Đức, còn chuyện muốn họ miễn giảm thuế thì từ từ đã, cũng phiền phức. Diệp Phàm tuyệt nhiên không hề nghĩ tới chuyện Aoi và Sakura Hideko muốn phản lại ý định của mình. Chính hắn không để ý đến họ, đơn giản là không muốn chiều họ mà thôi. Hắn định đợi đến lúc thời cơ chín muồi sẽ hành động. Ai ngờ rằng Aoi và Sakura Hideko có khả năng tưởng tượng phong phú, không ngờ họ nghĩ rằng cán bộ Trung Hoa vẫn coi trọng việc may rủi. Cả ngày đầu tiên, Diệp Phàm mang chút thổ sản, bình rượu Mao Đài đến chúc Tết các vị lãnh đạo thành phố. Hắn không quan tâm đến chuyện các vị lãnh đạo có gặp mình hay không, chẳng hạn như Chủ tịch Địa khu Vương, Phó Bí thư Lôi, Phó Chủ tịch Địa khu Cha, tất cả bọn họ đều tiếp đón hắn. Bất kể bọn họ không có hứng thú, ít nhất hắn cũng tỏ vẻ được tâm ý của mình. Thật ra, Diệp Phàm làm một chuyến chúc Tết như vậy, ít nhất cũng làm tiêu giảm một chút tức giận trong lòng bọn họ một, chuyến đi này cũng có vẻ hiệu quả. Trong bụng họ đều nghĩ bí thư Diệp chịu đến thăm thì rõ ràng hắn vẫn coi mình là lãnh đạo, vẫn tôn trọng mình. Vì lợi ích nên chuyện tranh đấu trong chốn quan trường là khác, còn trong cuộc sống thường ngày thì mọi người vẫn là đồng chí. Trong đêm khuya đầu tiên hắn đi, đến tận sáng sớm ngày thứ hai hắn tới Thủy Châu. Sau khi tắm rửa cho sạch bụi bẩn, Diệp Phàm nằm thoải mái nghỉ ngơi trên giường 3 giờ đồng hồ. Vợ lão Trần là Dương Tố Mai đến gọi ăn cơm. Tuy nhiên Diệp Phàm vừa mới đặt mông nằm xuống thì Lô Vĩ gọi điện dục hắn đi uống cùng nhau mấy chén. Từ sau khi đến Ma Xuyên, hắn cũng chưa gặp Lô Vĩ, do đó hắn cũng muốn gặp. Diệp Phàm lập tức lái xe đi. Không lâu sau, hắn tới công ty liên doanh Thủy Châu Suối Nước Nóng, sân gôn, nơi Lô Vĩ có đóng góp cổ phần. Ở cổng công ty đang có mấy người nam nữ đứng, tất cả đều là thanh niên đang tuổi phát triển. Diệp Phàm vừa mới dừng xe thì Ngư Thái, Lô Vĩ, Lô Vân đều sải bước tới chỗ hắn. Anh Diệp, lợi hại nhỉ, bây giờ đường đường là một bí thư huyện, thời xưa thì cũng giống như chức quan thứ sử, thái thú nơi biên giới còn gì. Ha ha, chúc mừng, chúc mừng. Ngư Thái là người đầu tiên không ngừng chúc mừng. Ha ha, chẳng qua là tạm thời giữ chức bí thư. Quá mê quyền chức, phỏng chừng mấy tháng nữa có chức bí thư chính thức thì lại tiếc nhớ. Diệp Phàm bật cười ha hả, khiêm tốn nói. Xin chào anh Diệp, tôi là Hoa Tiêu Diêu. Lúc này một thanh niên dáng vẻ tuấn tú, mang tây phục, vẻ mặt chín chắn bước lên chào hỏi. Hoa Tiêu Diêu, một trong bốn lão làng đây hả?
Tôi đã nghe Ngư Thái và Lô Vĩ nói nhiều về anh, tuy nhiên, nghe tiếng mà chưa gặp người, hôm nay mới có dịp gặp gỡ, ha ha. Diệp Phàm nhiệt tình giơ tay ra bắt, trong lòng hắn cảm thấy rất vui vẻ. Hai người bắt chặt tay nhau, dưới đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm thì dường như hoa tiêu diêu có khí thế của kẻ bề trên, phỏng chừng gã cũng đã lăn lội nhiều năm trong chốn quan trường. Anh Hoa nhận chức ở đâu rồi ạ? Diệp Phàm nở nụ cười rồi nói. Ha ha, Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh, đang lăn lộn kiếm cơm ở đó. Hoa Tiêu Diêu khiêm tốn nói. Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh ư, chỗ đó rất tốt đấy, tôi làm sao so được với anh. So với anh thì tôi phải nhảy lầu mấy. Diệp Phàm cười, nói vui. Chương 894, chiếc bí thư thị trấn ngồi là Audi 100. Đừng có nghe anh ấy anh Diệp, kiếm cơm ăn là gì, năm nay anh Hoa cũng mới thăng chức. Giờ đã là phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh. Chính thức là một cán bộ cấp phó giám đốc sở rồi, đã bước vào cái gọi là hàng ngũ cán bộ cao cấp của nước ta. Đồng chí Lô Vĩ nhìn anh ta với vẻ khinh miệt. Chợt, giọng ủ ê bổ sung. Em đáng thương quá, đến bây giờ vẫn còn ngồi mãi chức phó, hay, đúng là che già măng mọc mà. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh ủy không biết là quản lý cái gì. Diệp Phàm trong lòng chấn động. Thoạt nhìn Hoa Tiêu Diêu nhiều nhất cũng mới ngoài 30, người ta đã là một cán bộ cấp phó giám đốc sở rồi. Gia thế người này chắc chắn không tầm thường. Ông em, hình như có ý kiến à? Hoa Tiêu Diêu liếc mắt nhìn Lô Vĩ trêu ghẹo nói. Đương nhiên, quan lớn cấp phó giám đốc sở như các anh mà còn phải kiếm cơm ăn, vậy thì trưởng phòng như chúng em sống kiểu gì? Huống hồ, Vĩ Tử đây vẫn chỉ là một phó phòng, ha ha ha. Ngư Thái hết sức vui mừng, cười điên cuồng. Không thể so sánh được, thiếu tá em đây là một cán bộ cấp tiểu đoàn, hình như cũng tương đương với cấp trưởng phòng ở địa phương, cách biệt xa quá, em đây. Lô Vĩ ngồi bên vẻ mặt cay đắng, cùng Ngư Thái cười lại Hoa Tiêu Diêu. Ha ha, tuy nói giờ đã lên phó giám đốc sở, nhưng phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh ủy có 7-8 người, tôi chỉ xếp hạng cuối cùng ở đuôi thôi. Bên trên còn có chủ nhiệm, bí thư, phó chủ nhiệm có cả đống, đều quản tôi cả. So với ông em Diệp mà nói, người ta dù nói là cốc trưởng ban, nhưng người xưa có câu, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Nói thật, chẳng được như chú em sống vui vẻ vẻ, tự do, phóng khoáng. Hoa Tiêu Diêu có vẻ chua xót, giải thích tình hình thực tế. Tuy nói cấp bậc của y cao hơn so với Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm là một bí thư huyện, chuyện gì cũng do tự mình nói là được. Hoa Tiêu Diêu dù là một cán bộ cấp phó giám đốc sở, nhưng trên đầu còn có nhiều lão bà lắm. Hơn nữa, làm việc ở cơ quan trực thuộc tỉnh, cán bộ cấp phó tỉnh, cấp giám đốc sở bốc một bốc được cả nắm, đích xác là không bằng được một thổ hoàng đế ở vùng hẻo lánh tiêu dao tự tại như Diệp Phàm. Nói gì vậy, anh Hoa vừa đến Đức Bình, phó bí thư, chủ tịch địa khu gì đó đều nhiệt tình chào đón, nếu em mà đến Đức Bình ấy à, hoàn toàn ngược lại, cái mặt tươi cười của em bị người ta dán cả cái mông lạnh lên. Diệp Phàm phản bác, thuận miệng hỏi. Anh Hoa. Công việc cụ thể anh được phân công quản lý là gì? Công tác quản lý giám sát an toàn sản xuất. Hoa Tiêu Diêu nói. Thực quyền tương đối lớn, hễ chỗ nào có sản xuất là anh Hoa đều có thể khoa chân múa tay rồi. Lô Vĩ Hắng giọng cười nói. Cái đó cũng chưa chắc, Cục Công an thành phố Mặc Hương các cậu tôi chẳng dám đến hoa chân múa tay đâu, Cục trưởng Lô ạ, ha ha. Hoa Tiêu Diêu cười nói, chợt lắc đầu. Cái đó đương nhiên rồi. Lô Vĩ hơi đắc ý ưỡn ngực. Mọi người vào trong sân, cũng chẳng đánh gôn, chỉ tìm một lầu các tương đối thông thoáng ngồi xuống, lát sau rượu thịt được bưng lên. Anh Hoa, hình như an toàn sản xuất của mỏ đồng các anh có thể nhúng tay vào đúng không? Diệp Phàm hỏi, dĩ nhiên là thâm ý sâu sắc. Mỏ đồng, nói thật, mỏ đồng là do ban quản lý đất đai quản. Ban quản lý đất đai cũng có phòng giám sát an toàn. Bình thường đều là do bọn họ giám sát. Chúng tôi chỉ đưa ra phương án giám sát anh toàn sản xuất lớn mang tính chỉ đạo cho toàn tỉnh. Nhiều quá, có muốn quản cũng không quản hết. Đương nhiên, nếu đột nhiên xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, chúng tôi cũng sẽ xuống dưới. Ánh mắt Hoa Tiêu Diêu chợt lóe lên, cũng đã cảm giác được chút xuất xứ trong câu hỏi của Diệp Phàm. Anh Diệp, có phải là muốn điều tra chuyện mỏ đồng, nếu thực sự như vậy anh Hoa có thể đưa tay chặn giúp rồi? Lô Vĩ nói, đương nhiên là muốn giúp đỡ Diệp Phàm một chút. Tạm thời thì chưa,
Nhưng, trong huyện Ma Xuyên chúng em có một mỏ đồng lớn, vốn là một xí nghiệp quốc doanh do Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện Ma Xuyên mở. Nhưng, sau này không biết thế nào, mà bị thị trấn Thanh Sơn nhận thầu toàn bộ. Người bao thầu trên thực tế là người của họ tộc Thiết thị trấn Dương Giác gần huyện. Mượn danh mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn, mỗi năm thu được 3 triệu. Những cái khác không quản. Diệp Phàm thu vẻ tươi cười, nói. Dù sao bọn Lô Vĩ chắc chắn sẽ không đứng ngoài, cũng sẽ suy nghĩ hoặc tìm cách. Tục ngữ không phải đã nói, ba thợ thổi dày bằng một da cát lượng, nói không chừng bọn họ sẽ có cách. Ừ. Hoa Tiêu Diêu nhấp một ngụm trà, trầm tư một lúc, đột nhiên hỏi. Ông em Diệp cho rằng mỏ đồng đó mỗi năm thu lời không ngừng ở 3 triệu đúng không, hơn nữa, lợi nhuận tương đối lớn. Hoa Tiêu Diêu dù sao cũng là người lành nghề trong lĩnh vực này, một câu nói đã đâm vào chỗ trọng yếu. Vâng, nghe đồn là lãi ròng mỗi năm có thể đạt đến 7-8 triệu. Cả huyện Ma Xuyên nghèo rất mồng tơi, ngay cả tòa nhà ủy ban cũng là nhà cũ của Mã Hồ Tử trước kia tu sửa lại. Ngay cả một trụ sở văn phòng mới cũng chẳng có. Những xã trấn khác nghèo đến nỗi ngay cả văn phòng cũng chẳng có. Chỉ có thị trấn Thanh Sơn giàu nứt khố đổ vách, cả một tòa lầu văn phòng, toàn bộ đều để không. Văn phòng bí thư đảng ủy thị trấn, chủ tịch thị trấn so với văn phòng bí thư địa ủy còn kiểu cách hơn. Bí thư tiền nhiệm của huyện Ma Xuyên lái chiếc Santana già cỗi, còn đồng chí Thiết Đông bí thư đảng ủy thị trấn Thanh Sơn thì lái chiếc Audi, loại có cửa sổ trên mái. Chắc hẳn không dưới 350.000 đâu. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc, nói. Không dừng lại con số này đâu anh Diệp, chiếc Audi mà anh nói, lúc đó hình như gọi là A6, có lẽ là phiên bản cao cấp nhất của Trung Quốc. Loại xe có cửa sổ trên mái, vô cực biến, giá cả khoảng từ 500 đến 600.000. Một bí thư đảng ủy thị trấn lái loại xe ngày, còn oách hơn cả chủ tịch thành phố Tạ của thành phố Mặc Hương chúng ta. Loại xe như vậy. Chỉ có các quan lớn cấp tỉnh bộ mới ngồi thôi. Xem ra, mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn không phải kiếm được tiền bình thường. Em thấy, phải nắm chặt quyền thu hồi kinh doanh quặng mới đúng, bằng không, tài sản quốc gia rơi hết vào túi tư nhân mất. Mà Ủy ban Nhân dân huyện Ma Xuyên các anh nghèo rất mùng tơi. Nhân vật số một như anh, cứ dương mắt nhìn cũng khó chịu. Không nắm được kinh tế, cấp trên đánh mông anh, bên này, người ta tiền lại kiếm tràn cả bát. Lô Vĩ đưa ra ý kiến. Ủy ban Nhân dân huyện nghèo rất mùng tơi, còn tư nhân giàu nứt khố đổ vách, trong chuyện này chắc chắn có mưu mẹo gì đây. Ngư Thái nói. Thu hồi, e là không dễ đâu, ông em Diệp. Hơn nữa, bí thư lái chiếc Santana già cỗi, bí thư đảng ủy thị trấn lại lái chiếc Audi, chuyện này quá khác thường. Nếu nói bí thư không biết chuyện này, chắc chắn không có khả năng. Lúc khai thác mỏ đồng đó đối với huyện Ma Xuyên các cậu mà nói chắc chắn là một chuyện lớn. Hoa Tiêu Diêu hơi lắc đầu. Vâng, có đưa lên hội nghị thường vụ huyện, giờ em muốn thu hồi, nhưng nước ở đây sâu quá. Thiết Đông không chỉ là bí thư thị trấn Thanh Sơn mà còn là ủy viên thường vụ huyện ủy. Quyền kinh doanh khai thác trước kia cũng là do hội nghị thường vụ huyện phê chuẩn, muốn phủ định hợp đồng trong thay Thiết ra người ta, cái này trên tòa án cũng khó mà nắm chắc được. Diệp Phàm chua xót lắc đầu, có cảm giác hết kế khả thi. Cho nên, anh muốn nhờ anh Hoa nhúng tay vào phương diện an toàn sản xuất để quấy đục đầm nước, sau đó nhân có hội ra tay điều tra các hút mắc trong đó để có thể thuận lợi thu hồi lại. Lô Vĩ cười nói, cũng có ý này, nhưng, cũng chẳng dễ dàng gì. Lúc trước hội nghị thường vụ huyện đồng ý làm như vậy, ắt hẳn có liên quan đến lợi ích bên trong. Tôi nghi ngờ có nhiều cán bộ huyện Ma Xuyên có dính dáng đến. Ngay cả lãnh đạo địa khu cũng có nhúng tay vào. Bằng không, biết rõ bát cơm vàng ở đây, sao huyện lại không muốn tự mình làm, lẽ nào không thể làm nổi. Nếu bảo các phòng ban ở huyện đi điều tra, ắt hẳn là rất khó khăn, bảo các phòng ban có liên quan ở địa khu đi điều tra sau khi người ta đánh tiếng với lãnh đạo thì chắc chắn cũng chỉ làm qua loa cho xong chuyện, cuối cùng chẳng giải quyết được gì, ngược lại còn đảo lộn cả lên. Vẻ mặt Diệp Phàm nặng nề. Từ trên xuống dưới hình thành một thiên võng, đâu đâu cũng dính tới lợi ích, cho dù là làm tổn thất quốc gia để giàu hầu bao của mình. Cho nên, Ủy ban Nhân dân huyện các cậu nghèo, còn có người thì giàu nứt khố đổ vách. Nếu Thiết gia và thị trấn Thanh Sơn kết phường khai thác kinh doanh, người kinh doanh trên thực tế là Thiết gia. Chúng ta có thể bắt tay từ phương diện tài sản quốc hữu, cậu có thể đào được một góc tường của thị trấn Thanh Sơn. Đưa toàn bộ những phòng ban quản lý mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn thay bằng người của mình.
tham gia xây dựng lại sản xuất mỏ đồng. Thiết gia chắc chắn không muốn thấy chuyện này xảy ra, chắc chắn sẽ tung chiêu bài ngầm khiến làm cậu mấy quyền sắp xếp người. Cứ như vậy, chắc chắn sẽ xuất hiện một số mâu thuẫn. Có mâu thuẫn là có chỗ trống thì dễ làm rối loạn. Cái này, đương nhiên phải trông chờ vào quyết tâm của cậu, nếu thực sự có quyết tâm điều tra, làm xáo trộn, tôi có thể tìm cơ hội thích hợp. Chẳng hạn như tiến hành kiểm tra an toàn sản xuất toàn tỉnh gì đó, phái một tinh binh trong tổ công tác đến nước Bình. Làm bộ như đến xem xét, sau khi đến Ma Xuyên sẽ sát nhập lại. Nếu các cậu có thể điều tra trước chút gì, thì sau khi đến đó chúng ta sẽ tìm hiểu nguồn gốc, chỉ cần đập được một vết nhỏ, sợ gì không làm rối được thiết gia. Chỉ có điều ông em Diệp nên suy xét lại kỹ những dính líu, nếu phạm vi dính líu quá lớn, chẳng hạn như phó bí thư, chủ tịch địa khu đều dính vào, thì chuyện này sẽ lớn bằng trời. Làm không tốt bị đá đập vào chân mình, mất đi mũ quan của mình, thì chẳng đáng. Hoa Tiêu Diêu rất thành thực, phân tích được mất, lợi hại, để cho Diệp Phàm tham khảo. Em đã quyết tâm, chắc chắn sẽ điều tra đến cùng. Chuyện bí thư Trang em có biết một chút, chắc chắn không dính vào. Vì mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn mấy năm trước đã đấu thầu rồi. Bí thư địa ủy Trang Tài Hoa mới đến được khoảng nửa năm nay, nên chẳng có quan hệ gì với ông ấy. Về phần chủ tịch địa khu Vương có nhúng tay vào không còn khó nói. Cho dù ông ta có nhúng tay vào, em cũng phải đấu một trận. Bằng không, ông ta ở bên trên cứ ép xuống yêu cầu em nội trong 2 năm phải lột một mũ quan trong toàn tỉnh, bên này lại đào góc tường của em, loại người đó, em có đánh mất mũ quan cũng phải va chạm một trận. Diệp Phàm thái độ kiên quyết. Anh Hoa, anh giúp anh Diệp một tay đi. Hừ, nếu thực sự chủ tịch địa khu Vương của Đức Bình có nhúng tay vào, vậy thì vòng tròn của chúng ta chẳng phải bất tài sao? Lô Vĩ hừ lạnh một tiếng, thể hiện khí phách trùng trùng. Ha ha, ông em Lô đã nói như vậy rồi, lão Hoa tôi đây còn do dự cái gì? Ông em Diệp là người một nhà của chúng ta, không giúp hắn thì còn giúp ai? Hoa Tiêu Diêu trong lòng quyết định, Lô Vĩ đã nói ra, chứng tỏ, nếu thực sự mọi chuyện không cứu vãn được nữa, y sẽ lôi cô hắn trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lô Minh Châu đến. Ha ha, anh Tiêu Tiêu, anh đừng có giả bộ ngớ ngẩn lừa em. Đừng có trông cậy vào cái miệng em, dựa vào sức anh là được rồi. Lô Vĩ cười khan lộ gốc gác của Hoa Tiêu Diêu.